Phần 1. Tác phẩm: Ta thân ái pháp y tiểu thư. Tác giả: Tử Noãn Xuân Thâm. Các thủ nữ nha. Đây là kênh Radio. Tác phẩm: Ta thân ái pháp y tiểu thư. Tác giả: Tử Noãn Xuân Thâm. Nhân vật chính: Lâm Yếm, Tống Dư Hàn. Hồ ly pháp y tạc mau miệng phun bom và cảnh sát nội liễm cấm dục. Thể loại: bách hợp, đô thị, nữ cường, trinh thám, niên thượng, phá án, HE. Tình trạng: đang cập nhật. Văn án: phóng thích vô hạn ánh sáng là lòng người, tạo ra vô hạn bóng tối cũng là lòng người, ánh sáng cùng bóng tối đang xen, kết cuộc chém giết, đây là thế gian mà chúng ta lưu luyến, hay cõi ta bà mà ta bất đắc dĩ phải tiếc hận. Victor Hugo, nỗi bi thảm của thế giới. Ra án: đoán tâm, thăm dò. Người biết nhân sinh khó khăn nhất là gì không? Không phải tương ngộ, là cửu biệt trùng phùng. Chương 1, Cố mộng. Sơ Nam. Nữ sinh bung dù đứng trong mưa, cách 5-3 bước từ xa nhìn nàng, gương mặt mơ hồ không rõ trong nền mưa bụi giăng mịt trời. Lâm Yếm lòng thắt chặt, sợ hãi đây lại là một giấc mộng. Nàng run rẩy vươn tay, cẩn trọng mang theo vài phần không xác định. Lâm Yếm, còn thất thần ở đó làm gì? Mau đến đây, đến nhà mình ăn cơm nha. Đám đông xung quanh bắt đầu nhộn nhịp, xô đẩy nàng tiến về phía trước. Nữ hài trảo một khoắt bắt được cổ tay nàng, kéo nàng bước vào dưới tán ô, một tay khác giúp nàng chỉnh chu quai đeo ba lô dần rơi lỏng, ngữ điệu có chút quán trách. Mình nói bao nhiêu lần rồi, những ngày mưa nhớ phải mang dù, sao cậu không cải thiện được tật xấu này mỗi khi mùa mưa tới vậy? Cậu phải biết sắp tới kỳ trung khảo, bị cảm rồi làm sao đây? Nữ hài cứ nhăn mày lải nhải, huyên thuyên không dứt. Nàng vốn nên cảm thấy phiền chán, nhưng hốc mắt không hiểu sao nóng lên. Đi theo cánh tay thon dài trắng tinh đang nắm cổ tay mình, nữ hài vóc người cao hơn nàng một chút, nàng hơi cố dùng sức, mang theo chút chờ mong ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Sơ Nam. Cậu đã trở lại. Nữ hài mặc đồng phục trắng sáng nương theo tiếng nói rủ mắt, gương mặt như xưa nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ấy vốn được đính những vì tinh tú giờ đây chỉ còn lại hố đen sâu thẳm, rỉ máu. Sắc mặt nữ hài lúc này quá mức tái nhợt cùng nụ cười quỷ dị, đầu ngón tay chạm lên da thịt nàng vừa lạnh lại trơn tuột nhễ nhãi, cực kỳ giống với vô số thi thể mà nàng từng giải phẫu. Một cảm giác lạnh gáy từ bàn chân nháy mắt xông thẳng đến đỉnh đầu. Lâm Yếm sợ hãi hét thất thanh, Sơ Nam. Nàng thở hổn hển từ trên giường ngồi bật dậy, nhắm mắt lại, giơ tay ôm trán, lòng âm thầm thở dài, lại gặp ác mộng. Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường trong bóng tối phát ra tia huỳnh quang yếu ớt, kim đồng hồ vừa điểm rạng sáng 4 giờ. Lâm Yếm duỗi tay mò tìm ly thủy tinh trên bàn, mở ra ngăn kéo tủ, bởi vì hơi quá sức mà đồ vật trên bàn rơi sạc xuống đất. Nàng nhặt lên một lọ thuốc màu trắng, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, cầm ly nước ủ dưới nhiệt độ máy điều hòa trong phòng cả đêm đã từ ấm chuyển lạnh, một hơi uống cạn, uống một cách vội vã như muốn nhanh chóng làm dịu đi phần nào sự bồn chồn khó chịu. Dọc nước nơi khóe miệng nương theo cổ thon dài của chủ nhân nó chảy xuống bên dưới, thấm ướt cả áo lót. Nàng dự định giơ tay lau, nhưng có ai đó sớm một bước lấy khăn tay nhét vào lòng bàn tay nàng, dùng cái này lau đi. Giọng nói sao mà quen thuộc quá, Lâm Yếm nổi gai ốc, nàng vừa hồi hộp vừa cẩn trọng nhìn sang, kinh hách bật thốt, Sơ Nam. Lúc ánh mắt hai người tương xúc, nhịp tim Lâm Yếm nấc lên đến cổ họng, chỉ nhìn thấy đối phương như trước ôn hòa mỉm cười, thậm chí người nọ thấy nàng bất động liền chậm rãi lấy lại khăn tay giúp nàng lau sạch vệt nước tàn lưu động trên cằm. Lại gặp ác mộng sao? Không. Nàng theo quán tính phản bác. Ma xui quỷ khiến thế nào vươn tay ra như muốn chứng thực điều gì đó. Nữ hài rất nhanh hiểu ý nắm bắt tay nàng. Lâm Yếm câu ngón út người nọ, cảm xúc ôn nhuận, mềm mại mang theo sự tức giận lẫn hơi ấm của người sống. Nàng như níu được cọng rơm cứu sinh siết chặt tay cô, đôi mắt sinh động lấp lánh, đuôi phượng hẹp dài, sóng mũi cao vút, chỉ một cái liếc mắt đã phát quan phong tình, huống chi bây giờ lại lả chả chực khóc. Nữ hài tay phủ lên mu bàn tay nàng vỗ về, được rồi, mình đã về rồi. Ngữ khí trước sau vẫn ôn hòa sủng nịch, thoáng chốc mũi cay xè khiến nàng không thể nhẫn thêm được nữa. Lâm Yếm dùng sức ôm chặt nữ hài, thật tốt quá, Sơ Nam. Thật tốt, cậu đã trở lại. Sơ Nam, mình rất nhớ cậu. Mấy năm nay, cậu đã đi đâu? Mình. Nữ hài thốt lời, mày bắt đầu nhíu chặt, gương mặt đầy vẻ thống khổ, rõ ràng đang ở trong nhà nhưng quần áo cô lại dần dà thấm nước. Mình. Mình cũng không biết. Mình đau quá. Đau quá. Lâm Yếm. Cứu mình với, cứu mình, cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt lành lạnh, nữ hài nức nở khiến nàng lo lắng không thôi. Lâm Yếm nháy mắt siết chặt tay, nét mặt trở nên điên cuồng, đôi mắt vốn đạm bạc lúc này đỏ như huyết rồng. Là ai? Sơ Nam, nói cho mình biết. Là ai? Đã hãm hại cậu. Là. Lạc, Lâm Yếm lắc lắc vai người nọ,
Nữ hài đột nhiên im lặng, ngữ âm khàn đục pha lẫn âm ti quỷ dị, hỗn loạn vài phần ma quái, giống như giữa đêm khuya yên tĩnh vặn mở rà soát kênh radio. Lâm Yếm chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt, nàng cắn răng, đầu lưỡi nhấm nháp được vị huyết tinh, nước mắt sắp sửa trào ra bước trở về. Nàng nhẹ nhàng xoay qua gương mặt người trong lòng, xúc cảm nơi đầu ngón tay lành lạnh, nàng nghĩ cô đã khóc, lòng dậy lên thương tiếc. Sơ Nam, đừng sợ, nói mình biết, bất kể là ai, mình nhất định sẽ không tha cho hắn. Nàng vừa dứt câu, người trước mặt đột nhiên cười khanh khách, giọng nói chát chúa giống như ai đó dùng móng tay cào vào tấm bảng đen, một ngọn sóng lạnh lẽo như dòi bỏ lúc nhúc sống lưng nàng. Lâm Yếm bỗng nhiên cảm thấy có chút khó thở, ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, tối như vẫy mực, bóng cây lay động càng gợi thêm sự rùng rợn. Cơn cuồng phong lùa vào phòng phất phơ bức màn cửa, tia sáng mỏng manh theo âm thanh xào xạc phát ra vụt tắt. Nàng nhìn thấy đôi tay nữ hài xuất hiện thi đốm, cảm giác nhầy nhụa như dầu bôi trơn từng mảng bóc ra, mạch máu hiện rõ mưng mủ thối rữa. Lâm Yếm bởi vì không thể thở được mà hai mắt trừng lớn, vô lực muốn chạm vào người nọ. Sơ Nam, là ngươi. Cùng với thanh âm nghẹn ngào khàn đục, từng mảng da trên mặt cô gái cũng bắt đầu bong tróc, chảy xệ lộ lớp xương trắng, trong mắt lồ lộ sau đó rớt ra, chỉ chừa lại hai lỗ sâu hút khóa chặt nàng. Mùi hôi thối kinh tởm xông thẳng vào mũi. Không! Lâm Yếm gào thét, hất tay người nọ ra khỏi người mình. Trong khoảnh khắc tay nàng xuyên qua thân thể đối phương lưu lại giữa không trung, dưới khăn trải giường lưu lại một đống thịt thối nát, máu đặc tanh hôi từ trên giường chảy xuống, nhiễm đỏ tấm thảm lông dê đẹp đẽ xa xỉ. Đinh lang, tiếng chuông báo thức như đòi mạng in ỏi. Lâm Yếm mồ hôi nhễ nhại ngồi dậy, ánh mặt trời đã sớm treo ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng lay động bức màn sa mỏng, kim đồng hồ trên tủ đầu giường tích tắc. An tĩnh thông dong, mùi vị bánh mì nướng từ dưới lầu truyền đến. Lâm Yếm tắt đồng hồ báo thức, nhìn quanh tứ phía, sóng êm gió lặng. Đây vốn là một buổi sáng hết sức bình thường cho một ngày làm việc. Nàng xốc chăn, xuống giường xỏ giày, lúc đạp chân lên tấm thảm lông hơi sững lại, trũ mắt nhìn vệt đốm sẫm màu như máu động lại góc thảm cạnh mép giường, hầu kết không quá rõ của nữ nhân giật. Lâm Yếm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chờ cho hô hấp trở nên bình ổn. Không lâu lắm, quản gia đứng bên ngoài gõ cửa. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị. Sau khi rửa mặt, Lâm Yếm choàng ảo ngủ bước xuống lầu, vẻ thất thố kinh hoảng lúc gặp cơn ác mộng đã biến mất không tồn chút tàn ảnh. Thay vào đó là điệu dáng có phần lười biếng bất cần, nét hờ hững từ trong xương tản mạn xung quanh. Tài xế đâu? Đang đứng chờ bên ngoài. Dinh thự Lâm gia tuy lớn, nhưng vị cô nãi nãi tính khí thất thường, không thích chung đụng với người hầu kẻ hạ, bởi vậy mặc dù nói ông là quản gia nhưng cũng chẳng khác gì những người khác. Sáng tinh mơ đã tất bật chạy tới lui cho tới giữa đêm, cũng chỉ chờ cô nãi nãi nhà ông đi ngủ mới yên ổn trở về phòng. Cho dù có bất mãn nhưng ông không hề câu nệ, cung kính đối đáp. Lâm Yếm rất hài lòng. Trợ lý lúc này cũng đã chờ ở phòng khách dưới lầu, nhìn thấy nàng đi xuống, cậu lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy, khom lưng, pháp y Lâm. Lâm Yếm liếc nhìn anh, thanh niên trẻ tuổi tận tụy, trên tay là một chồng tài liệu chuẩn bị cho phiên tòa sắp diễn ra hôm nay. Nàng cảm thấy thực phiền chán, bởi vậy không gật đầu cũng không đáp trả, càng không màng mời anh ta dùng bữa sáng, đầu bếp đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức. Tuy gọi trợ lý, một nửa đồng nghiệp, nhưng kỳ thực danh phận cũng chỉ là tùy tùng không hơn kém. Lâm Yếm không phản ứng, cho nên những người trong căn phòng này cũng xem cậu ta như không khí. Người trẻ tuổi xấu hổ tay chân luống cuống, lặng lẽ nhìn bóng hình xinh đẹp lướt qua đại sảnh phòng khách, khuất sau vách tường ngăn cách tinh mỹ chạm khắc ngồi vào bàn ăn, ngay cả tiếng va chạm rất nhỏ của ghế tựa ma sát với mặt đất cũng không phát ra. Đầu bếp Lâm gia tay nghề đẳng cấp thế giới, làm hai loại món ăn phong cách Trung Quốc và Tây Âu, tuy không nhiều nhưng sức sáng tạo có thể nói là tuyệt đỉnh, hương, sắc, vị đều hội tụ. Lâm Yếm chỉ nếm thử hai khẩu liền đặt nĩa xuống, không muốn ăn nữa, dùng khăn giấy chấm khóe miệng coi như đã ăn xong. Không ai dám lên tiếng khuyên bảo nàng ăn nhiều một chút, quản gia hiểu ý nhanh chóng dọn dẹp số thức ăn. Nàng đứng dậy bước vào phòng thay quần áo. Vóc dáng nàng cao gầy, nếu đứng cùng một nhóm phụ nữ nhất định là nổi trội nhất, nhưng bởi vì thân hình mỏng manh nên trong nàng có vài phần nhược liễu phù phong, dáng đi lúc nào cũng uyển chuyển thanh thoát, giống như một con mèo ba tư rảo bước trên tấm thảm tơ lụa. Lâm Yếm đi được vài bước chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên dừng lại. À phải, lão quản gia không chút chậm trễ, tiểu thư thỉnh phân phó. Tấm thảm trong phòng ta, vứt đi. Tấm thảm lông cừu đó được nàng mang về từ một buổi đấu giá ở London diễn ra vào tuần trước, nghe nói đó là trân phẩm mà sứ giả ba tư tặng cho nhà ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ làm lễ vật, giá thị trường phải hơn 100 vạn, nói ném liền vứt. Ánh mắt không chút do dự, quản gia sớm đã quen việc cô nãi nãi nhà ông hỉ nộ vô thường, tiêu tiền như nước, kính cẩn không người nói, vâng. Tiểu thư, ngài còn chuyện gì cần phân phó sao? Không còn. Giọng nói lãnh đạm từ phòng thay quần áo truyền đến, nói là phòng thay quần áo kỳ thực diện tích so với phòng ngủ trên lầu không sai biệt lắm,
chứa đầy các mẫu thiết kế, giày dép, túi xách lẫn phụ kiện mà Lâm Yếm sưu tập từ các nơi trên thế giới. Hôm nay chủ nhân nó không có tâm tình, tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi khoác lên người, cẩn thận cài từng nút, riêng hai nút trên cùng không khấu. Cổ áo lật sang hai bên để lộ xương quai xanh chọc người ngứa ngáy cùng mạn diệu cảnh xuân. Nàng mở nắp thỏi son, mím nhẹ môi, dùng đầu ngón út quệt đi chút son thừa lem xuống cằm, ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn người trong gương. Màu sắc của da tái nhợt, là loại trường kỳ không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng môi cố tình lại là màu rực lửa. Lông mày nhướng lên, môi khẽ nhếch, đủ tầm để so sánh với gương mặt ngạo mạn của mấy nữ người mẫu trình diễn trong tuần lễ thời trang, rồi lại bởi vì sóng mắt khép hờ mà có chút đa tình tự kỷ. Kinh diễm là kinh diễm, lạnh lùng chỉ có thấu xương. Lâm Yếm bứt khóe môi khinh cười, mang theo áo khoác vét giả bước ra khỏi cửa. Tài xế đứng bên cạnh mở cửa xe, Lâm Yếm ngồi vào trong, trợ lý cũng ôm chồng tư liệu của hắn theo nàng ngồi vào. Pháp y Lâm, giấy chứng tử cùng hồ sơ khám nghiệm tử thi chuẩn bị ra tòa đều ở đây. Mùi mồ hôi đặc trưng của nam giới hòa lẫn mùi chân thối xộc thẳng vào khoang mũi nàng, nên nhớ, mũi của pháp y luôn phá lệ mẫn cảm. Lâm Yếm tựa lưng vào ghế da, vốn dĩ muốn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng chốc mở bừng mắt, cậu ra phía sau ngồi. Băng ghế SUV, Mercedes-Benz rất rộng, trợ lý sửng sốt, nhìn gót giày cao gót của nàng không dính chút bụi bẩn rồi nhìn lại ống quần đầy vệt bùn đất của chính mình, lòng tự trọng yếu ớt đến xấu hổ. Người trẻ tuổi chậm rãi lùi ra khỏi xe, mồ hôi đầy đầu chạy xuống băng ghế xếp ở phía sau, không dám lại hé răng. Quản gia, tiểu thư. Quản gia thay nàng đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ lập tức quay đầu nhìn nàng. Buổi chiều đổi một chiếc xe khác đến đón ta, chiếc này để lại cho Vú Lưu đi chợ đi. Vâng, tiểu thư. Còn cậu? Đầu ngón tay nàng gõ gõ lên mặt đồng hồ bằng đá thạch anh, câu chữ chanh chua chậm rãi từ miệng phun ra. Đến sớm vậy để vội đi đầu thai à? Muốn đầu thai thì nằm trong phòng giải phẫu. Ăn mặc như vậy hầu tòa, không sợ luật sư tố cậu là hung thủ. Từng câu từng chữ xuyên thủng lòng tự trọng của người trẻ tuổi thương tích đầy mình, hắn ngồi phía sau hai tay siết chặt chồng tư liệu, không trả lời cũng không dám hé môi. Xe chuyển bánh, rất may có người phá vỡ bầu không khí im lặng. Tiểu thư, ngài muốn nghe tin tức không? Lâm Yếm giọng mũi từng một tiếng xem như trả lời. Tài xế ấn nút radio, giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên truyền ra. Công tố viên khởi tố vụ án bị cáo họ Cận sát hại nữ tiếp viên KTV họ Vương vào đêm ngày 18 tháng 4 năm 2007 tại KTV, sau đó vứt xác nạn nhân ở một bãi đất hoang. Chứng cứ vô cùng xác minh, nghi phạm bị cáo buộc với nhiều tội danh, cố ý giết người, cưỡng hiếp, vũ nhục thi thể nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Tòa án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình đang chờ ngày hành quyết, bị cáo họ Cận không phục trước phán quyết của tòa án đã nộp đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở vào lúc 10 giờ sáng hôm nay tại Tòa án Nhân dân tối cao, công khai thẩm tra. Đến lúc đó, Lâm Yếm, nữ pháp y trẻ tuổi đến từ Viện Giám định Khoa học sẽ ra tòa với tư cách là một nhân chứng biện hộ, đưa ra kết quả giám định mới nhất. Nữ phát thanh viên khẳng khái trần thuật, nhấn giọng lưu loát, dùng tốc độ gấp 2 lần bình thường tường thuật lại vụ án, sau đó bắt đầu nói về những chiến tích và chuyện tình ái của nàng. Lâm Yếm mơ màng sắp ngủ, đại khái chỉ nghe được vài câu, dù sao quanh đi quẩn lại cũng là. Nói đến chuyên viên pháp y Lâm Yếm, có thể nói là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Y Phúc Đáng, sau đó học thạc sĩ pháp y tại Đại học Boston, chỉ mới hơn 10 năm, đã giải phẫu hơn 5.000 thi thể, kinh nghiệm về lĩnh vực khám nghiệm cực kỳ phong phú, còn không thì là pháp y Lâm, đích nữ duy nhất của Lâm gia, tổng giá trị tài sản ước tính 10 triệu tệ, gần đây có tin đồn nàng đang qua lại với Trương Đổng. Tập đoàn Thành Tín, báo giới từng chụp được bức ảnh hai người hôn nhau tình tứ, không biết có công khai trong thời gian tới hay không. Trương Đổng? Trương Đổng nào nhỉ? Lâm Yếm nghi hoặc nhíu mày, nàng từng ôm hôn nồng nhiệt quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ cứ thế bay lướt trong đầu nàng, thế nhưng hình như không có ai khớp với cái tên vừa được nhắc tới cả. Tiểu thư, có cần? Quản gia xoay đầu dè chừng nhìn nàng. Ừm. Lâm đại tiểu thư vênh váo tự đắc gật đầu, chương trình này tên là gì vậy? Tin tức mỗi ngày. Quản gia âm thầm gạch chân cái tên này, những tòa nhà chọc trời thi nhau vụt qua kính cửa xe, chẳng mấy chốc tiến vào đại lộ, tòa án tối cao ở bên cạnh quảng trường cách đó không xa, phía trước quảng trường đã tụ tập không ít người, hôm nay là phiên điều trần công khai, các kênh truyền thông lớn cùng không ít quần chúng ăn dưa đều đến nghe ngóng, xe Lâm gia giảm phanh, ánh đèn flash hai bên đã chớp sáng không ngừng. Bộ dáng lười biếng chưa tỉnh ngủ của Lâm Yếm vẫn không hề thay đổi, nói với họ: "Tình nhân gần đây của tôi không phải là Trương." "Trương cái gì nhỉ?" "Trương Đổng." Quản gia tiếp ứng. "Đúng, đưa thông tin không chút chuyên nghiệp, gì mà tin tức mỗi ngày, sửa lại thành tin nhảm hôm qua có được không nhỉ?" Lâm Yếm khinh thường cười nhạo, nói không hết được sự châm chọc. Tài xế dừng xe, "Tiểu thư, đã đến."
Quản gia liếc nhìn đám đông bên ngoài, không ít nhân sĩ ngồi xổm trước cổng tòa án kéo biểu ngữ, nhìn thấy xe Lâm Yếm đến gần liền lập tức xôn xao, top 5 top 3 đứng dậy, quản gia muốn nói lại thôi, tiểu thư, hay là chúng ta vòng ra cổng sau vào đi. Lâm Yếm cười khẩy, giơ tay đẩy cửa xe, ta không phải hung thủ, hà tất phải lén lén lút lút. Chương 2, hầu tòa. Lâm tiểu thư, xin hỏi cô có cảm nhận gì khi đứng ra làm chứng cho nghi phạm? Lâm tiểu thư, cô có chắc kết quả khám nghiệm tuân thủ đúng pháp luật, không trái lương tâm, ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án? Nghe nói ba của nghi phạm là lão tổng công ty Tân Nghiệp, mà tập đoàn Lâm thị cùng Tân Nghiệp có giao tình, điều này có phải sự thật hay không? Lâm tiểu thư, nghe đồn cô cùng Trương Đổng tập đoàn Thành Tín có quan hệ. Lâm Yếm vừa bước xuống xe đã bị phóng viên xung xoe như nêm cối, đèn flash giăng như mạng nhện, đủ loại thương trường đoạn pháo tập kích trước mắt nàng. Quản gia che chắn nàng bước vào trong, bảo vệ đi trước khai thông lối, còn cái người đang là tâm điểm nét mặt trước sau như một, vạn biến bất kinh, đối với mấy vấn đề bát quái chán ngắt này không chút phản ứng dù chỉ là một cái nhướng mày. Cho đến khi, Lâm Yếm tháo xuống kính râm, khóe môi nghiền ngẫm nụ cười ý vị nhìn biểu ngữ cùng vòng hoa trải dài hai bên bậc thềm trước cổng tòa án. Pháp y bất lương làm chứng cho hung thủ, chết không toàn thây. Pháp y lòng dạ thâm độc lung lạc lòng người nên bị trục xuất khỏi pháp giới. Tiểu thư, quản gia muốn đứng ra ngăn cản bọn họ. Lâm Yếm lại đeo lên kính râm, thậm chí vui thích mà nổi hứng huýt một hơi, lần sau nhớ đổi ảnh chụp đẹp một chút. Bức ảnh đen trắng họa thiếu nữ mày xếp, xương gò má hơi nhô cao, không giống hình ảnh nữ nhân truyền thống dịu dàng nữ tính, ánh mắt nàng vĩnh viễn nhiều hơn sự cao ngạo, khóe môi lúc nào cũng mỉm cười trào phúng, chế nhạo thế gian hoang đường phi lý này. Trước khi hầu tòa, Lâm Yếm thay chế phục của viện nghiên cứu, sơ mi sọc cùng áo khoác blue trắng, khác với ký hiệu chữ thập đỏ như bác sĩ, thay vào đó trước ngực áo là logo phông nền hình kim tự tháp màu xanh biển cùng chữ cái đầu tên tiếng Anh của viện nghiên cứu, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, luật sư cùng nàng vừa đi vừa nói, bên phía công tố đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây, bằng chứng trong tay cô có đủ thuyết phục để giúp hắn thoát tội. Lâm Yếm nhún vai, tỏ vẻ đây không phải chuyện của tôi, thẩm phán vẫn là người đưa ra phán quyết cuối cùng, tôi nể mặt đồng tiền, chỉ phụ trách cung cấp những chứng cứ có lợi cho hắn, chuyện khác không liên quan đến tôi. Phiên tòa phúc thẩm chính thức bắt đầu, màn tranh luận giằng co gần 2 giờ đồng hồ của luật sư hai bên khiến Lâm Yếm mơ màng sắp ngủ, thế nhưng khi thẩm phán xướng đích danh nàng, đôi mắt chẳng màng sự đời lập tức mở ra, ánh lên tia sắc bén lạnh lùng. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ dành cho nhân chứng. Luật sư bên công tố hít một ngụm khí lạnh, xem xét nhân chứng mà mình sắp đối mặt, một pháp y với kinh nghiệm chinh chiến trường kỳ. Lâm Yếm cũng xem người nọ như một đại cường địch, hai người liếc mắt xã giao, đều mang tâm thái đập nồi dìm thuyền. Tinh dịch cùng DNA của nghi phạm Cận Vĩ Hâm được tìm thấy trên quần lót của nạn nhân, đã nói lên điều gì? Luật sư công tố xuất chiêu đặt câu hỏi. Lâm Yếm rất bình thản, không nói lên được điều gì. Nghi phạm ngồi sau song sắt có chút kích động lập tức bị cảnh sát áp chế. Lâm tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó bồi thêm một câu, chỉ có thể chứng minh nghi phạm từng nảy sinh quan hệ với nạn nhân, không đồng nghĩa với việc nạn nhân cũng là do hắn giết. Luật sư hơi cong môi, theo kết quả điều tra của cảnh sát, khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 4 năm 2007, nạn nhân cùng nghi phạm và bạn của anh ta đã thuê một phòng ở KTV, đây là đoạn video được camera lắp đặt tại hành lang ghi lại. Trợ lý luật sư mở máy tính, ấn nút phát đoạn video, Lâm Yếm quan sát màn hình, bên trong là hình ảnh nghi phạm Cận Vĩ Hâm thân mật ôm nạn nhân Vương Lệ, bước chân lão đảo hình như đã uống rất say. Lúc hai người họ đi qua khu vực camera có thể quan sát rõ ràng, thoáng nhìn ra được nét mặt Vương Lệ có chút không kiên nhẫn, rồi lại như không thể nhẫn được nữa. Thời gian hiển thị trên đoạn video lúc đó là 10 giờ 15, 2 tiếng sau, Cận Vĩ Hâm hốt hoảng loạn choạng chạy ra khỏi phòng, thêm 10 phút sau đó, hắn kéo theo một cái vali trở vào trong. Cái vali đó chính là công cụ mà hắn dùng để vứt xác nạn nhân, hành vi quả thực đáng nghi, nhưng hắn là một ông chủ lớn, nhân viên hèn mọn tự nhiên không dám nói gì, huống chi lúc đó là rạng sáng, cả người kiệt sức, như ngựa hết hơi, nhưng hắn vẫn thuận lợi trốn ra ngoài, CCTV dưới tầng hầm đã kịp ghi lại hành vi của hắn. Nghi phạm có động cơ gây án, phạm tội là chuyện đương nhiên, kết quả khám nghiệm càng là chứng cứ vô cùng xác đáng, có thể kết án ngay cả khi nghi phạm không nhận tội. Cận Vĩ Hâm mang còng sắt vẻ mặt lộ rõ chút né tránh, hai bàn tay vô thức đan lại, vô cùng khẩn trương. Theo lời khai của nhân chứng, đêm đó khi vừa ngồi xuống không lâu, nghi phạm liền động tay động chân với nạn nhân cũng vì là tiếp viên, nên không dám thái độ, cho đến khi. Luật sư bên khống vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía Cận Vĩ Hâm. Hắn bảo nạn nhân dùng miệng ngậm lá bài poker mà hắn kẹp giữa hai chân. Ngậm đi, sao cô không ngậm, dùng miệng lấy ra cho lão tử. Số tiền này lập tức thuộc về cô.
Cận Vĩ Hâm cầm sấp tiền quất lên mặt nữ nhân đang quỳ gối bên cạnh hắn. Nữ nhân ăn mặc giản dị, áo crop top cùng quần sóc ngắn cũng cỡn, tên đàn ông thấy nàng bất động, trực tiếp dùng tay nhét tiền vào cổ áo rẽ xuống của nàng. Ngậm mau! Lấy nó lên cho lão tử! Không ngậm thì cũng đừng hòng đứng dậy. Hắn vừa nói vừa ấn đầu cô gái, đôi mắt cô đã giàn giụa nước mắt. Những người vây xem lúc này bắt đầu ồn ào bàn tán. Thẩm phán gõ búa, im lặng. Lâm Yếm bắt đầu mỉm cười, đột nhiên mở miệng đánh gãy mấy lời nói bốc phét mà đối phương sắp sửa tiếp tục. Giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì tôi không hứng thú muốn biết, cũng không cần phải thuật lại với tôi. Tôi chỉ trình bày kết quả giám định giải phẫu tử thi, nhân chứng bên công tố lập tức đứng dậy lên tiếng. Nạn nhân tử vong vì mất máu, hung khí là con dao gọt trái cây. Luật sư giơ lên túi vật chứng, pháp y bên công tố cũng theo đó tiếp lời. Hung khí dài 10cm, rộng 3cm, trùng khớp với độ rộng vết thương trên người khiến nạn nhân tử vong. Máu cùng vân tay của nghi phạm đều được tìm thấy trên con dao này. Cô còn điều gì muốn nói? Câu này chính là hỏi Lâm Yếm. Thời gian trầm mặc vài giây, Lâm đại tiểu thư không mấy quan tâm tựa vào lưng ghế. Luật sư, xin trình phát chứng cứ số 4. Được sự cho phép của bồi thẩm đoàn, luật sư mở máy tính, bật slide chiếu trực tiếp lên màn hình lớn. Đây là vết bầm tím được phát hiện ở thắt lưng nạn nhân, tôi phản đối. Chứng cứ không liên quan đến vụ án. Luật sư lập tức giơ tay phát biểu. Thẩm phán nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục hướng nhìn lên màn hình. Phản đối vô hiệu. Lâm Yếm miếng môi, kết quả khám nghiệm lần 2, phát hiện trên người nạn nhân chỉ có duy nhất một vết bầm tím tiết diện không quá 3cm này. Mọi người đều biết hiện tượng tụ máu là do mạch máu vỡ ra, thấm vào các mô xung quanh, vón cục dưới da tạo thành những đốm sẫm đỏ bầm. Một người sau khi chết, nhịp tim sẽ ngừng đập, máu đình chỉ lưu thông, quá trình đông máu sẽ chỉ diễn ra vài phút sau đó, hiển nhiên cũng không tạo ra được mấy vết thâm tím. Điều này cũng không chứng minh được gì, chỉ một vết bầm, không thể dẫn đến sát thương trí mạng, rất có thể trong quá trình nạn nhân chống trả đã va phải vật cứng nào đó. Pháp y bên công tố bày tỏ. Lâm Yếm bingo một cái, nói rất đúng, tôi xin nói đến chứng cứ số 2. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh bên trong phòng KTV, hiện trường xảy ra vụ việc. Bàn khách một mảnh hỗn độn, những chai bia rượu bừa bãi ngang dọc, dưới sàn là một vũng máu, còn có vết máu bắn tung tóe trên ghế sofa. Phóng to góc bàn. Mọi người như chìm vào sương mù. Lâm Yếm liễm mi cợt nhã, hơi chút nghiêng đầu nhìn vị pháp y kinh nghiệm đầy mình kia. Nàng tuy đang cười nhưng đáy mắt rõ ràng hàm chứa mỉa mai. Trán đối phương tuôn một tầng mồ hôi mỏng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng với một pháp y nhiều năm kinh nghiệm nhất định liếc mắt là có thể hiểu được vết bầm này từ đâu mà có. Bàn khách bố trí trong phòng là bàn tròn, cho dù hai người có lăn lộn ẩu đả thế nào cũng không tạo ra vết thương như chúng ta đã thấy. Vết bầm tím trên người nạn nhân chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, tối sẫm xanh tím, là hiện tượng xuất huyết nội. Bàn tròn xác thực không tạo ra được dấu vết như vậy. Cũng chỉ có thể thuyết minh là vết thương xảy ra lúc nạn nhân còn sống, trên hung khí vẫn lưu lại dấu vân tay của hung thủ, sự thật đã sáng tỏ. Lâm Yếm trào phúng, ai nói nạn nhân vì vết thương xuất huyết quá nhiều mà chết. Nếu nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa được xác minh thì dấu vân tay trên hung khí của Cận Vĩ Hâm cũng chỉ là thừa thải đánh lừa cảnh sát. Cả phiên toàn lập tức xông xáo. Thẩm phán lại một lần nữa yêu cầu mọi người giữ trật tự. Vậy cô nói xem, nguyên nhân chết là gì? Ngộ độc Mao Địa Hoàng. Nghe được nguyên nhân, pháp y bên công tố rõ ràng nhẹ nhõm thở hắt một hơi, cảnh sát đã lưu ý đến điểm này, nạn nhân có tiền sử bệnh tim. Thường dùng Mao Địa Hoàng như một loại dược vật, chúng tôi cũng đã kiểm tra hàm lượng trong máu của nạn nhân, liều lượng không đủ dẫn đến tử vong. Lâm Yếm lạnh lùng cười khẩy, vậy sao? Trợ lý của nàng nhạy bén mở máy tính. Trong quá trình khám nghiệm, chúng tôi đã kiểm tra gan và túi mật, do đó phỏng đoán được nồng độ lưu chuyển trong máu, chính xác là một tiếng trước khi chết, liều lượng, nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, đủ để chết người. Luật sư bên công tố đầu đổ đầy mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu. Pháp y cũng chẳng khác gì ông, liếm môi loạn xạ. Cả khán phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ tiếng còng tay xê dịch của nghi phạm. Bên ngoài sắc trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn trộn in dấu trên mặt bàn, nơi nàng đứng là nơi mà ánh sáng không thể với tới, tựa như ẩn mình trong bóng tối. Lâm Yếm hài lòng mỉm cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Nụ cười còn chưa tắt đã tiếp tục những lời mỉa mai khắc nghiệt. Cho dù máu đã thanh tẩy phần nào độc tố, nhưng gan cùng mật là nơi hấp thụ chất độc trước khi chúng hòa vào cơ thể. Huống chi một pháp y giám định chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào một phương pháp khám nghiệm cơ bản mà đưa ra quyết định. Vì thế chúng tôi đã trích mẫu dịch thể trong mắt của nạn nhân. Kết quả kiểm nghiệm vẫn là độc tính của Mao Địa Hoàng. Báo cáo đã được trình tòa. Luật sư công tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía pháp y của hắn.
đối phương mồ hôi nhễ nhại, môi run giật, không dám hé răng. Xét nghiệm dịch thể nhãn cầu là một phương pháp giám định cực kỳ độc đáo, bất cứ ai nhìn thấy một thi thể, với vết thương hở cùng con dao sắc nhọn, đều kết luận nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết. Lâm Yếm lần này quả không đi sai hướng. Sau khi nói một loạt dẫn chứng, Lâm Đại Tiểu Thư liếm đôi môi có chút khô khốc trở lại vị trí. Suy nghĩ đầu tiên chính là, mẹ nó, sáng quên thoa son dưỡng môi. Cảnh sát phá án chú trọng chứng cứ, bồi thẩm đoàn cũng cân nhắc mức độ nghiêm trọng để đưa ra hình phạt xác đáng, bản án một lần nữa dời lại vì đã được bổ sung chứng cứ mới. Lúc cảnh sát áp giải nghi phạm xuống bậc thang, đi lướt ngang qua người Lâm Yếm, yết hầu hắn giật giật, giọng nói khô khốc run rẩy, chỉ phun ra hai chữ, cảm ơn. Lâm Yếm nhướng mày, gương mặt vẫn như cũ không cảm xúc, còn chưa được hai bước, phóng viên đứng bên ngoài đã nhanh chóng vây xung quanh nàng. Lâm Tiểu Thư, ngài làm nhân chứng cho nghi phạm là vì mối quan hệ với ba của ngài có phải không? Lâm Tiểu Thư, cho dù tội danh giết người của Cận Vĩ Hâm không thành lập, nhưng hắn vẫn bị khép tội cưỡng bức nạn nhân, đều là nữ nhân, ngài có cảm nghĩ gì? Lâm Tiểu Thư, năm gần đây ngài không ít lần đứng ra làm chứng cho nghi phạm, trong đó không thiếu lần giúp họ thoát tội, tỉ như vụ án giết người Phan Thay ở Thành Nam, được tòa tuyên cáo tử hình vào tháng trước biến thành tù chung thân, ngài cũng bị liệt vào danh sách thiên địch số 1 của công tố, kiểm sát, lẫn pháp y, đây có phải sự thật hay không? Vấn đề được đặt ra càng lúc càng bén nhọn, người được hỏi trong vòng vây của bảo vệ cùng trợ lý đi ra ngoài, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Nhường đường, chờ một chút, Lâm Tiểu Thư, ngồi trên khối tài sản kết xù, vì sao ngài lại lựa chọn trở thành một chuyên viên pháp y? Một phóng viên tác nghiệp trông như sinh viên mới ra trường, giơ microphone, quần áo ướt sũng mồ hôi, cố với tay về phía nàng. Vấn đề này hình như không liên quan đến vụ án, Lâm Yếm hơi dừng bước, gương mặt xuất hiện trong máy quay dường như chớp nhoáng biến hóa rất nhỏ. Nhưng, cũng chỉ trong nháy mắt, Lâm Yếm nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, trợ lý cùng bảo vệ dọn đường đám phóng viên. À, Lâm Tiểu Thư, nhìn thấy nàng sắp rời khỏi cửa tòa án, phóng viên lại nháo nhào chật kín. Có người lớn tiếng hô, Lâm Tiểu Thư, cô dựa vào cái gì nói Cận Vĩ Hâm không phải hung thủ? Lâm Yếm rốt cuộc dừng bước, khóe môi vẽ lên động cung hoàn hảo, tùy ý tóm lấy microphone của một trong những phóng viên đang đeo bám mình, vậy các người dựa vào cái gì cho rằng hắn nhất định là hung thủ? Chuyện này, căn cứ vào kết quả điều tra của cảnh sát, chỉ với mấy tấm ảnh, một đoạn video cắt kép cùng dấu vân tay lưu lại cán dao. Nàng tùy hứng trả lời, đèn flash chớp nháy loạn xạ, mọi người đồng loạt á khẩu, ánh mắt nàng không hề né tránh lập tức đón nhận mọi khiêu khích đủ hình dạng sắc thái. Suy cho cùng đều không phải, chỉ là phỏng đoán. Ở trong mắt các người, người nghèo xứng đáng được bênh vực, đồng cảm, thương hại. Những kẻ lắm tiền nhiều của đều là ác nhân, tàn nhẫn độc ác, tội ác tày trời. Nữ nhân thì sao, không được làm pháp y. Còn nam nhân, tinh trùng thượng não thì nhất định phải xúc động giết người, là hung thủ. Các người, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, đôi mắt sinh động như dũng tuyền trong trẻo, đẹp đến nao lòng, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, phần trắng cũng tinh tường hơn so với người bình thường, một cái liếc nhìn kinh diễm đủ dọa lòng người lung lạc. Hiển cận, giọng nói ma mị, rất có cốt khí. Không chỉ riêng phóng viên sửng sốt, các ống kính camera cũng không kịp phản ứng đơ mất vài giây, sau đó mới bắt đầu điên cuồng chớp nháy. Lúc này Lâm Yếm đã sớm rời khỏi cửa tòa án, phóng viên ở phía sau vẫn truy đuổi không tha, trước mặt nàng thì chật kín quần chúng thích buôn chuyện, không biết là ai đã lớn giọng hét, Lâm Yếm, cô đồng lõa với hung thủ có từng nghĩ tới cảnh ngộ người nhà của nạn nhân hay không, cô không xứng là một pháp y, đi chết đi. Tiếng nói kịp dừng thì phóng viên đã bị tách sang hai bên, bóng người thất tha thất thiểu phóng vọt tới bên cạnh nàng. Bảo vệ cũng bị tràn cảnh hỗn độn trước mắt trở tay không kịp, giày cao gót ở phía sau nhẹ nhàng lui một bước, Lâm Yếm tóm gọn cổ áo trợ lý kéo hắn đến chắn trước mặt mình. Một đại nam nhân cao 1m8 còn chưa hiểu ớt ơ gì đã bị cả thùng uế thải tưới từ đầu đến chân. Phóng viên lập tức bịt kín mũi lui ra, cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ gây sự áp chế xuống đất. Lâm Yếm kinh tởm nhíu mày, lùi đi rất xa, bảo vệ lúc này mới rảnh tay chạy đến bên người nàng, Tiểu Thư, ngài không sao chứ? Không sao. Lâm Yếm cởi áo blue trắng khoác trên người đưa cho hắn, ném đi. Vâng. Nhờ kẻ gây rối vừa rồi mà không ai dám tái tiếp cận nàng, sợ mình sẽ là người tiếp theo được tưới phân miễn phí. Nhìn bóng dáng Lâm Yếm đi càng lúc càng xa, trợ lý khóc không ra nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, toàn thân bốc mùi kinh khủng, cực kỳ chật vật. Hắn cơ hồ muốn khóc, pháp y Lâm. Lâm Yếm chẳng buồn xoay người, ngày mai cậu không cần tới nữa. Nam nhân lạnh lẽo, nếu câu nói vừa rồi là một vũ khí sắc bén, Lâm Yếm đã có thể giết chết hắn ngàn vạn lần.
chẳng lẽ mạng người đối với cô ấy nhỏ bé đến mức không đáng để bận tâm sao? Nếu Lâm Yếm có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, đại khái sẽ nói như vậy, thi thể trên bàn giải phẫu nhìn thấy ít quá sao? Màn đêm buông xuống, chiếc Mercedes sắc đen huyền bí an tĩnh chạy trên đường, Lâm Yếm ngồi băng ghế phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn thành thị luân phiên trình chiếu ngoài kính cửa, rắc lên gương mặt nàng nặng nét thâm trầm. Quản gia quay đầu, thấp giọng cẩn trọng nói, tiểu thư, theo lệ cũ. Nàng không nhẹ không nặng, ừm một tiếng. Quản gia là nguyên lão ở Lâm gia, từ hầu hạ bên cạnh ba nàng đến chiếu cố nàng, có thể nói là tận mắt nhìn nàng lớn lên, thấy nàng lộ thần sắc mệt mỏi, liền tự chủ trương ra hiệu tài xế trực tiếp lái xe về nhà. Lâm Yếm mở mắt, không cần, tôi muốn đi gặp một người. Chương 3, trước kia. Lâm Yếm thay đổi bộ váy áo, xuất hiện tại một hội quán cao cấp trong trung tâm thành phố, trời lúc này vừa mới vào đêm nên nơi đây không có quá nhiều người phiêu bạt, ánh đèn vàng nhàn nhạt mơ màng, nam nhân mặc vest măng tô kéo đàn violon, giai điệu du dương. Nàng theo chân tiếp viên rảo mấy vòng, tấm thảm lông êm mịn hút hết mọi âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót dưới chân nàng. Cho đến khi dừng trước một cánh cửa, tiếp viên không người, Lâm tiểu thư, mời. Lâm Yếm đẩy cửa bước vào, nam nhân đang cầm gậy chơi gôn, bóng còn chưa vào lỗ đã nghe thấy động tĩnh xoay người lại nhìn nàng, gương mặt tự nhiên hiện ý cười. Không quá hồ hởi cũng không quá xa lạ. Tới. Hắn dùng khăn lông lau mồ hôi, bảo nàng ngồi xuống. Tiếp viên đưa nàng vào cửa liền lẳng lặng rời đi. Đây là sân gôn giả lập trong nhà, Lâm Yếm cũng không khách khí, trên bàn khách đã chuẩn bị sẵn trà bánh, dường như biết nàng sẽ đến. Đầu ngón tay nàng vân vê một viên mứt hoa quả cho vào trong miệng, vừa nếm vị mài lập tức nhăn nhó, quá ngọt. Dùng khăn lau tay, sau đó không muốn động nữa. Nam nhân trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, vóc dáng trung bình, khuôn mặt trắng nhạt, mặc chiếc áo phông bình thường không quá kiểu cách, đánh xong một ván gôn đã thấm mệt, ngồi xuống đối diện cùng nàng. Sao, phiên tòa hôm nay ổn chứ? Lâm Yếm từ trước tới nay ngồi trên ghế đều không thích đoan chính, nghiêng ngả tựa lưng, đôi chân dài miên man bắt chéo nhau, dây giày cao gót màu đỏ treo trên cổ chân trắng ngần như tuyết. Nàng bây giờ gợi trông quyến rũ hơn lúc sáng rất nhiều, váy đen cúp ngực cổ chữ V khoét sâu, xương quai xanh thanh mảnh, nơi đầy đặn đều lộ rõ trước tầm mắt người nhìn. Màu sắc kiểu dáng quá mức gợi tình nhưng khoác lên người nàng lại ám phủ phong trần không chút dâm tục, cực kỳ quyến rũ lại không hề phản cảm. Tai nàng được nhấn nhá bởi khuyên tai vòng to bản, mái tóc cong gợn sóng bồng bềnh, vài sợi tóc lì lợm buông rủ hai bên má, làn da là trắng nõn tinh mịn nhưng cứ vô tình thích màu son đậm nổi bật, ngạnh sinh toát lên sự lãnh diễm khó gần. Một cô gái hội tụ đầy những tố chất luôn là vư vật, nói chính xác hơn là con mồi mà cánh đàn ông thích săn đuổi. Lâm Yếm cười cười, ừm, cũng được lắm. Giống như phụ họa cho câu nói của nàng, điện thoại di động đặt trên bàn phát sáng, là tin nhắn từ ngân hàng, con số được chuyển vào cực khủng, người chuyển là công ty Tân Nghiệp. Nam nhân nâng lên ly rượu, chúc mừng Lâm đại tiểu thư thu được một món hời lớn. Đâu? Cũng phải cảm ơn anh đã trao cho tôi cơ hội này mới đúng. Hai chiếc ly chạm khẽ vào nhau, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra miệng, đối mắt nhìn nhau cười. Lúc đặt xuống ly rượu, khóe môi Lâm Yếm đã có phần phai nhạt, vậy theo như ước định. Cô yên tâm, người cô muốn tôi điều tra tư liệu, tôi đã phái người ở cục cảnh sát. Lâm Yếm đôi đồng tử co lại, thế nào rồi? Nam nhân lắc đầu, nhấp thêm một ngụm sâm pan, khó nói, vụ án xảy ra cách đây rất lâu, thông tin lưu trữ nội bộ chỉ vài ba dòng, tôi đã ghi lại, nhưng chắc là đối với cô không quá nhiều tác dụng. Nữ nhân ngồi đối diện môi run giật giây lát nhưng rất nhanh bình tĩnh, vụ đó chấn động như vậy, cục cảnh sát nhất định sẽ lưu lại hồ sơ. Nam nhân thẳng thừng không chút cố kỵ, gật đầu, sẽ, nhưng nói cũng lạ, tháng trước lúc bọn tôi kiểm tra kho tư liệu, hồ sơ tất cả vụ án xảy ra vào năm đó toàn bộ đều bị cháy rụi, một chút tro tàn cũng không thừa lại. Phòng lưu trữ hồ sơ bị cháy không phải việc nhỏ, bên trên chỉ khiển trách cấp dưới không làm tròn trách nhiệm, nhưng nghĩ lại đều là án treo hoặc quá cũ nên không ai muốn miệt mài theo đuổi, cũng không ai muốn nghiên cứu sâu về chúng. Vẫn còn nơi khác lưu trữ. Viện kiểm sát. Theo thông lệ, hồ sơ sẽ được lưu trữ tại cục cảnh sát, tất cả chứng cứ đều trình lên viện kiểm sát, sau đó viện kiểm sát sẽ chuyển giao qua tòa án, như vậy nhất định sẽ có bản sao lưu. Nhưng từ trước đến nay chỉ có viện kiểm sát yêu cầu cục cảnh sát trình hồ sơ, chưa từng nghe nói phía cảnh sát hướng viện kiểm sát yêu cầu trích hồ sơ. Đây không phải thừa nhận bản thân mình sơ suất không làm tròn trách nhiệm. Huống chi đây là việc làm chui, không thể thông qua trình tự bình thường. Lâm Yếm đương nhiên hiểu được mặt lợi hại trong đó, tuy không nói lời nào nhưng tay nàng đã siết chặt đế ly thủy tinh, xương ngón tay tái nhợt như ngọc, dùng sức đến mức có thể tùy thời phá vỡ nó. Nam nhân lần nữa lắc đầu, không khả thi, cục cảnh sát Giang Thành, báo cáo điều tra phán án đều được sao lưu,
nếu không còn thì. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia âm trầm thâm sâu khó lường, Lâm Yếm, vụ án đó cô không nên tiếp tục điều tra. Tỉnh Tân Hải giáp biển phía tây nam, trời vào hè thường trút nhiều trận mưa to. Cơn gió mạnh phất phơ nhành cây, nước mưa như bức màn sa phủ điên cuồng gào thét. Vụ án đó em không nên tiếp tục điều tra. Lâm Yếm cắn nát những lời này, hai mắt tràn ngập hận ý, giơ tay đấm một đấm thật mạnh vào vách tường. Một đạo tia chớp xoẹt trên bầu trời, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thắp sáng căn phòng. Trên vách tường vẽ đầy những dấu ít lớn nhỏ bằng chất lỏng màu đỏ, phần đuôi kéo dài xuống bên dưới giống như vết máu. Một vài tấm ảnh cùng bài báo ố màu được cố định bằng đinh ốc trên vết máu, căn phòng không lớn lắm, nhưng phủ kín hơn nửa bức tường. Những bức ảnh chụp hài cốt cùng từng mảng thịt thối nát bị ăn mòn theo thời gian, loang lổ, trang giấy hoen ố mốc meo, cách từng ấy khoảng không thời gian nhưng vẫn cảm nhận được hương vị tanh hôi. Bức hình nữ hài được đặt ở chính giữa, lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười. Gương mặt thanh tú trong tràng cảnh thế này lại trở nên thập phần quỷ dị. Tiếp tục là sấm chớp rền vang cắt ngang phía chân trời, soi rõ gương mặt âm lãnh của nữ nhân. Yết hầu nàng khẽ động, uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly thủy tinh. Cánh tay buông lỏng thả rơi tự do, vài giọt chất lỏng còn sót lại trong ly nhiễu xuống sàn nhà, hòa lẫn vào vũng máu dưới chân nàng. Trên bản tin tình cờ phát đến đoạn Lâm Yếm bị phóng viên truy đuổi chặn đường, Tống Dư Hàng nâng lên tách trà, nhập thần lắng nghe. Cửa văn phòng không chốt khóa bất chợt bị người đẩy vào. Cô vội đặt xuống chung trà, đứng dậy, Triệu Thính, xin chào. Nữ nhân theo quán tính giơ tay kính lễ, mặc thường phục xuân thu, áo sơ mi bảo thủ màu lam nhạt, cà vạt thắt nghiêm chỉnh tỉ mỉ, một tay khác áp sát vào mạng sườn, nón cũng được đặt ngay ngắn trên góc trái bàn làm việc. Nhìn cô khuôn phép như vậy, Triệu Thính cười rộ lên, ở chỗ ta không quá nhiều quy củ, ngồi đi. Dạ. Tống Dư Hàng lúc này mới ngồi xuống, là nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Sống lưng ưỡn đến thẳng tắp. Ngài gần đây thế nào? Không khỏe, bị cao huyết áp, bệnh cũ tái phát, bất quá nghe lời sư mẫu con mỗi ngày uống thuốc cầm chừng, cũng không phải chuyện to tát gì. Triệu Thính đã ngoài 50, thân hình đô to, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, nhưng thể trạng cường tráng và trí não luôn tràn đầy năng lượng. Lúc cô còn học đại học, ông đã là cảnh đốc hình sự cấp cao của Cục Cảnh sát Tân Hải, thường xuyên nghe ông thuyết giảng, cũng coi như một nửa lão sư. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm việc ở Cục Cảnh sát Giang Thành, cũng nhờ một tay ông an bày dọn chỗ. Ân tình này cô luôn ghi nhớ trong lòng, tranh thủ thời gian đến tỉnh tham dự hội nghị, sẵn tiện bái phỏng người thầy năm xưa. Chỉ là hai người đều có công việc riêng, thời gian gặp mặt chỉ có thể ở văn phòng. Bất quá như thế cũng đủ rồi, Triệu Tuấn Phong là một trong những người thật tâm đối xử tốt với cô. Cũng vẫn nên chăm sóc tốt bản thân thì hơn, uống thuốc đúng giờ, đừng để sư mẫu nhắc nhở thầy hoài. Đây là thực phẩm chức năng con đã tìm hiểu và mua cho thầy. Cô vốn không phải người nói nhiều, cho dù có suy nghĩ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy bên chân Tống Dư Hàng là một chồng quà cáp đủ màu sắc, còn có hoàng kim dược hay quảng cáo trên TV, rồi nào là tổ yến. Ông có chút dở khóc dở cười, thiết. Tranh con, tới thăm là quý, còn mua này nọ làm gì, sư mẫu con mà thấy lại cằn nhằn cho xem. Hơn nữa, xách một đống quà cáp ra vào Cục Cảnh sát còn ra thể thống gì. Nói thì nói vậy, nhưng có thể nhìn ra được trong mắt ông nhiệt tình vài phần cao hứng. Tống Dư Hàng mỉm cười, không nói gì thêm. Triệu Tuấn Phong một bên xử lý công văn, một bên nhàn thoại việc nhà, ông còn dự định hôm nào rảnh tan tầm cùng đồ đệ mình uống vài tách trà tâm sự, ai ngờ điện thoại lúc này vang lên, lão thính trưởng mặt mày nhíu lại. Có chuyện gì? Phóng viên muốn phỏng vấn. Triệu Tuấn Phong cả đời điều tra tội phạm, từng bước vươn tới địa vị hôm nay, bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Liếm máu không đếm xuể, điều khiến ông sợ nhất không phải là tội phạm hung ác tàn nhẫn tới đâu, mà là đối phó với những phần tử tri thức lấy bút làm vũ khí. Triệu Tuấn Phong tắt điện thoại, vẻ mặt thật bất đắc dĩ, con biết đấy, vụ án giết người hôm 18 tháng 4 phải xét xử lại, 3 ngày nay viện kiểm sát đã cử 2 người đến đây giám sát, tòa án cũng thúc giục chúng ta bổ sung chứng cứ mới, mạng xã hội tranh luận ung trời, còn nói chúng ta lạm quyền bức cung. Các anh em trong cục đã thức trắng mấy hôm liền, thật không dễ mới bắt được nghi phạm. Ai da? Tỉnh Tân Hải là một tỉnh đông dân cư, 1/3 số người sinh sống ở đây đều là dân lao động khắp tứ xứ đổ về, ngư long hỗn tạp, quá trình điều tra tốn rất nhiều sức lực. Tống Dư Hàng cân nhắc, vụ án đó con đại khái có nghe qua, con nghĩ hướng điều tra nên đặt trọng tâm vào những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, dù sao thì người biết nạn nhân có tiền sử bệnh tim không nhiều, đặc biệt là người có quan hệ gia đình, họ hàng, và tất cả những người có mặt trong KTV vào đêm xảy ra vụ án, đó mới là cốt lõi. Nạn nhân là tiếp viên trong KTV, các mối quan hệ xung quanh cô ấy khá phức tạp. Ông nâng lên tách trà uống một ngụm, mặt ủ mày chau.
Bởi vì vụ án này mà các anh em trong cục liên tục chiến đấu hăng hái ngày đêm, ông là lãnh đạo, mặc dù không cần đến nhà điều tra từng người nhưng gánh nặng trên vai ông là không dễ dàng gì, mấy ngày rồi ông chưa từng có được giấc ngủ ngon. Tống Dư Hàn trầm ngâm một lát, lúc suy nghĩ ngón tay cái của cô luôn vô thức có tiết tấu nhẹ nhàng vân vê ngón trỏ. Chỉ là gương mặt kia vẫn không có chút biểu tình dao động. Lúc điều tra Cận Vĩ Hâm cũng điều tra được nguyên nhân cái chết, chân tướng cũng dần hé lộ. Ngôn Tình Sủng báo cáo nghiệm thi con đã xem qua chưa? Triệu Tuấn Phong cũng không kiên dè, đem sắp tư liệu đặt lên trên bàn. Đã xem, hung thủ nếu có thể đầu độc nạn nhân, khiến cô ấy không kịp phòng bị chứng tỏ quan hệ của hắn với cô ta rất thân thiết. Báo cáo khám nghiệm có đề cập, nạn nhân sau khi chết không lâu, bị dao gọt trái cây đâm trúng ngực dẫn đến xuất huyết, hướng điều tra cũng vì thế gián đoạn, nên xem xét kỹ lại trong khoảng thời gian đó ai đã ra vào hiện trường. Triệu Tuấn Phong bưng tách trà, hơi nóng lượng lờ che mờ bề mặt lớp kính lão, ông nhẹ nhàng xoa thành tách, thần sắc có chút bí bách. Người đã chết, tại sao còn phải đâm một dao? Muốn nhiễu loạn hướng điều tra của cảnh sát, hoặc là đổ tội cho kẻ khác. Nói xong cô nhẹ nhàng mím môi, hoặc là chỉ đơn thuần sợ nạn nhân chưa chết hẳn, cho nên đâm thêm một dao để chắc chắn. Theo phân tích tâm lý học tội phạm, thông tin tử vong phải phù hợp với logic, chứng cứ, chứ không phải đoán mệnh xem tướng như lọc vào khoảng không mờ mịt. Cho nên cô chưa từng đến hiện trường điều tra, chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể, và những lời cô vừa nói đều chỉ là giả thuyết. Cận Vĩ Hâm có khả năng từng thân mật tiếp xúc với hung thủ lẫn nạn nhân, thậm chí hắn có thể đã trải qua kỳ nghỉ với một trong hai người. Đêm đó hung thủ rất có khả năng xuất hiện ở KTV. Không loại trừ khả năng hung thủ là nữ. Quá ít thông tin, kết luận cũng chỉ dừng lại ở đó. Sau khi cô nói xong, Triệu Tuấn Phong nhẹ nhàng mỉm cười, giống như đã định liệu, lại giống như biết trước cô sẽ nói vậy. Giờ trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào văn phòng, in một hàng sáng trên bàn làm việc. Gió luồn vào khung cửa phất lên một góc giấy, trên tờ giấy có dòng chữ, chủ nhiệm pháp y, Lâm Yếm. Tống Dư Hàn không rõ nét cười vừa rồi của ông có ý gì, sau mới biết được, nguyên lai những lời cô vừa nói, mấy ngày trước cũng có người đã từng nói qua với ông như vậy. Là nhân tài ai cũng có suy luận tương tự hay vận mệnh hai người chú định phải đối địch. Khi đó Tống Dư Hàn đã ngoài 30, tự cho rằng bản thân trải qua 1/3 nhân sinh của cuộc đời, lại bởi mối quan hệ giữa công việc và chuyên môn, cô tự tin thấu hiểu lòng người, nhưng lại không biết rằng định mệnh con người như thiên ti võng, muôn vàng nếp gấp kỳ diệu. Và cô cùng Lâm Yếm cũng chỉ là hai ngôi sao bé nhỏ giữa vũ trụ bao la đầy rẫy sóng triều hỗn tạp. Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong. Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng sách. Lâm Yếm đặt con hạt giấy đã gấp vào lọ thủy tinh, đóng kín nắp sau đó khóa vào trong tủ kính. Mang lên đi. Tới, Tiểu Tống, vất vả lắm mới đến nhà làm khách, ăn nhiều chút. Buổi tối, sư mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi, cá tôm cua thịt có đủ cả, muốn ăn gì có cái đó. Nhìn số thức ăn trong bát sắp chất thành núi, Tống Dư Hàn không còn cách nào khác, vừa bỏ thức ăn vào trong miệng vừa giơ tay ngăn cản. Được rồi, sư mẫu, bát con đầy cả rồi, người cũng ăn đi. Được, được, hai người ăn trước đi, ta còn món canh hầm. Nói xong bà lại chạy vào phòng bếp múc canh. Triệu Tuấn Phong bật nắp bình rượu Ngũ Lương, rót cho mình một ly, cho cô nửa ly. Khi hai chiếc ly chạm vào nhau, Tống Dư Hàn nhấp một ngụm, nồng đến mức khiến mặt cô đỏ bừng. Triệu Tuấn Phong cười ha hả, vẫn là không thể uống được rượu. Khụ khụ. Cô bỏ xuống ly rượu, sư mẫu vừa vặn mang bát canh bước ra, múc cho cô một chén nhỏ. Khiến thầy chê cười. Ai lại khuyến khích người ta uống rượu, Tiểu Tống không thể uống thì không uống. Đừng cười nó, tới, ăn đi. Tống Dư Hàn nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận bát canh, cảm ơn sư mẫu. Cảm ơn cái gì, căn nhà này 10 bữa nửa tháng cũng không ai tới chơi, có con tới ta thực cao hứng. Triệu Tuấn Phong từ một viên cảnh sát tuần tra cho đến phó thính trưởng cục cảnh sát Tân Hải, con đường phải nói trải qua biết bao phong tinh tuyết vũ, đến lúc tuổi xế chiều vẫn không có được một mụn con. Đứa con trai duy nhất mấy năm trước bị xã hội đen trả thù giết hại. Nếu nó có thể bình an trưởng thành, bây giờ ắt hẳn đã lập gia đình, sự nghiệp vững vàng. Mặc dù đã trừng trị hung thủ giết hại con mình, nhưng trong lòng hai vợ chồng đều tồn đọng vết thương, nhiều năm sau đó cũng không muốn lại có thêm con. Triệu gia bất luận khi nào, đều luôn lạnh lẽo. Triệu Tuấn Phong lại tiếp tục rót đầy ly, không nói chuyện này, đối tượng của con thế nào? Tuổi tác, gia cảnh, công việc, tính cách ra sao? Có bạo hành phụ nữ không? Đầu óc của thám tử không thể bỏ qua chút tiểu tiết này. Tống Dư Hàn dở khóc dở cười, cái gì cũng không gạt được ngài, còn chưa phải, bất quá nghe lời mẹ, đồng ý gặp mặt thôi. Triệu Tuấn Phong hiểu rõ cô, nếu chưa đâu vào đâu mới sẽ không nói mấy lời này,
xem ra 8 phần là vừa mắt người ta rồi. Gặp mặt vài lần, lớn hơn con mấy tuổi, không quá 40, độc thân, chưa lập gia đình, không thuốc lá rượu bia, có nhà riêng ở Giang Thành, là bác sĩ. Sư mẫu vừa nghe liền cảm thấy người này không tồi, nhưng có chút nghi hoặc, lớn tuổi vậy rồi còn chưa kết hôn, chắc không phải có lý do đặc thù gì đi, hay là muốn ngấm lâu tìm hiểu đối tượng thật hoàn hảo. Tống Dư Hàn hiểu ý, dạ, người nói đúng, cũng chỉ là vài bữa cơm, mới xem như bằng hữu, những chuyện khác tạm thời không có ý phát triển. Phải, chính là ý này, hôn nhân đại sự không nên thúc ép, tiểu Tống điều kiện tốt như vậy, không lo không tìm được người gia thế trong sạch. Triệu Tuấn Phong gấp đến độ trừng mắt mấy lần nhìn bà biết cái gì, là cảnh sát vốn dĩ rất khó tìm đối tượng, nữ thì lại càng lông phượng sừng lân. Công nhân lúc còn trẻ tìm người vừa mắt gả đi, tuổi càng lớn thì tiêu chí càng mất giá. Câu này thật ra không khác gì mẹ cô từng nói. Tống Dư Hàn đỡ trán, Triệu Thính. Sư mẫu lại vì việc này mà đối chất với ông, vậy ông còn không cảm tạ trời đất tôi đã coi trọng ông, phúc khí 8 đời tích góp. Bà này, tôi thấy bà càng già càng thích mồm mép. Triệu Tuấn Phong tuy trách móc, nhưng đáy mắt ý cười là không giấu được, một phòng ba người lập tức cười rộ lên. Những ánh đèn thành thị lần lượt sáng lên, xe cộ tấp nập qua lại, hương vị thức ăn thơm lừng, đối với muôn vạn người mà nói, đây chỉ là một buổi cuối tuần bình phàm vui vẻ hạnh phúc. Còn với Tống Dư Hàn mà nói, thẳng cho đến khi nhiều năm sau đó, cô vẫn nhớ rõ sư phụ bị rượu huân đỏ mặt, cách sư mẫu mắng yêu, cùng cả bàn thức ăn toàn là những món mà cô thích. Đó là khoảng thời gian rốt cuộc không thể nào quay trở lại. Chương 4, ăn vạ. Giang Thành 3 tháng sau là một thành phố trực thuộc tỉnh, Giang Thành chưa có chính sách hạn chế số lượng xe cộ, cho nên trên đường lúc nào cũng có nhiều quái xế chen chúc lấn lướt nhau mà đi. Đèn giao thông xanh đỏ lập lòe. Xe đạp, xe điện kéo nhau không muốn sống chiếm dụng những chỗ nào còn trống trên đường mà đi. Tiếng kèn xe in ỏi hết trận này đến trận khác, xen lẫn tiếng còi hú xe cảnh sát, giống như vạc dầu sôi luôn ùng ục. Người đi đường nhân lúc đèn xanh nhấp nháy chuyển màu nhanh chóng tụ lại như tổ ong chen chúc qua đường, không biết bánh bao thịt của ai rớt xuống đường, bị đè bẹp dí, mấy con chó hoang suốt ngày kiếm thức ăn nhanh chóng ngậm xác bánh bao chạy sang một góc mà thưởng thức. Tài xế bấm kèn muốn khàn âm, nhưng người phía trước mặt vẫn nối đuôi nhau không điểm kết, mắt thấy đèn đỏ sắp sáng lên, xe phía sau càng không kiên nhẫn thúc giục. Tài xế tìm được khe hở, dẫm mạnh chân ga. Lâm Yếm trên tay cầm một tách cà phê từ trong Starbucks bước ra, ngồi vào xe chưa được bao lâu, uống chưa được mấy ngụm, đã nghe thấy tiếng rầm vang thật lớn, thân thể bị chấn động giật ngược về phía trước, cốc cà phê cũng vụt khỏi tầm tay toàn bộ đổ hết lên chiếc áo khoác đắt tiền phiên bản giới hạn. Đại tiểu thư Thái Dương lập tức nổi gân xanh. Tài xế quay đầu run rẩy nói, tiểu thư, tôi cẩn thận lắm rồi, ai biết chiếc xe ba bánh kia từ đâu xuất hiện. Mẹ kiếp! Muốn chết hả? Ngã tư đường lập tức vây kín không ít người, Giang Thành không lớn, xe hạng sang cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có người đứng bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Quản gia quay đầu lại lấy khăn giấy đưa cho nàng, mở cửa xe bước ra giải quyết rắc rối. Tống Dư Hàn nhanh chóng bước tới nâng đỡ lão nhân nằm trên đường, xe ba bánh nghiêng ngã trên đất, một đống rau dưa củ quả rải rác khắp nơi, đã không thể dùng được nữa. May mà cô vừa kịp nhìn thấy nguy hiểm đã nhanh chóng lao ra ôm bà lão trước khi chiếc xe ba bánh lật ngã. Xe máy điện của cô bị hất văng sang một bên, lão nhân cũng chỉ có vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Bà không sao chứ? Bà lão ngồi dưới đất, chỉ bị kinh hách một lát, nhìn mớ rau dưa nát vụn, hốc mắt chợt đỏ lên, môi run run cả nửa ngày cũng chưa nói được câu gì. Tài xế làm sao vậy, đụng phải người còn giả bộ không thấy. Còn không chịu xuống xe. Đúng rồi, tưởng chạy mệt là ghê lắm hả? Xuống xe, mau xuống xe. Các vị, chúng tôi lái xe rất đàng hoàng. Là do bà lão đột nhiên chạy tới, nếu không phải chúng tôi kịp thời hãm phanh, chỉ sợ. Quản gia mặt mỉm cười điềm nhã, không chút hoang mang nói. Đàng hoàng là sao? Chạy đàng hoàng mà cũng tông người ta. Thấy ông ngồi trên con xe đắt tiền vậy mà không chút lý lẽ. Chứ gì nữa, bà lão xem đáng thương thế này, sáng tinh mơ đã lặn lội đạp xe bán rau cải, giờ nát cả rồi, các người tính bồi thường làm sao đây? Chiếu theo lời các người, tôi có cần phải đưa bà ta đi kiểm tra, chi trả tiền thuốc men, thậm chí bồi thường số rau cải ngày hôm nay. Giọng nói trầm ổn thanh lãnh đột nhiên cắm vào tai từng người. Thanh âm của nữ nhân không tính dễ nghe, giống như chất giọng bị thuốc lá ăn mòn qua nhiều năm, không tí cảm xúc. Tống Dư Hàn ngẩng đầu, đập vào mắt cô đầu tiên là đôi giày cao gót, quần ống rộng, và sau đó chính là gương mặt mà một khi nhìn qua có muốn quên cũng không xóa được. Cô nhíu mày nghĩ ngợi, hình như đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi, sao tự nhiên nghĩ mãi không ra. Lâm Yếm liếc mắt nhìn sang, đánh giá sơ bộ thân thể của bà lão,
Xác định mức độ nghiêm trọng thương tích trên cơ thể người là kỹ năng cơ bản của pháp y, thoáng nhìn cũng thừa biết. Cuối cùng cũng chịu đứng ra nói lý, cô là chủ xe. Vẫn là thanh niên vừa rồi nói tiếp, mỹ nữ đã đủ hấp dẫn trong mắt. Anh là cảnh sát giao thông. Lâm Yến khoác áo khoác lên cánh tay, quản gia giúp nàng bung dù, trên gương mặt kia rõ ràng viết to năm chữ, người sống chớ đến gần. Không. Không phải. Bị khí thế nàng áp bức, thanh niên ngơ ngơ ngác ngác. Vậy tôi dựa vào cái gì nghe lời anh? Khóe môi Lâm Yếm bứt lên nụ cười trào phúng, cúi đầu nhìn đồng hồ. Đèn xanh đèn đỏ mỗi 60 giây chuyển một lần, 3 phút trước là đèn đỏ, người tuân thủ đúng quy tắc giao thông là tôi, vượt đèn đỏ, là lão bà kia mới đúng. Bà lão nằm trong ngực Tống Dư Hàn chợt căng thẳng, quần áo rách rưới, dưới đế giày toàn là bùn đất, mái tóc bạc phơ, run run nói, xin lỗi. Cô gái, tôi vội bán rau cải. Bán không xong. Số tiền sinh hoạt cho một tháng xem như đổ bể. Nhìn thấy bà lão nghẹn ngào như muốn khóc, Lâm Yếm lại biến thành tác nhân cáo trạng, quần chúng vây xem đứng ngồi không yên, sôi nổi chỉ trỏ hướng về phía nàng. Đúng a, cô lái xe sang lại đi so đo với một bà lão. Người ta thức khuya dậy sớm kiếm tiền đã không dễ dàng gì. Mấy người trẻ tuổi bây giờ, không có chút tình người. Lâm Yếm trợn trắng mắt, vậy tiền của tôi là gió thổi đến mà có hả? Sao, muốn bồi thường chứ gì? Lâm Yếm duỗi tay, chỉ vào vết lõm ở đầu xe cùng vết xước xung quanh. Chiếc xe của tôi cũng không quý giá gì, chỉ hơn 200 vạn, theo giá cả thị trường, riêng tiền sơn phủ, cũng hơn 10 vạn tệ, vậy giờ bà ta phải đền cho tôi, hay là anh, còn cô nữa, ai bồi thường đây? Ánh mắt nàng đảo quanh nhóm người ầm ĩ nhất từ nãy đến giờ, khinh miệt cười khẩy, quả nhiên nàng đúng là cao ngạo độc đoán. Còn bộ quần áo trên người tôi, không thể đổi cũng không thể giặt, vì phanh gấp nên cà phê đổ hết cả lên. 10 vạn tệ coi như bỏ, có phải cũng nên bồi thường cho tôi hay không? Lão bà sợ tới mức mặt sẫm như màu đất, giãy dụa ra khỏi người Tống Dư Hàn, dập đầu dưới chân nàng. Xin lỗi, xin lỗi. Lão đây sai rồi. Tôi đã già cả, mắt cũng không thấy rõ. Trong nhà chỉ có hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu thư, tôi không cần cô bồi thường. Không cần bồi. Là lão đây sai quấy. Có người nhìn thấy bà lão khóc đáng thương, lại hướng sự chỉ trích về phía nàng. Lăn qua lộn lại rốt cuộc cũng nói nàng làm giàu bất lương, số tiền phí phạm đó nên cứu trợ người nghèo. Lâm Yếm càng nghe càng mất kiên nhẫn, câm miệng hết đi, là tôi tông phải các người à. Bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác làm cái gì. Mấy nam nhân nghe thấy nàng ăn nói văng tục lập tức giận sôi trong lòng, siết nắm tay muốn xông tới. Mẹ nó, lão tử hôm nay phải xen vào chuyện người khác đấy. Tài xế Lâm Yếm tiến lên một bước chắn trước người bảo vệ nàng. Không đợi đấm tay tung ra đã bị tóm gọn, là một nữ nhân trẻ tuổi khoảng ngoài 30, vóc dáng cao gầy trông có vẻ sức lực không lớn lại dễ dàng hóa giải thế công của một nam nhân cường tráng, bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngã nhào vào đám người phía sau. Lâm Yếm nhẹ nhàng nhướng mày, lại thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Tống Dư Hàn lắc đầu, không phải chuyện bao đồng, là xe của cô chạy quá tốc độ, hai bên gánh một nửa trách nhiệm, cô cũng phải bồi thường, tuy nhiên pháp luật cũng nói tình người, cô bồi nhiều hơn bà lão một chút. Lâm Yếm thiếu chút bị không khí làm cho mắc nghẹn, không. Tống Dư Hàn chỉ lên biển báo, trong thành phố, tốc độ quy định là 30. Biển báo cực lớn đứng trơ trội gắn trên cột tre bên lề đường, trên đó có duy nhất con số 30 to tướng cùng vòng sơn đỏ bên ngoài. Đại tiểu thư khóe môi rung giật, bão sóng lượn lờ xung quanh nàng. Tống Dư Hàn lại bồi thêm một câu, căn cứ vào 3 phút trước cô tham gia giao thông, cùng với lộ trình từ nơi đó đến ngã tư, lúc thông qua giao lộ, cô đã quá tốc độ. Giọng nói của cô bình thản không chút dao động, nhìn thấy nàng hồ như chưa hiểu lắm mới tính toán thuật lại cặn kẽ một lần. Lâm Yếm nghe đau cả đầu, dừng, chung quy cô nói vậy tôi phải nghe vậy à. Mệt thật. Tống Dư Hàn dừng một chút, cảnh sát giao thông còn chưa tới, cô theo bản năng tìm thẻ cảnh sát xác minh thân phận, nhưng sao lại không có. Tôi là. Cô quên mất để nó ở đâu, đưa tay vào túi sờ soạn tìm kiếm. Là cái gì? Lừa gạt. Vòi tiền. Hay ăn vạ. Lâm đại tiểu thư khả năng xem thường người khác đạt đến mức thượng thừa, ra hiệu quản gia đưa tiền cho nàng, đầu ngón tay tùy ý rút ra một xấp tiền, hướng vào trong ngực Tống Dư Hàn ném một cái phạch, như ném tiền để tống cổ kẻ ăn mày. Năm nay sao mà những kẻ ăn vạ càng lúc càng chuyên nghiệp, có sức khỏe sao không tự tìm công việc mà kiếm tiền, tiền đây a, là tôi bố thí cho các người, để dành đó mà mua quan tài, lãng phí thời gian của lão nương, cút. Đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, Lâm đại tiểu thư muốn hoa cả mắt. Miệng khô lưỡi khô, gấp vội muốn trở lại vào trong xe.
Đám người dần tản đi, Tống Dư Hàn gom lại số tiền, cùng mấy người qua đường đỡ lão bà vào vỉa hè, sau đó trở lại đường cái nâng lên chiếc xe máy điện của cô. Cô lên xe chạy tới thì đã thấy vị quản gia vừa rồi đang đứng bên cạnh bà lão. Có việc gì cứ gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi. Trên tay ông là tấm danh thiếp, cũng cấp cho cô một cái. Tấm cạc mỏng thiếp vàng cùng mấy chữ cái to tướng, tập đoàn Cảnh Thái, phía sau là một dãy số điện thoại. À, Tống Dư Hàn đi tới là vì muốn trả lại tiền cho ông, tôi thật sự không phải. Quản gia ngoắt đầu đã đi xa, chiếc xe sang chảnh chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ. Bà lão, có bị thương ở đâu nữa không? Con đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Không, không cần, cảm ơn, cô gái, cô thật tốt. Bà lão lệ nóng doanh tròng, ngăn không được lời cảm tạ. Thanh niên vừa rồi bị cô cản một cú đấm chạy đi mua nước cho bà, cũng thuận tiện cấp cho cô một chai, tôi nói cô chứ, trông ốm yếu mà cũng khỏe đấy, bình thường lúc đánh nhau tôi chưa ngán ai đâu. Một cước liền đẩy ngã tôi, nhưng tôi thấy lúc đó cô không nên cản tôi, loại nữ nhân ngang ngược vô lý như vậy phải dạy cho một bài học mới hả giận. Tống Dư Hàn hơi mỉm cười, uyển chuyển từ chối chai nước khoáng của hắn, cũng may là anh chưa động thủ. Tài xế đi theo nữ nhân kia, vóc dáng trung bình nhưng vai rộng, bắp thịt nảy nở, mu bàn tay có vết chai sần chứng tỏ rất thường xuyên đánh đấm, mũi tẹt, có dấu vết từng bị chém, thuyết minh rằng hắn rất có kinh nghiệm đối kháng, quan trọng là vành tai khác thường của hắn ta, nếu không trải qua nhiều trận giao đấu nhất định không có hình dáng đặc thù như vậy. Mới tài xế thôi đã xuất quỷ nhập thần như vậy, nữ nhân đó, đến tột cùng lai lịch thế nào? Tiểu thư, bỏ qua như vậy sao? Xe chạy được nửa đoạn đường, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Không thì sao, anh đánh phụ nữ à? Tài xế nghẹn ngào, có chút không phục, tôi. Cục cảnh sát Giang Thành, buổi sáng của tôi quá mệt mỏi rồi. Nàng vừa nói vừa che miệng đánh ngáp một cái. Tài xế không dám chậm trễ, đánh tay lái tức tốc đổi hướng. Bây giờ đã 9 giờ hơn, cũng là lúc thành phố bắt đầu giờ cao điểm, xe của Lâm Yếm két một tiếng phanh gấp dừng trước cổng lớn cục cảnh sát. Đại tiểu thư đóng sầm cửa xe, đeo kính râm, giày cao gót lay động sinh tư, nâng đỡ thân thể nàng lắc lư từng bước phiêu linh. Một vài viên cảnh sát mặc cảnh phục đi tới đi lui ghé đầu nói nhỏ, a, à, không biết tiểu thư phu nhân nhà ai lại tới kiện cáo. Cảnh sát bị hỏi trong miệng còn nhai nửa cây xúc xích, một tay cầm ly sữa đậu nành cùng bánh quẩy, cảnh phục mặc trên người no nưỡng, sắc vóc không cao, đeo kính cận, da có chút ngâm đen, cùng cánh tay còn to hơn cả đùi của Lâm Yên. Mùi bánh bao nhân thịt heo cải trắng lướt qua người nàng. Cả đại béo quay đầu nhìn, miệng còn ngồm ngoàm nhai cọng rau, không? Không biết. Bất quá xinh đẹp đấy chứ. Hắc hắc. Lâm đại tiểu thư nhíu mày, nôn khan hai tiếng, không biết là vì mùi vị ghê tởm vừa rồi của bánh bao hay là bị diện mạo kinh khủng của hắn chọc muốn nôn mửa. Được rồi, đi nhanh lên, lát nữa tống đội trở về nhìn thấy lại trách mắng chúng ta. Một đồng đội khác lôi kéo hắn. Khiếp thiệt, toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa. Nơi này đối với Lâm Yếm không tính xa lạ, nàng ngẩng đầu nhìn quốc huy treo trên cao trước cục cảnh sát, hiên ngang bước vào trong. Nghe gì chưa? Hôm nay sẽ có pháp y mới gia nhập tổ điều tra của chúng ta, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm. Lâm gì ấy nhỉ? Lâm Yếm. Quyển sách, tuyển tập các bài khảo thí nhân viên công vụ và đáp án qua các năm, trượt xuống qua sống mũi, lộ ra gương mặt nam sinh có phần sáng sủa hơn mấy vị đầu trâu mặt ngựa. Nhưng đáng chú ý là tấm ảnh không mấy đứng đắn họa hình anime rơi ra từ quyển sách. Nam sinh nhanh chóng nhặt lên, hôn hôn mấy cái rồi cất vào trong ngực. Viên cảnh sát sau khi ăn xong cây xúc xích, tay chân đầy dầu mỡ trên bàn phím tìm kiếm hai chữ, Lâm Yếm màn hình hiện ra mấy ngàn kết quả. Mau, mau đến đây. Mấy cái đầu tròn vo lập tức tụ lại cùng nhau. Lâm Yếm, 32 tuổi, tốt nghiệp chính quy khoa pháp y Đại học Phúc Đán, một trong 6 trường nổi tiếng về việc đào tạo giám định y học, tốt nghiệp thạc sĩ pháp y tại Boston. Đến nay đã khám nghiệm hơn 5.000 thi thể, xác lập kỷ lục pháp y trẻ tuổi nhất. Nữ nhân trong bức ảnh chụp mặc áo blue trắng, mái tóc cuộn sóng vén sang một bên, vài sợi tóc lả lướt một bên má còn lại, mày hết nhọn, mắt sáng tinh túy, nước da trắng cùng đôi môi đỏ mận. Ấn tượng đầu tiên nàng mang đến giống như một minh tinh người mẫu chứ không phải là một bác sĩ hay pháp y, đấy là tin tức năm vừa rồi, năm nay con số vừa vặn qua ngưỡng 6.000. Mọi người theo hướng giọng nói phát ra nhìn lại. Nữ nhân bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa vân vê bộ móng vừa mới được tỉ mỉ chau chuốt. Một vài người như chết lặng tái mét xoay mặt trở về, mập mạp vẫn tiếp tục lầm bầm. Có điều thứ khiến người ta khó hiểu là, Lâm tiểu thư rõ ràng gia thế thuộc hàng cực khủng người người ganh tị. Đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất tập đoàn Cảnh Thái, trị giá con người đã được định mức hơn 100 triệu, không cần đi làm cũng đủ ăn chơi trác táng cả đời không hết. Nghe nói nàng từ bỏ quyền thừa kế, cạch mặt ba mình, Lâm lại nguyên.
tập đoàn Lâm Thị còn chưa đưa ra thông báo chính thức, không? Biết đây có phải sự thật hay không, hay là Lâm tiểu thư này chỉ muốn đánh bóng tên tuổi? Là thật, tôi ước gì lão độc dược ấy chết sớm một chút. Lâm Yếm cảm thấy mấy cái sofa ở cục cảnh sát này đều ố hết cả rồi, đệm mút bên trong mòn nhẵn, ngồi cũng không êm, xoay qua xoay lại vặn vẹo kiểu gì cũng không thoải mái, đành phải ngồi thẳng lưng. Mọi người nhất trí một lần nữa quay đầu. Mập mạp rối rít chà lau mắt kính lên trên áo, Lâm Yếm, thường xuyên thay nghi phạm lật lại bản án bị cảnh sát Tân Hải liệt vào danh sách thiên địch số 1. Đối phương hơi chống cằm gật đầu, liếc mắt hờ hững như muốn mê hoặc. Nam sinh vừa rồi cầm quyển sách nuốt nước bọt, vuốt ve bức ảnh trong túi mình, nghe nói Lâm Yếm sinh hoạt đời tư hỗn loạn, quen ba tình nhân cùng lúc. Hửng. Lâm Yếm giơ lên ngón tay rõ quơ quơ, là 4. Nữ cảnh sát duy nhất không quá tỏ vẻ, mang cặp mắt kính còn dày hơn đít chai, tay nâng đỡ cằm đang há hốc bởi vì kinh ngạc mà không thể khép lại. Lâm Yên. Gia tài bạc triệu, tiền nhiều như nước. Vấn đề này Lâm tiểu thư lười phải trả lời, ngán ngẩm ngáp một hơi. Nữ cảnh sát ánh mắt lập tức lấp lánh như sao, giờ phút này trong mắt cô, Lâm Yếm chính là một cái máy in tiền di động. Được rồi, hỏi cũng hỏi xong, có ai vui lòng đưa tôi đến phòng thay quần áo, toilet ở đâu? Ba người đồng loạt giơ tay, tôi cho. Cậu cái gì? Phòng thay đồ nữ cậu đi vào được hả? Tỷ tỷ, em đây xách giỏ cho chị, bàn này không có ai ngồi qua, để em lau khô. Mập mạp mặt mày vặn vẹo, Lâm. Pháp y Lâm, chị có đói bụng không? Đây là bánh bao bữa sáng em còn chưa ăn xong. Lâm Yếm quay đầu lại, trên mặt tràn ra ý cười, quả nhiên hoa dung nguyệt mạo, bồng tất sinh huy. Không chờ mập mạp kia đắm chìm vào sào huyệt ôn nhu, môi nàng khẽ hở, lạnh lùng phun ra một chữ, biến. Tâm hồn mỏng manh bỗng chốc vỡ nát, nam sinh đồng tình mà vỗ vai hắn, vội vàng tùy tùng mang sách đồ cho Lâm Yếm. Ai gia Tống đội, xảy ra chuyện gì vậy? Tống Dư Hàng thay xong bộ quần áo, văn phòng chưa mở điều hòa, có chút ngột ngạt, chỉ mặc chế phục ngắn tay màu lam nhạt, lộ ra vết thương rách da đỏ rần đặc biệt chói mắt. Vết thương trải dài từ khuỷu tay đến toàn bộ cánh tay, máu đã khô, bụi bẩn sỏi đá vẫn còn bám trên bề mặt chưa được xử lý, nhìn qua có chút rợn người. Là do vừa rồi xông pha cứu lão bà lưu lại. Cô tùy tiện lấy khăn giấy chấm qua loa, mặt không nhăn không tái, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Một đồng sự quan tâm thò người qua đưa cho cô một miếng khăn ướt, đến giờ còn có người dám tấn công cảnh sát. Tấn công cảnh sát. Tống Dư Hàng chợt nhớ đến nữ nhân khí thế ngạo cuồng kia, không giấu được nhếch môi cười, không đến nỗi dám tấn công cảnh sát, nhưng gặp phải một nữ nhân tâm thần đụng trúng người còn, hừng. Đừng nhắc nữa, Giang Thành các người chật chội thật đấy, sáng sớm vừa ra đường gặp phải hai kẻ điên không muốn sống đâm thẳng vào xe tôi, ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút quen tai. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, thoáng nhìn Tống Dư Hàng lại liếc nhìn về phía cửa. Cảnh sát đều hết sức nhạy bén, Giang Thành lại là một thành phố nhỏ bé, tức khắc ánh mắt hào hứng tò mò. Nhìn thấy nữ nhân bệnh tâm thần trong lời nói của Tống đội dẫm lên giày cao gót 7cm đi tới, cảnh phục lỏng lẻo không quá vừa vặn mặt trên người, cúc trên cùng để hở, lộ ra lõm khuyết xương quai xanh cùng da thịt trắng nõn, trên tai là một chiếc khuyên kiểu dáng tinh xảo lạ mắt. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự theo ở phía sau, các anh em, xin giới thiệu với mọi người, vị tiểu thư này là pháp y vừa chuyển đến, Lâm Yếm, pháp y Lâm, tên tuổi của cô ấy các vị đều đã được nghe như sấm bên tai. Có người thiếu chút nữa ngồi không vững từ trên ghế ngã xuống. Nét mặt Tống Dư Hàng có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ chóp mũi, một tiểu cảnh sát hút cánh tay cô, a, Tống đội, nữ nhân tâm thần mà chị nói không phải chị ấy chứ. Lâm Yếm cong môi khích tướng, nhướng mày nhìn qua, trùng hợp vậy, ăn vạ. Nói xấu sau lưng người khác bị phát hiện, Tống Dư Hàng cũng không quá nhiều biểu cảm, xấu hổ kéo tới cũng nhanh chóng bị xua đi, thậm chí chủ động đưa tay ra. Không phải ăn vạ, là cô chạy quá tốc độ, xin chào pháp y Lâm, đội phó đội cảnh sát hình sự, Tống Dư Hàng. Chủ động giới thiệu tên cùng chức vụ là bước xã giao cơ bản. Lâm Yếm lại không muốn bắt tay giải hòa, hơi gật đầu xem như chào hỏi. Không khí lại lâm vào tĩnh mịch, Tống Dư Hàng đơn giản thu hồi cánh tay bị thương, giống như cô đã gặp tình huống tương tự quá nhiều lần, bước sang một bên tìm việc khác để làm. Người đứng đầu đội cảnh sát hình sự là một nam nhân ngoài 40, hơi béo, phần mái tóc điểm bạc, ăn nói rành rõi tưởng chừng như người làm kinh doanh chứ không phải cảnh sát. Ông ho khan một tiếng, giảm bớt cảnh giới căng thẳng, vậy, mọi người tự giới thiệu một chút đi. Mập mạp dẫn đầu đi tới bắt tay, a, pháp y Lâm, em là Trịnh Thành Duệ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tính, chuyên viên an ninh mạng cùng tìm kiếm thông tin đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Giang Thành. Ban đầu, vốn điều tra kỹ thuật cùng an ninh mạng là hai trường phái hoàn toàn khác nhau,
nhưng nhân viên phòng an ninh mạng quá ít, lại không ai ứng tuyển nên mới gộp thành một phòng ban để tiết kiệm văn phòng. Lâm Yếm lười để mắt đến hắn. Mập mạp thức thời, ủ rũ rũ mắt tránh ra. Người tiếp theo chính là tên nam sinh, tinh thần hắn phấn chấn bước tới vừa giơ tay vừa cúi đầu, trợ lý pháp y tổ pháp y đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Giang Thành, Đoạn Thành. Hắn lưu loát nói một mạch, Lâm Yếm bắt đầu chán nản dùng ngón cái búng búng móng tay. Cuối cùng là nữ cảnh sát ngượng ngùng xoắn suýt đi đến, cũng cúi đầu kính lễ, chuyên viên tổ pháp chứng, Phương Tân, xin chào. Xét về chức vụ, Lâm Yếm là bác sĩ pháp y, không đáp lễ xem ra không phải phép, nhưng đại tiểu thư từ trước đến nay luôn dùng lạnh lùng để đối nhân xử thế, lười nhắc nhướng mày xem như đã biết. Những người khác cũng lục đục giới thiệu bản thân, căn phòng này sao nhiều người quá vậy, Lâm Yếm không nhớ được mấy ai. Nhưng thật ra nữ nhân kia, gọi phó đội, lại ngồi một góc hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, an nhàn cũng như tên, giống như tầng lớp mây trắng lãng du trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Đó là khi nếu như chưa từng nhận thức khả năng mồm mép của cô. Chờ đã, đội chỉ có mình tôi là pháp y. Lâm Yếm xoay chuyển ánh mắt, nhìn đám người dưa vẹo táo mức ngồi vây xung quanh mình. Trương Thiết Hải ho nhẹ một tiếng, còn có một chủ nhiệm pháp y, trước đó không lâu Lâm bệnh qua đời, trong nhất thời. Quên đi, nàng không hỏi thì tốt hơn, quả thực chưa từng thấy cục cảnh sát nào lại kiệt quệ như cảnh cục Giang Thành, không khác gì một tiểu đội gánh hát vừa được thành lập ở thị tập 18 khu. Chương 5, Giao Phong. Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đánh hai tiếng gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói trung khí mười phần hô, vào đi. Cô đẩy cửa bước vào, đem bản báo cáo đặt trên bàn làm việc. Phùng Kiến Quốc đang miệt mài xử lý công văn, trên tay là một cái ly bằng men sứ in mấy chữ to tướng, vì dân phục vụ, nghe nói đó là phần thưởng khi ông tham gia công tác công đoàn được trao tặng huân chương 3, sử dụng cho đến giờ. Thấy cô không nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, ông có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sao vậy? Tống Dư Hàng giật giật khóe môi. Ông dường như hiểu được, đóng lại nắp bút, nghe nói buổi sáng ở trên đường cô có chút xích mích với pháp y Lâm vừa nhậm chức. Tống Dư Hàng bắt gặp ánh mắt ông dừng trên cánh tay mình, ghé mắt thoáng nhìn qua, không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Mấy năm nay cô thường xuyên đi tỉnh truy bắt tội phạm, cùng người ta đánh đấm nửa giờ cũng chưa từng thấy qua bị thương thành như vậy. Phùng Kiến Quốc là người ôn hòa, mang kính lão, thậm chí còn trêu chọc cô vài câu. Tống Dư Hàng cúi đầu không nói, Phùng Kiến Quốc hiểu được cô nghĩ gì. Cô đang muốn hỏi tại sao, Lâm Yếm một nữ nhân không có tố chất như vậy lại được mời vào làm việc ở thị cục. Sáng sớm mở họp, là một vụ giám định thương tích đơn giản, Lâm Yếm tống cổ Đoạn Thành đi làm báo cáo, nàng chỉ có hứng thú với người chết, không thích chung đụng người sống. Khi tất cả mọi người đều tất bật, vị đại tiểu thư của chúng ta lại ngồi trong văn phòng nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê mà Phương Tân pha cho, máy tính bật mở điệu nhạc du dương, ngửa đầu gác sau lưng ghế, chân bắt chéo trên bàn làm việc, còn hả hê đắp mặt nạ. Bởi đã đến giờ chăm sóc da. Trở về cũng không nói một tiếng, anh sẽ đến đón em. Trong điện thoại, một giọng nói chậm rãi hàm chứa ý cười. Lâm Yếm cẩn thận đè xuống miếng mặt nạ đắp trên phần mũi, tránh việc nó bị hất lên, một bên ồn ồn nói chuyện. Lừa người, anh suốt ngày bận việc, làm gì có thời gian đón tôi. Nam nhân đầu bên kia điện thoại mặc áo blue trắng, đứng trước cửa phòng khám dịu dàng mỉm cười, thời gian dành cho em luôn sẵn có. Lâm Yếm có chút giật thót. Ghê tởm, nói tiếng người đi. Nam nhân không nhịn được cười, trước lấy vô số ánh mắt tò mò của hộ sĩ, anh ho nhẹ một tiếng khôi phục sắc mặt, được rồi, khi nào tới nhà anh ăn cơm? Lại là lão già Lâm lại nguyên bảo anh gọi tôi à? Đừng gọi Lâm thúc như vậy. Lâm Yếm vừa nghe thấy cái tên này liền chán nản cực điểm, vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi tai, nếu anh cứ tiếp tục chuyện này thì chúng ta không còn gì để nói. Đừng tắt nấy. Em không cho Lâm thúc mặt mũi, cũng cho mẹ anh chút thể diện chứ, dù sao bà ấy luôn nhớ thương em. Lần đầu tiên được Lâm lại nguyên đón về nhà cũng là lúc nàng thường xuyên bị Lâm Thành khi dễ, thậm chí còn tuyên bố chỉ cần nàng ở nhà là hắn liền dọn đi, Lâm lại nguyên cũng hết cách, đành phải đưa nữ nhi đến nhà Lâm Khả nuôi lớn. 2 năm trôi qua, nàng cũng đến tuổi đi học, quản gia Lâm gia mới lại đón nàng trở về. Theo bối phận mà nói, Lâm Khả là anh họ của nàng, chẳng qua hai người lúc còn nhỏ thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Nên hai tiếng ca ca muội muội dần cũng quên lãng, đụng một cái cứ Lâm Khả, Lâm Yếm mà kêu. Đến khi học đại học nàng mới chính thức đoạn tuyệt với gia đình, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Lâm Khả. Nhiều năm như vậy nàng cùng người ba trên danh nghĩa ấy luôn không mặn không nhạt, sự tồn tại của ông bất quá chỉ thể hiện qua mỗi tháng, những lúc tài khoản cá nhân của nàng tăng thêm vài con số. Lâm Yếm trầm mặc một hồi lâu, yên lặng thở hắt ra, không được, nhà anh tôi không tới, hôm nào rảnh thì mời anh đi ăn cơm. Thiệt là... nhưng phải lên lịch hẹn mới được, anh không biết có thời gian không? Chảnh khiếp, có chuyện gì à?
Lâm Yến cười cười mắng một câu. Không hẳn, chỉ là nghe lời mẹ, đi xem mắt, liên lạc gặp mặt vài lần. A xem ra lần này là nghiêm túc. Đại tiểu thư khẽ huýt gió. Lâm Khả lớn hơn nàng 7 tuổi, nhiều năm tôi luyện ở ngoại quốc, trải qua biết bao khó nhọc mới trở về nước, sau đó từ chối con đường mà Lâm lại nguyên trải sẵn cho mình, tự thân mở một bệnh viện chuyên về tai mũi họng, đương nhiệm trưởng khoa tai mũi họng. Đúng lúc sự nghiệp phát triển không ngừng, cũng là lúc mẹ anh muốn có cháu ẵm bồng. Bên kia thở dài một hơi, nghiêm túc cũng chưa hẳn, vẫn chỉ là bằng hữu, anh đoán cô ấy không chừng cũng có suy nghĩ tương tự. Ai da, em cũng già rồi, nên tính đến chuyện chung thân đại sự đi. Biến mịa cái lão già như anh đi, lão nương mới 31 mùa hoa. Lâm Yến tức giận nói xong những lời này, bầu không khí chợt đình trệ 2 giây, âm nhạc đột nhiên im phăng phắc. Cảm nhận được một tia quái dị dừng trên người mình. Nàng ngẩng đầu, vị tống cảnh quan đứng ở cửa, nhìn không rõ nét mặt biểu thị điều gì, bất quá với dáng vẻ đó ắt hẳn đã đứng khá lâu. Cái người này, đi sao không phát ra tiếng vậy? Lâm đại tiểu thư trợn mắt, có người tới, không nói nữa. Ừm, xin hỏi, có băng gạc hay cùng gì đó không? Lâm Yếm rà soát danh bạ điện thoại, tìm đối tượng hẹn hò cho buổi tối, mí mắt cũng lười nâng. Không biết, Phương Tân. Phương Tân lúc sau chồng tư liệu chất như núi ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính, hả? Lâm tỷ, có chuyện gì vậy? Tống Dư Hàn lặp lại một lần, cồn, băng gạc. Sợ các nàng không hiểu để làm gì, cô lại bỏ thêm một câu, tôi muốn rửa vết thương. Phương Tân nhanh chóng đứng dậy, có, trong tủ thuốc phòng giải phẫu, để em đi lấy. Cách một bức tường bên kia chính là phòng giải phẫu, Phương Tân lấy đầy đủ vật dụng sát trùng đưa cho cô, để em giúp chị, Tống đội. Không cần. Tống Dư Hàn nói, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, xoắn ống tay áo lên đến bả vai, tay còn lại lấy tăm bông trát cồn, có chút khó khăn mà dít từng viên đá bụi bám trên miệng vết thương. Phương Tân không thể đối mặt cảnh tượng máu me, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngược lại cái người sở hữu cảnh tượng máu me kia lại hồ như không biết đau, không rên không than một tiếng. Lâm Yếm ngồi một bên nhắn cho đối tượng tối nay muốn hẹn hò vài câu, một bên hờ hững nói, có một số người nếu không nhảy ra làm anh hùng sẽ không bị gì hết. Lời này hơi chút quá đáng, Phương Tân vô cùng khẩn trương nhìn hai người, sợ mình là tiêu điểm công kích tiếp theo. Ai ngờ, Tống đội vẫn không có động tác dư thừa gì, tự mình xử lý tốt vết thương, sau đó vứt tăm bông cùng băng gạc đã dùng qua vào trong sọt rác, vặn nắp chai cùng rồi trả lại cho Phương Tân. Cảm ơn. Phương Tân trả chúng về vị trí cũ, lúc trở về, hai người đã mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Yếm trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ, đột nhiên nhấc đầu thiếu chút nữa là bị nàng dọa hét toáng cả lên. Tống Dư Hàn vẫn là cơn sóng gợn lạc loài, cô giống như không hề để bụng bất cứ điều gì, nếu sinh ra ở cổ đại, cô đại khái chính là hiện thân của võ lâm cao thủ, mặc bạch y, kiếm đeo bên hông không màng danh lợi. Nhưng nếu đặt trong tình cảnh hiện tại, có chút dọa người. Bị người với vẻ mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm. Trên mặt tôi có gì à? Tống Dư Hàn cúi người. Cô so với nàng vốn cao hơn một cái đầu, hai người khoảng cách kéo lại càng gần, mùi lãnh hương của bột giặt ập thẳng vào mũi nàng. Lâm Yếm một chân chống vào bàn, lùi ghế ra sau vài bước, Tống đội, ở văn phòng liếc mắt đưa tình không tốt lắm đâu. Tống Dư Hàn đứng dậy, cánh tay đã được băng bó tốt, một tay cắm vào túi quần, căn cứ vào quy định về đồng phục của cảnh sát nhân dân, điều 7 chương 3, cảnh phục không được mặc áo khoác, không được phép hớ hên, xoắn tay áo, xoắn lai quần. Lâm Yếm nhìn áo khoác vắt trên ghế bên cạnh, lại cúi đầu nhìn xuống cổ áo rộng mở hai nút, ống quần đã xoắn lên từ sớm, nàng chậm rãi nghiêng đầu đánh một dấu. Phương Tân lập tức phủi phủi bộ cảnh phục, chỉnh chu cực kỳ tươm tất. Trừ yêu cầu công việc hoặc tình huống đặc thù, lúc nào cũng phải mang giày da đặc chủng, giày đế nhựa hoặc giày da màu đen, nữ cảnh sát chỉ giới hạn ở giày giả gót nhọn không cao quá 4cm. Đôi giày cao gót 7cm được đính kim cương lấp lánh của Lâm Yếm có thể lóe mù mắt Phương Tân. Lâm đại tiểu thư đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cái nhân vật ngoài hành tinh đang đứng trước mắt mình. Tống Dư Hàn lui ra sau một bước, còn nữa, không được sơn móng tay quá sặc sỡ, cũng không được đeo trang sức. Tống Dư Hàn, cô có phải người không vậy, cô là nữ nhân hả? Tống đội xác thực 4 mùa đều mặc chế phục cảnh sát, cũng chưa từng thấy cô nhuộm tóc, mái tóc dài ngang vai luôn được búi cao, lộ ra ngũ quan tiên minh rắn rỏi không kém phần sắc sảo. Trang sức càng đừng nhắc, phỏng chừng cô còn ngại chúng vướng víu. Với tâm sinh lý đặc thù, tôi là pháp y, vấn đề cô vừa nói không khỏi quá không chuyên nghiệp. Lâm Yếm gần như nghẹt thở vì máu sắp trào ra khỏi cổ họng, suýt chút nữa bức mình sặc chết. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người có thể khiến mình á khẩu không thể đối chất. Rõ ràng cái người này lớn hơn nàng không mấy tuổi, sao cách ăn nói lại cổ hủ lỗi thời như vậy chứ? Đầu tiên,
Tôi mặc cái gì là quyền tự do của tôi, cho dù cô là cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Phải, nhưng đã bước vào cục cảnh sát thì phải tuân thủ quy định. Lâm Yếm nhếch môi khinh miệt, đứng dậy nhìn cô, mặt nạ rơi xuống, nàng còn cố ý kéo nó ném lên vai cô. Ánh mắt kia mang theo vẻ ngạo mạn cùng trào phúng. Tôi không thích tuân thủ, cô có thể làm gì? Đánh tôi hay tố cáo? Tôi nói cho cô biết, chính quyền thành phố còn thiếu Lâm gia một khoản nợ công trình, thuyết minh rằng Lâm gia chúng tôi đang nuôi sống ít nhiều đám nhân viên chính phủ tỉnh Tân Hải này, có biết không? Đụng đến đầu ngón tay tôi thử xem. Mặt nạ rơi xuống dưới chân nàng. Bầu không khí chợt trì trệ. Phương Tân thất kinh không dám thở mạnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ lãng vãng tiếng hít thở cùng kim dây đồng hồ tích tắc trên tường. Tống Dư Hàn bước lên một bước. Lâm Yếm không thoái lui, nghênh chiến nhìn thẳng vào mắt cô. Tống Dư Hàn lại tiếp tục bước thêm một bước nữa, chợt bị người phía sau níu lại. Cô gái nhỏ chưa tỏ sự đời ra vẻ anh dũng hy sinh khẳng khái chịu chết đập nồi dìm thuyền, Tống đội, không được, mau dừng tay. Lâm Yếm trộn nuốt nước bọt. Người đối diện lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh đến mức khiến nàng như gặp ảo giác. Đừng khẩn trương, tôi sẽ không đánh cô, tôi chỉ cảm thấy nếu cô không quan tâm đến cương vị cùng chức trách thì nên nhường cho những người có tâm quyết với nó. Chỉ vài chữ đã chọc Lâm đại tiểu thư dở chứng, ai khẩn trương? Ai khẩn trương? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khẩn trương? Mặt nàng rống một hồi, lại trở về yên tĩnh, ngay cả Phương Tân cũng nhịn không được cười, nhưng rất nhanh bưng kín miệng. Cô vừa rồi mới nuốt nước bọt, tay phải siết chặt, mũi nhân hướng ra ngoài, thân thể căng cứng, bắp tay khẽ co giật, đó là tư thế phòng vệ, nếu như tôi động thủ cô cũng sẽ sẵn sàng phản kích, nhưng cô không chắc chắn có đánh thắng được tôi hay không nên mới không ra tay. Mẹ kiếp, tôi! Lâm Yếm tức đến trợn trắng mắt. Đầu thiếu điều muốn bốc khói nói năng cũng theo đó tục tiểu mém sùi bọt mép, lập tức cầm một quyển sách pháp y học phóng tới. Phương Tân sợ hãi giữ nàng lại, đừng. Chị Lâm, không cần. Chị đánh không lại chị ấy đâu, Tống đội luôn là người đứng đầu trong cuộc thi đối kháng thường niên của sở cảnh sát. Vật dụng trên bàn đều rơi đầy xuống đất, Tống Dư Hàn lui về sau một bước, lông tóc không tổn hại gì. Cô từ trong túi lấy ra sấp tiền được gói cẩn thận trong tờ giấy A4. Thứ này, trả lại cô, lần sau trong thành phố không được chạy quá tốc độ. Lâm Yếm lại tùy hứng ném tới một quyển sách. Tống Dư Hàn hơi nghiêng đầu, xoay mặt tránh đi, không nhiều lời xoay người rời khỏi phòng. Lâm Yếm còn muốn đuổi theo lại bị Phương Tân gắt gao níu giữ. Nàng từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng tức giận nhiều đến vậy, 5-6 tuổi có một lần tuổi nhỏ sinh nông nổi đánh Lâm Thành rớt một cái răng, sau đó bị mẹ kế phạt nặng, nhưng là người Lâm gia, trời sinh bản tính tự cao tự đại nhất đẳng quan hoàng. Chẳng ai dám khuyên bảo nàng làm như vậy là không đúng. Không phải nhường nhịn trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà là thành tâm nịnh bợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nếm trải thất bại trước một nữ nhân, lần gần nhất xảy ra cách đây 20 năm rồi. Chờ Tống Dư Hàn đi rồi, Phương Tân mới e dè chuẩn bị cho nàng một tách cà phê. Lâm tỷ, chị đừng tức giận Tống đội, chị ấy tuy rằng có hơi bảo thủ nhưng là một người rất tốt. Chị ấy như vậy cũng có nguyên nhân. Mặc dù em mới đến làm việc không lâu nhưng nghe nói chủ nhiệm pháp y không may qua đời trước đó là bạn nối khố nhiều năm của chị ấy, là đồng học, đột tử trong lúc làm việc. Chị ấy ngoài miệng mặc dù không nói gì, lúc nào cũng bình tĩnh làm tốt mọi việc nhưng kỳ thực trong lòng so với bất kỳ ai đều khổ sở hơn cả. Lâm Yếm muốn nói gì đó, ánh mắt dừng trên bàn làm việc, trên mặt bàn cũ kỹ không lớn không nhỏ tràn đầy vết tích của người quá cố. Mấy quyển thư tịch pháp y chất chồng. Trên màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ cùng một bức ảnh chụp đã ố vàng. Là phong cách chụp hình kiểu cũ, độ phân giải không quá rõ ràng. Trong khung hình, hai nữ nhân trẻ tuổi đứng cạnh nhau, một trong hai người chính là người vừa cãi vã với nàng. Khi đó cô còn trẻ, bộ quân phục cảnh sát mới toanh, vẻ ngây thơ non nớt, khóe môi treo nhàn nhạt ý cười, trên vai đeo hai bông hoa bốn cánh. Chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Lâm Yếm hơi vẫu môi, hừng. Lão nương đại nhân đại lượng. Mới không thích so đo mấy chuyện cỏn con. Tống Dư Hàn lúc vừa ra khỏi cửa mới nhẹ nhàng thở hắt một hơi, nhớ tới những gì Phùng Kiến Quốc đã nói. Lâm Yếm là người thế nào, bảo thủ, vô pháp vô kỹ, nếu không phải có vài phần bản lĩnh cũng sẽ không được mời đến, cứ cư xử như một nhân viên ngoài biên chế, cô ấy cũng không hẳn trụ tại nơi này quá lâu, tôi biết cô nhất định sẽ gai mắt nhưng đừng quá để trong lòng làm gì. Không biết vì điều gì, cô cảm thấy lúc Phùng Kiến Quốc nhắc tới Lâm Yếm, có chút gì đó không thỏa hiệp nhưng vẫn nhiều hơn bất lực. Có lẽ vì mình quá đa sầu đa cảm chăng? Cô lắc đầu, xoay người rời đi. Chương 6, giao thủ. Một ngày làm việc với mấy cái quy tắc nhàm chán rốt cuộc cũng đúng giờ kết thúc, không có vụ án gì mới, Lâm Yếm ra khỏi văn phòng liền châm một điếu thuốc, dẫm lên giày cao gót vừa đi vừa phà khói, áo khoác bị nhồi nhét trên tay nàng.
Điếu thuốc còn chưa hút xong, một chiếc Rolls Royce bóng loáng đã dừng trước cửa cục cảnh sát. Lâm Đại Pháp Y vứt điếu thuốc, một thanh niên tây trang giày da tô son trác phấn mở cửa xe bước ra. Lúc hai người ôm ấp khanh khanh ta ta, Tống Dư Hàng đang lay hoay với chiếc xe máy điện hư hỏng của mình, mặc bộ cảnh phục màu lam nhạt đơn giản, trên cổ trang trí thêm một tấm khăn lông, tay đầy vết dầu nhớt. Thời điểm sửa xong xe máy điện, cô nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng sầm xì to nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người kia sớm đã mặc kệ đây là chỗ nào đứng trước cổng cục cảnh sát ôm hôn kịch liệt. Tống Dư Hàng đứng cách đó không xa, từ góc độ này nhìn qua, vòng eo một tay đã có thể ôm trọn của Lâm Yếm bị người kia khóa lại, vóc dáng nàng cao ráo, hơi cúi đầu phối hợp với người nọ, vẻ mặt có chút không quá nhập tâm. Vài ánh đèn flash bắt được khoảnh khắc lập tức lóe sáng, phỏng chừng ngày mai sẽ trở thành đầu đề trang nhất. Tống Dư Hàng thở dài lắc đầu, tháo bao tay dính đầy nhớt ném vào cốp xe, mở công tắc, rời khỏi thị cục. Cô dần già hóa thành một cái điểm nhỏ xíu trước đầu xe của hai người cho tới khi mất hút. Chỉ chốc lát sau, chờ đèn xanh chuyển đỏ, chiếc xe kia lại leo lên, vừa vặn dừng ngay bên cạnh cô, cửa kính chậm rãi kéo xuống. Tống Dư Hàng bình tĩnh liếc mắt nhìn sang. Một cánh tay thò ra từ kính cửa xe, sau đó hướng cô dựng thẳng ngón tay giữa. Gia hỏa này nhất định là vì chuyện ban sáng mà khó chịu canh cánh trong lòng đây. Tống cảnh quan phớt lờ không quan tâm, đèn đỏ vừa chuyển, chiếc xe xa xỉ lập tức lao đi. Phản chiếu trong kính chiếu hậu chiếc Rolls Royce, bóng dáng cô cũng càng lúc càng nhỏ lại. Khó có được ngày nghỉ, Lâm Yếm háo hức hô bạn dẫn bè, ăn chơi đàn điếm, phúng túng mơ màng quên cả lối về. Còn đối với Tống Dư Hàng, hàng ngày nghỉ là dành cho việc luyện tập thể lực, thay vì thông dong cô vẫn thích nhốt mình ở nơi này hơn. Lúc rời khỏi phòng tập gym, cô nhìn thấy người bán táo hàng rong bên đường nên thuận tiện mua giúp bà lão 2 cân, về đến nhà, phòng khách đã sáng đèn. Từ nhỏ đến lớn cô đã sống ở nơi này, làm việc ở cục cảnh sát nhiều năm, chính phủ đã xây dựng rất nhiều tiểu khu cho người nhà viên chức nhà nước, cho nên cô cùng Tống Mẫu chưa từng phải dọn nhà. Khu phức hợp cũ kỹ cùng vách tường loang lỗ bong tróc, mấy hài tử hiếu động phá phách vẽ lung tung trên tường để lại vô số dấu vết ngoằn ngoèo, lên cao một chút thì được phủ kín bởi dây thường xuân, giữa ngày hè xanh ung tươi tốt. Tầng lầu ở tiểu khu này không quá cao, chỉ 6 tầng, bởi vậy cũng không lắp đặt thang máy. Tống Dư Hàng chạy xe vào bãi đổ, khóa kỹ xe, sau đó xách túi táo leo cầu thang hẹp dài mà đi lên. Vừa qua một tầng, đèn chiếu sáng cảm ứng trên đầu liền tắt một lần, mấy hôm trước cô vừa đổi mới chúng. Cho đến khi đứng trước căn nhà 603 lầu 6, cô mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Mẹ, con về rồi. Một người phụ nữ trung niên mang tạp dề từ trong bếp bước ra, không quá 50 tuổi, đầu đã điểm bạc, nhìn thấy cô trở về thì rất tự nhiên mỉm cười vui vẻ. Về rồi thì tắm rửa đi, nhìn xem đầu con đầy mồ hôi, cơm sắp xong rồi. Chỉ khi đứng trước mặt mẹ mình, cô mới bủng xỉn ban phát nụ cười cong môi. Con có ngô táo, là món mẹ thích, sau khi ăn cơm gọt táo ăn ha. Cô lấy đồ dùng vệ sinh bước vào toilet, nghe thấy bên ngoài có vài tiếng oán trách, con đứa nhỏ này, ngày hôm qua mua dưa hấu còn chưa ăn hết. Cô ở bên trong hơi ngân giọng đáp, trời vào hè, trái cây không nên để lâu, nếu trong ngày không ăn hết mẹ nên bỏ đi. Như vậy sao được, đem tiền đổ biển à, một lát ăn ít cơm thôi, chừa bụng ăn hết cho mẹ. Tống Dư Hàng vặn mở vòi sen, thư thái mỉm cười, mặc cho dòng nước ấm xua đi một ngày mệt mỏi. Căn nhà không lớn, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, bàn ăn chiếm đa số diện tích phòng khách. Chiếc tivi cũ kỹ đặt đối diện bàn ăn, bên trên tường là một bàn thờ cúng nhỏ nhỏ, dùng cái kệ bắt lên, trên đó thờ 2 bức di ảnh đặt song song, một người còn khá trẻ tuổi, người còn lại trông lớn hơn một chút. Tống Dư Hàng tắm rửa xong, bước ra thắp nén nhang rồi mới ngồi xuống bàn ăn. Ăn cơm nhà lúc nào cũng tự do hơn cùng với nhiều khẩu vị đổi mới, thực lượng không nhiều, chỉ có vài miếng thịt được cắt bỏ vào trong chén cô. Tống Dư Hàng vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, mẹ, có chuyện mẹ cứ nói. Tống Mẫu hơi dừng đũa, có chút ngượng ngùng, chuyện là mẹ tự ý làm chủ, giúp con hẹn gặp Lâm tiên sinh lần trước, ngày mai tan tầm con sắp xếp cùng cậu ấy ăn cơm. Khụ, một ngụm cơm nghẹn trong cổ họng, Tống Dư Hàng nhanh chóng rót nước uống ừng ực. Mẹ biết con không muốn, nhưng mấy năm nay con không thích kết giao với ai, công việc lại bận tối mặt tối mày, mấy người làm dịch vụ mai mối vừa nghe con là cảnh sát liền lắc đầu ngao ngán, khó có được một người tốt, con nghe lời mẹ, hẹn hò với người ta thử xem, tình cảm không phải từ từ bồi đắp mới vung được hay sao? Tống Dư Hàng biết rõ, tình cảm bất kể là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình đều không khỏi liên quan đến dopamine cùng adrenaline, cô có hàng vạn kiến thức khoa học để phản bác lời bà. Nhưng là cô không nỡ nói ra miệng, đặc biệt là trước di ảnh của ba cùng anh trai mình. Con biết rồi mẹ, ăn cơm xong con sẽ liên lạc với anh ta. Tống Mẫu nghe cô nói vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo,
tiếp tục gắp cho cô vài miếng thịt kho tàu. Được, mau ăn đi, ngày mai con phải trang điểm cho thật xinh, cùng người ta trò chuyện nhiều chút, không cần vội trở về nhà, mẹ ăn cơm xong cùng Vương A-di của con đi nhảy samba rồi. Nói đến vị Lâm tiên sinh này cũng do Vương A-di giới thiệu, hắn là một bác sĩ có phòng mạch riêng, người tuấn tú lịch sự, cũng rất hài hước. Quan trọng nhất là, độc thân, chưa lập gia đình. Tống Dư Hàn từng gặp hắn một hai lần, nhưng không quá nhiều ấn tượng, chỉ cảm thấy hắn không có tật xấu mà mấy nam nhân bình thường hay mắc phải, ít nhất sẽ không hút thuốc trước mặt nữ nhân, coi như có chút phong độ, lại là người tinh tế biết săn sóc phụ nữ. Đều là họ Lâm, sao người với người tính cách lại khác biệt lớn vậy chứ? Tống Dư Hàn chợt nghĩ đến vị Lâm pháp y ương ngạnh kia, vô tình nhíu mày, cầm chén đã ăn xong đứng dậy, mẹ, con đi rửa chén. Ngày hôm sau, thẳng đến khi mặt trời treo trên đầu cành, Lâm Yếm mới từ trong ổ chăn chuyển tỉnh, lấy cánh tay nam nhân đặt trên người mình hất xuống, ngồi dậy sờ sờ bao thuốc trên tủ đầu giường, bật lửa hút một ngụm để giảm bớt chứng đau đầu do rượu của tối qua. Bồi anh thêm chút. Nam nhân thì thào, ông bả vai nàng. Lâm Yếm hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, thủ thế ngăn lại, tựa người vào tủ đầu giường, mở màn hình điện thoại, quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Đoạn Thành, chị. Sao hôm nay còn chưa tới làm? Trịnh Thành Duệ, pháp y Lâm, em mua cho chị bữa sáng, để trên bàn làm việc của chị. Lại là cái đồ sữa đậu bánh quẩy cùng bánh bao. Lâm Yếm đau cả răng. Cuối cùng là Phương Tân, gửi icon rung bần bật, Lâm tỷ, Tống đội tìm chị nửa ngày rồi. Răng Lâm Yếm càng ê buốt hơn. Nam nhân không biết sống chết cố chấp muốn ôm nàng, làm việc cái gì, anh nuôi em. Đầu ngón tay nàng vừa xoay chuyển, thiếu chút nữa dí tàn thuốc vào mặt hắn, hắn thét lên một tiếng giật thót, mới sáng sớm em phát điên cái gì vậy. Lâm Yếm xốc chăn xuống giường, dấu vết tìm hoang hôm qua vẫn còn lưu lại trên người, hôm nay đã trở mặt không nhận người, cũng không biết là ai trêu ai. Tiểu đệ đệ kỹ thuật không tồi, nhưng muốn dưỡng tỷ tỷ thì còn lâu, mơ tưởng. Biến đi. Nàng thông dong đứng trước gương sửa sang lại quần áo, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, nên thon thả thì thon thả, cơ thể tuyệt không chút thịt thừa, làn da trắng nõn, đôi chân trần đạp trên sàn nhà khiến tầm mắt ai thấy cũng phải mơ màng. Hiện tại nàng đã rũ bỏ lớp trang điểm, mái tóc nâu xoăn dài rủ xuống, sườn mặt sắc lẹm tạo nên góc nghiêng thần thánh, ánh nắng sáng xuyên qua màn cửa ánh lên một bên gò má nàng, tản mát hương vị thiếu nữ thoát tục phong tình. Nhưng vóc dáng cùng kiểu cách đó, tuyệt đối không phải mà một thiếu nữ ngoan hiền nên có. Nam nhân si ngốc nhìn nàng, nuốt nước bọt, từ trên giường bò dậy. Lâm Yếm đang vẽ mắt, xuyên qua tấm gương phát hiện hắn mò mẫm đến gần, lúc hắn chuẩn bị nhào tới, nàng trong nháy mắt cầm bút chì kẻ xoay người, sợi tóc vất qua gương mặt hắn, tỏa ra một mùi hương thanh ngọt. Hắn còn chưa kịp hưởng thụ, thì đã bị nàng tấn công điểm yếu mệnh, hắn rống một tiếng thật lớn, che lại hạ bộ, hai chân run bần bật. Lâm Yếm chọn đúng thời điểm co chân đạp thẳng vào bụng dưới của hắn, nàng xuất thủ không hề nhẹ, vừa chuẩn vừa trí mạng. Nếu không phải kỹ thuật ngươi tốt, lão nương mới không hứng thú chơi đùa. Giọng nói lạnh như băng, dùng dao tỉa lông mày ở trên mặt hắn vạch tới rạch lui, nhưng vẫn biết chừng mực để không tổn hại quá sâu đến hắn, cũng đủ khiến hắn sinh tâm sợ hãi. Nam nhân liền quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ, tỷ tỷ, tôi sai rồi. Ngài hạ thủ lưu tình, đừng rạch. Ngàn vạn lần đừng hủy. Em còn muốn dùng gương mặt này kiếm cơm. Soi mình vào chậu nước tiểu xem bản thân giống cái gì. Trừ bỏ âm đức ba mẹ để lại, ngươi chỉ là một phế vật, dưỡng ta, ngươi cảm thấy xứng sao? Xách giày cũng không xứng. Nháo cũng nháo, chơi cũng xong rồi, tên này sao tự nhiên càng nhìn càng cảm thấy đần độn, vô vị. Dao tỉa lông mày trước mặt hắn gập qua lại hai gập liền nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, đó là cách tiêu khiển cùng dao phẫu thuật mà nàng quá quen thuộc. Để phòng hờ hắn lại náo loạn, Lâm Yếm lấy cà vạt trói hắn trên ghế, là trói thật chặt, còn nhét luôn chiếc vớ vào trong miệng hắn. Lúc ra đến cửa phòng, nàng từ trong ví tiền lấy ra một sấp nhân dân tệ ném vào mặt cậu trai trẻ, cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu gặp một lần, đánh một lần, làm vịt thì cũng phải là một con vịt biết giác ngộ. Lại nói người này là phú nhị đại chính hiệu, chơi bời vô số nữ nhân, sao có thể mất mặt trước Lâm Yếm, khoảnh khắc bị sấp tiền đập vào mặt, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên, trong cơn tức giận liều mạng phun đôi vớ thúi đang bịt trong mồm ra. Lâm Yếm, cô chờ đó. Trả lời hắn chính là cánh cửa lạnh tanh không cảm xúc. Thu thập xong một đứa nhỏ không biết tốt xấu, tâm tình Lâm Yếm cũng tốt hơn hẳn, cầm trên tay ly cà phê bước vào cục cảnh sát, ném chế phục lên giá áo, thích ý tựa vào lưng ghế dựa. Đoạn Thành thò đầu qua đem một phần báo cáo đặt lên bàn làm việc của nàng, chị, ký tên đi. Báo cáo giám định thương tích hôm qua. Nàng qua loa xem vài trang, thấy không vấn đề gì mới mở nắp bút bi trong ống đựng bút, soạt soạt ký tên.
Đoạn Thành cầm báo cáo đã ký lại có chút do dự, cười méo mó, chị, hay là chị đưa qua cho Tống đội đi. Phương Tân nhiều chuyện lập tức nói thêm vào, buổi sáng chị ấy đến đây muốn tư liệu, chị không ở đây, nên Đoạn Thành chưa đưa. Hừng, chuyện gì đâu không phải chỉ cần báo cáo thôi sao? Tôi đi, cho cô ta xem qua rồi Niêm Phong chuyển đến phòng lưu trữ hồ sơ đúng chứ? Lâm Yến cầm mấy tờ giấy mỏng tan nhét vào bao đựng folder, Phương Tân hỏi một câu, chị biết ở đâu sao, hay là để em dẫn đi? Không cần, không biết đường sẽ không biết tìm ai hỏi sao. Lâm Yến vẫy tay, dẫm lên đôi giày cao gót 7cm ra khỏi cửa. Dọc đường đi có mấy cảnh sát lướt qua người nàng, họ tò mò liếc nhìn nàng mấy lần, Lâm Yến mắt nhìn thẳng phía trước, giống như di chuyển bình thường, nhưng kỳ thực là quan sát màn hình lớn gắn dọc trên hành lang. 1, 2, 3. Ba camera lắp đặt, trên tầng là văn phòng cục trưởng, phó cục trưởng, phòng chỉ huy, bộ chính trị. Lên một tầng, tầng này có nhiều camera hơn tầng vừa rồi, nàng cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch men sứ, đếm đến hoa văn thứ tư, phòng lưu trữ hồ sơ. Lâm Yến gõ hai tiếng, nói nguyên nhân đến đây sau khi ký tên, nhân viên công tác đang muốn giúp nàng cất vào, nhưng nàng lại thu tay trở về, chống đầu vào thành bàn cười hì hì. Tiểu ca, hôm qua tôi vừa đến nhậm chức, muốn vào trong xem cuộc sống hiện tại thế nào, cậu biết đấy, pháp y luôn hứng thú với mấy vụ án hóc búa ly kỳ, đặc cách có được không? Nàng không nói không cười còn đỡ, cười rồi thì hoa đào bay phấp phới, gương mặt vốn xinh đẹp đến huyền ảo, giờ lại thêm giọng nói nũng nịu nhu mì có chút hờn dỗi, nút áo chế phục lại lỏng lẻo cố tình để lộ cảnh xuân sinh động. Cảnh sát trẻ tuổi khí thịnh mặt mày lập tức đỏ lên, lắp bắp nói, a, vậy. Cũng được. Bất quá cô phải để lại điện thoại, tư liệu bên trong có thể đọc, không được chụp ảnh. Được, không thành vấn đề. Lâm Yến thống khoái lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt trên bàn đẩy qua, còn không quên nháy mắt buông hạ mị nhãn, lại chọc người mặt đỏ tai hồng. Phòng lưu trữ hồ sơ vào buổi sáng không quá nhiều người, một vài máy tính mở 24/24 sẵn sàng cho việc tìm kiếm dữ liệu. Giống như thư viện, các hồ sơ đều được phân loại, hình sự, dân sự, án cũ, cùng các nơi xảy ra án mạng đều được sắp xếp chỉnh tề, trải qua bao nhiêu năm, nàng đều có thể nhìn rõ. Giày cao gót di chuyển không một tiếng động, có người đến lấy tư liệu lướt ngang qua người nàng, nàng cũng hờ hững hai tay cắm vào túi quần, kẹp sấp tư liệu vào giữa cánh tay thản nhiên đi qua đi lại. Tuy rằng làm chuyện không chính chắn gì nhưng trên gương mặt nàng không có gì là chột dạ, điềm nhiên như nước. Đầu ngón tay bắt đầu lướt qua từng tập được xếp ngay ngắn, 2008, 2007, 2006, cho đến năm 1994. Thời gian lâu như vậy, tim nàng vẫn không khống chế được nhảy đập. Nàng biết bây giờ không phải thời điểm, nàng đã thăm dò vị trí camera giám sát, buổi tối là thời cơ tốt mang theo thiết bị lẻn vào là tốt nhất. Nhưng nhìn thấy số 5 kia, nàng ma xui quỷ khiến thế nào muốn lập tức hành động, ngón tay vừa chạm đến, sống lưng lập tức lạnh rần. Sự cảnh giác cho phép nàng không cần xoay người mà dựa theo bản năng huých khuỷu tay tung đòn, đây là phản ứng bản năng lúc bản thân gặp nguy hiểm. Tống Dư Hàn cũng phòng bị, chớp nhoáng hai người đã lặng yên không chút động tĩnh sau mấy chiêu, cô ỷ vào vóc dáng cao ráo mà áp nàng vào kệ sắt. Nơi này cách xa cửa ra vào, bức màn còn chưa kéo ra, ánh sáng được che khuất, đợi đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nữ cảnh sát từ trước đến nay luôn ổn trọng lập tức nghiêm mặt. Cô tới đây làm gì? Hai người vẫn còn duy trì tư thế đánh cờ, Tống Dư Hàn khuỷu tay ghìm ở cổ nàng, Lâm Yếm thì siết chặt cà vạt cô, ngực vị no đủ liền dán trước cánh tay cô, sau khi ý thức được có điều không ổn, Tống Dư Hàn nghĩ đến việc thả tay ra. Không ngờ người kia vẫn gắt gao siết cà vạt cô không bỏ, thuận tiện bám dí cánh tay cô, lì lợm không muốn bỏ qua. Đến văn phòng tìm không thấy cô, nên chạy đến đây, chật, bám đuổi theo tôi nhanh đấy. Lâm Yếm cố tình đề cao âm lượng, đủ để người bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhưng không rõ các nàng đang nói gì. Tống Dư Hàn dự cảm sẽ có người tiến đến, cô sâu kín hít một hơi, lạnh giọng. Tôi nói, buông. Cô đè thấp thanh âm, gằn từng chữ một, viết môi vài phần không giận tự uy. Lâm Yếm đương nhiên có thể cảm giác được cô có chút hồi hộp nóng ruột gần như tức giận, nhưng nàng từ trước đến nay da mặt dày không thích chừa cho ai mặt mũi. Có thể khiến gương mặt đơ chán ngắt này xuất hiện chút vết nứt sóng gợn, nàng nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Tôi. Men theo cánh tay cô, nàng hơi nhón chân, giống như thuận thế ôm cổ Tống Dư Hàn, nhẹ nhàng bên tai cô thổi khí. Tống cảnh quan, làm gì tức giận dữ vậy? Một cổ hương nước hoa ngọc thanh của nữ giới xộc thẳng vào mũi cô, ngữ khí nhẹ nhàng hờn dỗi gãi đúng chỗ ngứa. Tống Dư Hàn hờ hít mắt, cảm nhận các thớ cơ trên cánh tay mình co giật. Lâm Yếm khoái chí cười yêu nghiệt càng nhích lại gần hơn, không thả, cô có thể làm được gì nào? Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Không để nàng cao hứng quá lâu,
Nét cười đứng trân trên gương mặt, cùng với tiếng động không nhỏ, sau óc sống chết tấn công giá sắt phía sau tủ, nàng đau đến mức đầu nổi đầy sao xẹt, nhất thời có chút choáng váng. Viên cảnh sát vừa rồi lập tức chạy tới, tay đã đặt sẵn tại bao súng, có chuyện gì vậy? Tống Dư Hàn lấy sấp báo cáo trong ngực nàng rút ra, dùng chiếc bút máy mắt trong túi áo trước ngực bộ chế phục mở nắp ký tên, ngữ khí hờ hững. Không gì, Pháp Y Lâm không cẩn thận té ngã, cậu có thể đi. A, tiểu cảnh sát hậu tri hậu giác thu hồi cánh tay, dùng ánh mắt lo ngại nhìn hai người, sàn nhà rất trơn, Pháp Y Lâm nhớ cẩn thận chút. Tôi, Lâm yếm tay đỡ sau gáy, đau đến vành mắt đỏ hoe, rất nhiều năm rồi nàng chưa từng ăn khổ da thịt đến vậy, bất thình lình xảy ra nên có chút phản ứng không kịp. Tống Dư Hàn đúng lúc xen ngang nói, chặn lời nàng, báo cáo đưa cho cậu, đi cất đi. Tiểu cảnh sát tiếp nhận hồ sơ, hội cảm thấy hai người có chút kỳ quái. Nhìn Pháp Y Lâm trông có vẻ chịu khổ không ít, Tống đội sao không giúp chị ấy một tay nhỉ? Hắn đương nhiên không biết người khiến Pháp Y Lâm đau đến thắt ruột thắt gan này lại chính là Tống đội Đoan Chính lúc nào cũng ổn trọng trước mặt đây. Tống Dư Hàn đậy nắp bút máy, cất vào trong vào túi áo, cùng hắn bước ra ngoài, thậm chí không màng quay đầu nhìn lại. Về sau đừng tùy tiện cho phép bất kỳ ai vào phòng lưu trữ hồ sơ, cứ theo trình tự nghiêm khắc mà làm, đây đều là tư liệu mật, muốn xem phải có lệnh ký duyệt của cấp trên, nhớ kỹ. Tiểu cảnh sát cung kính đứng thẳng người nghiêm chào, vâng, Tống đội. Cấp trên đứng mũi chịu sào còn không phải cô hay sao? Nghe nói trưa hôm đó, tiếng mắng chửi văn tục của Lâm Pháp Y vang vọng khắp cảnh cục. Bạn đang nghe truyện từ Riel Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 7, xem mắt. Quá nhàm chán, chán chết đi được. Khi nào mới có án mạng xảy ra đây à? Lâm Yếm ngồi trên ghế không muốn an phận xoay tới xoay lui, vừa than vãn vừa sơn móng tay. Đoạn Thành ngồi phía trước quay đầu nhìn lại, chị, kết quả giám định thương tích ngày hôm qua đó. Giám định thương tích mà là án mạng cái gì, tôi là pháp y, không phải bác sĩ. Lâm Yếm thổi khô móng tay vừa mới sơn xong, chiếu chiếu dưới ánh nắng chiều, xương ngón tay tinh tế rõ ràng, màu sơn đỏ rực như tô điểm cho làn da bạch sắc, nàng hài lòng cười híp mắt. Trịnh Thành Duệ mặt đầy nhờn thò đầu qua, vậy thế nào mới tính là án mạng? Bản tính hắn tò mò, Phương Tân đã không kịp bịt cái miệng lắm chuyện. Quả nhiên, giết người liên hoàn, bầm thay nấu lẩu, thảm án diệt môn. Đấy mới tính là án mạng. Nàng vừa nói xong bầu không khí chợt yên tĩnh, một vài người yên lặng nhìn nàng, Phương Tân rõ ràng có điểm không tán đồng, nhưng không biết vì cái gì lại nhìn xuống không mở miệng. Cả văn phòng lâm vào trạng thái đình trệ. Bất quá Lâm Yếm từ trước đến nay không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, nàng ước gì khắp thiên hạ đều cho rằng nàng là kẻ điên, là quái vật, để không dám ai dám bén mạng đến gần nàng. Đồng hồ trên tường vừa điểm chỉ 6 giờ, Lâm đại tiểu thư cọ ngoại lập tức đứng dậy, cởi chế phục ném trên ghế, a, giải phóng rồi, đi nhá, tạm biệt mọi người. Nàng tiêu sái rời đi, không biết có người ở phía sau đang thầm thục nói xấu mình. Cái cô Lâm Yếm này, đi trễ về sớm, cả ngày không làm được gì, còn nói mấy lời như vậy, quả thực là bại hoại nhân viên chính phủ chúng ta. Có người tức giận bất bình. Mới hôm qua, còn thấy cô ta cùng tên nào đó đứng trước cửa cảnh cục ôm hôn, thật không coi mặt mũi của chúng ta ra gì. Cây không vỏ ắt sẽ chết, người không biết xấu hổ đúng là thiên hạ vô địch, ai bảo gia thế nàng đáng gờm làm gì, tôi thi tuyển 3 năm ròng mới được vào, cuộc đời a, ha ha. Nghe thấy lời bóng gió càng lúc càng nghiêm trọng, Tống Dư Hàn nhẹ nhàng đứng dậy, cởi áo khoác treo lên giá áo. Mọi người gần như im bặt, đồng loạt hướng nhìn về phía cô. Tống đội hôm nay về sớm a? Ừm, có chút việc. Vừa lúc Trương Kim Hải bưng tách trà đi vào, hẹn hò đi. Cô không mặn không nhạt trả lời, ừ. A phải a, Tống đội cũng đã ngoài 30 rồi, cũng đến tuổi kết hôn sinh con, muốn làm tấm gương tốt cho lớp trẻ sao, việc điều tra cứ giao hết cho mấy cảnh sát tập sự. Cảnh sát hình sự không nhiều lắm, phần lớn đều mới tốt nghiệp, trừ bỏ Trương Kim Hải đã lập gia đình sinh con, còn lại tất cả đều độc thân, cũng vì nguyên do này mà hắn gần như rất ít khi bị phái đi điều tra phá án, đừng nói chi đến việc thăm viếng. Mọi người hi hi ha ha cười rộ lên, Tống Dư Hàn vẫn vẻ mặt ngàn năm bất biến, gật đầu chào hắn rồi cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng. Chiếu theo thông lệ, Lâm Yếm sau khi tan tầm nhất định đi uống vài ly, nàng mở điện thoại nhắn tin cho Lâm Khả. 8 giờ, gặp nhau ở bar Randy. Đối phương phản hồi nhanh, không được, có hẹn. Coi mắt. Lâm Khả trả lời bằng icon mặt mày nhăn nhó. Lâm Yếm nóng lòng muốn biết, có muốn tôi đi xem mắt dùng anh không? Đừng, đại tiểu thư xin thương tình, anh còn muốn một buổi tối thật vui vẻ đây. Với tính cách của Lâm Yếm, không biết sẽ bày ra mấy trò oái âm nào nữa. Lâm Yếm nhắn vài chữ, rồi lại xóa, vậy đi đi, chúc anh thành công. Bên kia không phản hồi tin nhắn của nàng,
Lâm Yếm ném điện thoại, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ánh đèn thành thị bật sáng, chiếu qua kính cửa xe soi rọi lên gương mặt nàng có chút tịch liêu hiu quạnh. Quản gia quay đầu hỏi, tiểu thư, trở về sao? Không, cứ chạy đi. Nếu về nhà nàng sẽ lại nhốt mình trên lầu gác, dựa vào cồn và thuốc ngủ để qua đêm. Nàng thật sự chán ghét cuộc sống như vậy, lại không thể tự vực dậy quy luật, nàng có cảm giác sắp biến thành kẻ điên rồi. Lâm Yếm khóe môi gợi lên nụ cười đắng chát. Xe lẳng lặng chạy trên đường lớn, nàng nghiêng đầu nhìn lại, dùng tư thái cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm bộ mặt thật của thành phố này. Tạm biệt 14 năm. Mấy tòa cao ốc lần lượt từ dưới đất mọc lên, con đường cũng rộng rãi hơn nhiều, buổi chiều, giờ cao điểm xe cộ chen chúc, ánh đèn xanh đỏ không kịp thay phiên, tây trang giày da xách theo túi công văn chân bước vội vàng. Thiếu niên thiếu nữ mặc áo xanh trắng đỏ đang băng qua đường cái, cô gái búi tóc đuôi ngựa vui đùa hất bím tóc của nữ sinh. Hai người hi ha nháo cả lên, cười đến ngây thơ vô tâm vô phế. Ánh mắt Lâm Yếm vô tình bị hấp dẫn, nhìn thấy các nàng dừng trước một nhà hàng Tây, ghé vào trước cửa kính nhìn vào bên trong. Cậu đói bụng không? Ừ, có chút. Vậy chúng ta vào ăn đi. Hay là thôi đi, nhà hàng này đắt lắm. Nàng nhất thời không biết mình đang nhìn về quá khứ hay tương lai nữa. Chờ đến khi khôi phục tinh thần, nàng đã bước xuống xe đứng trước nhà hàng Tây. Hai tiểu nữ hài thấy có người bước lại gần, lập tức chạy nhanh như chớp. Lâm Yếm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà hàng Nam Thiền có chút ý thơ, cũng là nhà hàng lâu đời nhất ở Giang Thành. Nhà hàng đã được sửa sang lại, nhưng tấm biển hiệu vẫn giữ nguyên, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay tên đổi họ. Không biết vì sao nàng lại dậy lên nỗi bi thương không rõ, nhưng lại xen lẫn chút may mắn. Hóa ra nàng vẫn luôn hoài niệm về thành phố này. Một phần thịt thăn, salad trộn, kèm rượu vang đỏ hảo hạng, cảm ơn. Lâm Yếm khép lại thực đơn, đưa cho nhân viên phục vụ. Tiểu thư, bò bít tết muốn dùng sốt gì? Sốt bơ hắc tùng lộ. Nàng chỉ vô tình buộc miệng nói ra, sau đó nhíu mày. Nhân viên nhìn mặt đoán ý, cho rằng nàng đổi ý, nên không đề cử các món khác. Lâm Yếm há miệng rồi lại khép, vẫn là vẫy tay bảo hắn lui đi. Lâm tiên sinh, mời bên này, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài, có thể đưa thức ăn lên bây giờ chứ. Giờ cao điểm nên nhà hàng thật đông khách, gần như không còn chỗ trống, một nhân viên dẫn Lâm Khả đến chỗ ngồi. Khoan hẳn, người tôi hẹn còn chưa tới, lát nữa tôi còn muốn hỏi nàng ăn gì. Giọng nói có phần quen tai, Lâm Yếm buông dao nĩa quay đầu nhìn lại, Lâm Khả. Lâm Yếm. Tây trang giày da vừa nhìn thấy nàng mặt mày sáng rỡ, nhanh chóng bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện. Trùng hợp vậy. Đúng là trùng hợp. Lâm Yếm từ sau khi xuất ngoại du học, hai người chưa từng gặp nhau, xa cách nhiều năm như vậy, trong lòng đều có chút ngây ngô. Nàng còn nhớ rõ ngoại hiệu của Lâm Khả kết bốn mắt, anh luôn mang chiếc kính cận thật dày, nói vài câu là hút hít cái mũi, bị nàng khi dễ cũng chỉ ngơ ngác cười. Khác với nữ hài hiếu động, Lâm Khả chính là một đứa con ngoan trò giỏi xuất sắc. Nhiều năm trôi qua, dáng vẻ đã trông giống tầng lớp tinh anh thượng lưu, tháo bỏ chiếc kính mắt, mái tóc ngắn cũng thời thượng, vest áo chỉnh chu, cà vạt cũng được thắt không chút cẩu thả. Lâm Yếm miệng quạ, không lẽ anh nhân lúc tôi ở nước ngoài đi phẫu thuật thẩm mỹ? Chết tiệt! Anh vừa rồi còn đắm chìm trong ảo giác xinh đẹp mà nàng dăng ra, lại bị câu nói này bức trở lại hiện thực. Lâm Yếm vẫn là một Lâm Yếm khó ưa, độc mồm độc miệng. Anh họ em đường đường chính chính tuấn tú lịch sự, phong độ ngút trời không ai địch nổi. Giọng nói rành mạch, mặc dù ngữ khí ngả ngớn nhưng lại không hoàn toàn khiến người chán ghét. Giống như cái tên của anh vậy, Lâm Khả, trời quang, trăng sáng. Lâm Yếm giả vờ nôn mửa, cuối cùng quay trở lại đề tài, đừng luôn miệng tự xưng anh họ tôi cùng Lâm gia không chút quan hệ. Vậy em quan hệ với cái gì? Tiền a, anh không phải không biết, tôi chỉ thích tiền. Anh xem như kiến thức được cái gì chân chính là nếu muốn làm mẹ thì có sữa, còn muốn làm cha thì phải có tiền. Lâm Yếm cô gái này thật sự là quá rạch ròi, không muốn trở về kế thừa gia nghiệp, cũng không muốn từ bỏ gia tài kết xù của Lâm gia. Dù sao thì tiền vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Di động nắm trong tay chợt rung lên, Lâm Khả nhìn xem rồi đứng dậy, được rồi, anh không nói với em nữa, em ăn xong chưa? Món bò bít tết trên bàn chỉ dùng mới hai khẩu, Lâm Yếm đã không muốn ăn nữa, cũng chuẩn bị đi rồi. Anh gọi cho em một chai La Phai, em ở lại chút đi, nếu đã đến rồi cũng đừng vội đi làm gì, em xem, không phải người ta đã dọn món lên cả rồi sao? Sẵn tiện giúp anh chút, mẹ anh nói lần này mà không xong nhất định đánh gãy chân anh. Xem người ta ăn có gì mà vui. Lâm Yếm thủ thế muốn đánh, Lâm Khả khiếp vía tránh thoát, gọi nhân viên đến gọi món, vô cùng đau đớn mà nhìn nàng gọi chai rượu vang đắt đỏ. Em thật biết lợi dụng, chờ đến khi em kết hôn, nếu anh không hạ thủ anh không phải họ Lâm.
Lâm Yếm cầm chai rượu vang 48,000 tệ hướng ngồi xuống sofa, tựa người nghiêng ngả, kiếp sau đi. Lâm Khả. Anh thật hối hận, giờ anh đuổi em đi được chưa? Lâm Yếm nhấp một ngụm rượu, giơ ly đung đưa trước mặt anh, thỉnh thần thì dễ, tiễn mới khó, Lâm công tử. 7:55, Tống Dư Hàn dừng xe ở phụ cận, vừa đúng 8 giờ bước vào nhà hàng. Lâm Khả đứng dậy phất tay, Tống tiểu thư, bên này. Lâm Yếm ở cách dãy ghế thoáng nhướng mày, họ Tống A, nàng không thể không nghĩ tới số cảnh sát cổ hủ kia, không nghĩ thôi, nghĩ tới liền rùng mình, nhấp khẩn một ngụm vang đỏ áp chế tinh thần. Vài tiếng động kéo ghế lật thực đơn, nữ nhân xếp chúng lại, cứ thế đi, cảm ơn. Giọng nói rất êm tai, nhẹ nhàng khiến người thật thoải mái. Nàng có cảm giác càng nghe càng cảm thấy quen quen. Xin lỗi, là do mẹ tôi làm chủ, khiến anh phải khó xử rồi. Lâm Khả cười cười, biết buổi tối uống cà phê không tốt nên đưa cho cô một ly nước trắng. Không giấu gì em, mẹ tôi cũng. Nam nhân trên mặt có chút ủ dột, hai người nhìn nhau cười, đều hiểu rõ nguồn căn sự việc. Xem ra cuộc gặp gỡ hôm nay đều là do thúc ép. Tống Dư Hàn khẽ thở dài nhẹ nhõm. Dựa theo kịch bản đã định, cuộc hẹn trước đó là trao đổi chức nghiệp, lần này có phải nên hỏi sở thích cá nhân không? Tống Dư Hàn trong đầu suy nghĩ đắn đo, Lâm tiên sinh, sở thích bình thường của anh là gì? Không nhiều lắm, chơi bao liên, bơi lội, tập thể hình, hoặc là ở nhà đọc sách, Tống tiểu thư thì sao? Đấu võ, hoặc xem sách. Đấu võ, mạnh mẽ dữ vậy. Về sau nếu bao lực gia đình, Lâm Khả chống chọi được sao? Lâm Yếm âm thầm phán xét. Ngồi sau sofa nàng trường hơn nửa người về phía trước, cách một cái ghế cũng có thể cảm giác được bầu không khí xấu hổ lãng vãng đâu đây. Chỉ nghe Lâm Khả cười gượng hai tiếng, Tống tiểu thư bình thường thích xem sách gì? Nói không chừng chúng ta có chung sở thích. Tống Dư Hàn do dự một chút, vẫn chọn nói ra, phân tích giấc mơ, tính cách và tội ác, hồ sơ tâm lý học tội phạm, còn có vài quyển linh tinh khác. Đây là mấy quyển sách cô không thường xem, đại đa số người ắt hẳn chưa từng nghe qua tên của mấy quyển sách này. Nàng cố ý đổi đề tài, không ngờ Lâm Khả cười cười, tiếp theo chủ đề của nàng. Trách không được, Tống tiểu thư thật lợi hại, nguyên tác của Freud nhập môn tâm lý học tội phạm, tôi cũng có đọc qua, nhưng chỉ một nửa thì không tiếp thu nổi nữa. Tống Dư Hàn hơi giật mình, trước kia không phải chưa từng hẹn hò, mỗi lần cô nhắc tới đề tài này, đối phương không phải mặt đơ ra cũng là ngơ ngơ thất kinh nhìn lại, gấp không chờ được muốn đào tẩu hoặc là bảo cô không nên xem những thứ đó. Lâm Khả là người đầu tiên coi trọng tiểu tiết khen cô lợi hại. Phải không? Nhập môn tâm lý học tội phạm có thể hiểu được một nửa là ghê gớm lắm rồi. Hồ sơ tâm lý học tội phạm với cả sớ thư mục hỗn tạp, cô gái này không phải kẻ biến thái đó chứ. Lâm Yếm dựng lỗ tai, bắt đầu có chút tò mò. Bối cảnh dần trở nên hài hòa, Lâm Khả bắt đầu mở câu chuyện, anh vốn dĩ không phải người thích coi trọng tiểu tiết, biết được mục đích của đối phương không phải tiến đến hôn nhân, lập tức nhẹ nhõm đi nhiều lắm, cách trò chuyện cũng cởi mở tự nhiên hơn. Nói đến lúc dì Vương đến chỗ tôi khám răng, tôi còn không biết dì ấy là bạn của mẹ em, về sau em lại giúp mẹ tôi nhặt lại ví, thật đúng là có duyên a. Tống Dư Hàn hơi cong môi mỉm cười đáp lễ, phải, dù sao cũng là cảnh sát, cho dù có là nhặt của ai đều vật trả về nguyên chủ thôi. Lâm Yếm nhăn nhó vặn vẹo, cái người này đúng là không hiểu phong tình gì hết. Lâm Khả từ khi nào tìm ra được chuyện lạ lùng như vậy, nếu là nàng, khẳng định câu nói tiếp lời của đối phương phải là duyên phận rồi thì cuối cùng duyên phận đến lên giường. Chờ chút. Cảnh sát. Lại còn họ Tống. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp đến thế được. Khắp cả người Lâm Yên lông tơ dựng đứng, ngụm rượu vô tới cổ họng nhưng không cách nào nuốt xuống nổi, rác ho sặc sụa. Cách vách động tĩnh lớn như vậy, Lâm Khả vẫn mặt không đổi nét đưa cho cô món bò bít tết, nói chuyện cũng nhiều rồi, em chắc đã đói, ăn đi. Nhưng nội tâm đang thầm oán trách, Lâm Yếm em đang làm cái quỷ gì vậy hả? Lâm Yếm bị nguyền rủa hắt xì một cái, nàng lấy khăn giấy lau nước mũi, vẻ mặt trì trệ đứng dậy bò lên trên ghế. Tống Dư Hàn đang ăn nhưng luôn cảm giác có ai đó chăm chú nhìn mình, cả người mất tự nhiên, cô khẽ liếc mắt nhìn Lâm Khả đang ngồi đối diện, chỉ thấy anh đang hết sức chuyên chú đấu tranh với món thịt bò. Không thể nào là anh ta. Tống Dư Hàn hơi nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Yếm tỉ mỉ từng tấc bò lên sofa, tận lực cúi thấp đầu. Lúc hai người đối mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàn lạnh tanh chào hỏi, Pháp Y Lâm. Lâm Yếm la hoảng một tiếng, anh, em không đồng ý hai người ở bên nhau. Lâm Khả thiếu điều sặc hết ngụm rượu trong miệng, phun đầy bộ tây trang, phục. Trong lúc nhất thời triệu chứng của anh lúc này không khác gì bệnh lao phổi. Lâm Khả nhìn Lâm Yếm nhảy vọt ngồi sát rạc bên cạnh mình, sau đó lại nhìn vẻ mặt điềm tĩnh không đổi của Tống Dư Hàn, hai người.
tâm trí anh đánh ra một dấu lớn. Cô có phải quan tâm đến của cải nhà chúng tôi không? Tôi cho cô 1.000.000 tệ, phải rời khỏi anh tôi, về sau không được gặp anh ấy nữa. Lâm Yếm không nghĩ tới lời thoại cẩu huyết huyền thoại này lại xuất phát từ miệng của mình. Lâm Khả há miệng thở dốc, này. Lâm Yếm ánh mắt phóng dao hung hăng càn quét, anh nâng lên ly rượu nhấp một ngụm, dùng băng dán vô hình phong bế cái miệng mình lại. Tống Dư Hàn cười cười rồi lại như không cười, nhìn mà xem, Lâm Yếm cùng Lâm Khả không có nét gì giống nhau, nhưng vẻ ngạo khí được sinh ra từ hào môn thế gia đến mức tự phụ ấy thì không lẫn vào đâu được. Cô cũng không thích nhiều lời vô nghĩa nên có ý đứng dậy rời đi, nhưng không biết vì sao, cô thật muốn dẹp đi tính ngạo mạn của cô gái này, dạy nàng rằng không phải thứ gì cũng có thể bị đánh đổi bởi tiền bạc. Tiền tôi không thiếu, tôi có tay có chân có thể tự mình kiếm tiền, chỉ là cảm thấy anh cô tốt tính, nhã nhặn lịch sự, chắc hẳn sẽ là một người chồng tốt. Lâm Yếm phỉ nhổ, đó là vì cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Mùa hè không giặt vớ rửa chân mà chạy loạn khắp nhà, còn tóc váy mấy tiểu nữ hài hàng xóm. Trong nhà còn chất đống thứ vàng vàng. Không đợi nàng nói xong, Lâm Khả lập tức bưng kín miệng nàng, thật ngại quá Tống tiểu thư, khiến em chê cười rồi, thật xấu hổ quá. Nói xong anh ngưng cười nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Lâm Yếm, em nói đủ chưa, xem anh làm thế nào cáo trạng với Lâm Thúc đây. Lâm Yếm thở dài hất tay anh ra, nhà chúng tôi quy củ nghiêm ngặt, gả vào sẽ khiến cô hối hận. Tống Dư Hàn thay đổi cách ngồi thoải mái hơn, không sao, là gả cho anh ấy, không phải gả cho gia đình các người, càng không phải gả cho cô. Ngụ ý nàng quá lo chuyện bao đồng. Nghĩ đến cái người này nếu thật sự gả vào Lâm gia, ngày lễ Tết đến nhà thăm hỏi còn không phải gặp miết cái bản mặt khó ưa. Lại còn một tiếng chị dâu, Tống Dư Hàn gai mắt mình như vậy, không nể mặt mũi, nói không chừng còn xúi dục trưởng bối vên mặt hất cằm mà sai khiến mình. Lâm Yếm tức nghẹn muốn sặc chết người. Trong tình thế cấp bách, nhiệt khí xông lên lập tức nói ra, cô không thể gả cho hắn, hắn là gay, kết hôn cô nhất định không hạnh phúc. Tất cả mọi người có mặt trong thính sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người, đến nhân viên phục vụ món ăn cũng chao đảo đứng không vững, cả khay thức ăn đều rớt ra ngoài. Lâm Khả hét thật to, Lâm Yếm, em nháo đủ chưa? Tôi, Lâm Yếm tự biết đuối lý, chẹt miệng, không phải. Tôi, ai da? Không hiểu sao nhìn thấy bộ dáng nàng ủy khuất, Tống Dư Hàn trong mắt tức thì hiện lên mặt ý cười vui thích. Bất quá cô rất giỏi che giấu, ít nhất là ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ không màng sự đời. Thẳng nam thế nào, gay lại làm sao, tôi cũng không chấp dứt, Pháp Y Lâm, tôi cảm thấy anh cô nhất định sẽ là người có trách nhiệm với gia đình, một nam nhân tốt. Lâm Yếm hít sâu một hơi, miễn cưỡng khắc chế mấy lời tục tiểu sắp thốt ra miệng, mặt dại ra nhìn về phía Lâm Khả. Anh không phải thích mấy tiểu thư sinh lanh lợi hoặc bác đáng yêu sao? Tống Dư Hàn có điểm gì là giống đâu? Anh cảm thấy Tống tiểu thư rất tốt, lại kết hôn không phải vì yêu. Tống Dư Hàn hơi cúi đầu, vì cười một tiếng, nhưng bị vẻ mặt cay cú của Lâm Yếm đánh giết, cô liền khôi phục dáng vẻ đoan trang nghiêm túc. Là một nam nhân, sự nghiệp thành công thì cần thể diện, cô vừa khen anh nhiều vậy, anh nhất định sẽ không để cô mất mặt. Cho nên mặc kệ Lâm Yếm nói gì, chỉ cần dám làm trò trước mặt cô, Lâm Khả tuyệt đối sẽ phản bác. Cô ấy rất cổ súy, bảo thủ, nhất định sẽ quản anh như mẹ quản con. Không sao, Tống tiểu thư như vậy sẽ là một người quán xuyến gia đình thật tốt. Cô ta thích đánh đấm, anh không sợ về sau bị nàng bạo hành. Lâm Khả dịu dàng chậm rãi đưa mắt nhìn cô, anh tin cô ấy sẽ không. Tống Dư Hàn mượn việc uống chút nước để tránh đi cái nhìn tương giao đến xấu hổ. Nói đến đánh đấm, sau óc nàng lại rần lên một cơn ẩn ẩn đau, Lâm Yếm hận đến ngứa răng, chuyện xảy ra lúc sáng nàng còn chưa tính sổ đâu. Nàng còn đang tính nói gì đó, Tống Dư Hàn đặt xuống ly nước, bình thản nhìn về phía nàng. Màu mắt cô khá nhạt, dưới ánh sáng vàng ấm chiếu rọi hiện lên vài phần lưu ly ôn nhuận trong suốt. Bởi vì cuộc hẹn hôm nay cô phá lệ không mặc chế phục, chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng vừa khít bả vai mạnh mẽ nhưng không quá thô ráp cùng vòng eo thon gọn, thật sự có đường nét. Lúc cô không trêu cợt người cũng khá xinh đẹp ha. Thời điểm trong đầu Lâm Yếm lóe lên suy nghĩ đó, cô đột nhiên mở miệng, Pháp Y Lâm hình như rất chán ghét tôi thì phải. Chương 8, nữ thi. Lâm Yếm không cần nghĩ nói thẳng ra, làm bộ làm tịch, giả đứng đắn, vừa nhìn đã khiến người chán ghét. Lâm Khả kéo kéo tay nàng, sắc mặt trầm trọng, em nói bậy bạ gì vậy, nói anh cũng thôi đi. Lâm Yếm mỉa mai phản pháo, anh chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy nên chưa biết, cái người này trước một mặt, sau một vẻ, nói trắng ra là hai mặt, với chỉ số thông minh của anh, một khi cô ấy gả vào Lâm gia, còn không khiến anh vô tròng. Lâm Khả tức giận thiếu điều bốc khói, lại không thể ở chỗ này ra tay đánh nàng, gương mặt đỏ ngầu, Lâm Yếm, em đủ chưa?
Tác tự còn chưa định em loạn cái gì. Anh không biết giữa em cùng Tống tiểu thư có khúc mắc hiểu lầm gì, nhưng trước mặt mọi người em chỉ trích lăng nhục một người như vậy là không đúng. Vậy theo như anh nói. Lâm Yến mồm mép không khép được, quay đầu tiếp tục khai khẩu, Lâm gia ngoài tiền ra thì có cái gì? À, không hẳn, còn có cô em chồng đáng ghét như tôi đây, hôn nhân dù sao là đại sự cả đời, đến lúc đó đừng có mà hối hận. Tống Dư Hằng lắc đầu, nhấp thêm một ngụm nước, tôi cảm thấy cô quá tự tin, tôi lại không chán ghét cô. Hửng. Đại não Lâm Yến nhất thời chấn động. Tôi cũng không chán ghét cô, 6 chữ này từ trong miệng Tống Dư Hằng nói ra, nghe thế nào cũng có chút là lạ đáng ngờ. Nhưng mà, quá mức tự tin. Mấy chữ lạnh băng theo đó phun ra giống như một cái tát kéo nàng về thực tại. Nếu không phải xuất thân quý tộc, tu dưỡng tốt, Lâm Yếm sớm đã chống chân lên bàn, nhảy dựng lên, họ Tống, cô, không biết xấu hổ. 4 chữ còn chưa nói xong, điện thoại của hai người đồng loạt rung lên. Lâm Yếm tức đầy bụng đã ấp ủ 18 đời tổ tông lời thô tục dành tặng cho Tống Dư Hằng, sắp tuôn ra cửa miệng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh ngược trở về, cũng không thèm nhìn xem người đang gọi tới là ai, trực tiếp tắt điện thoại. Người ngồi bên đối diện lúc này lại nhận cuộc gọi, vừa nghe điện thoại vừa lấy vài tờ nhân dân tệ từ trong túi ra đặt lên trên bàn. Xin lỗi, hôm nay làm phiền anh thanh toán bữa cơm này, nếu không đủ, tôi sẽ gửi lại sau. Lâm Khả nhanh chóng từ chối, không, không cần, hôm nay người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tống Dư Hằng căn bản không để tâm anh còn muốn nói gì, chỉ chú ý lắng nghe những câu nói được truyền đến từ trung tâm chỉ huy, một thi thể nữ giới không rõ lai lịch được phát hiện tại phía tây bắc thành phố. Công viên Liên Hoa, cảnh sát khu vực đã được phái đến hiện trường, triệu cục bảo ngài. Tôi lập tức đến ngay, địa chỉ. Trên màn hình điện thoại, tên Đoạn Thành cứ nhấp nháy, Lâm Yếm phiền chán bắt máy là một trận xối xả, cậu có phiền quá không vậy, hiện tại đã hết giờ làm việc rồi có biết không? Đoạn Thành khóc không ra nước mắt, không phải, Lâm tỷ, có chuyện rồi, vừa xảy ra án mạng. Lâm Yếm đặt ly rượu xuống bàn, chạy về chỗ ngồi cầm túi sách, Lâm Khả, tôi đi trước, bữa cơm này tôi mời. Cứ bảo ông chủ thanh toán qua thẻ của tôi. Không phải. Không chờ Lâm Khả nói xong, hai người đã một trước một sau bước ra cửa, anh thở dài, nhìn một bàn thức ăn hỗn độn. Chuyện gì đây à? Lúc xuống xe nàng đã bảo tài xế về trước, cho nên bây giờ phải đứng ở giao lộ đón taxi, buổi chiều giờ cao điểm đúng là khó bắt được chiếc xe nào, vài chiếc taxi lướt ngang đều chật kín người. Nàng nắm điện thoại mím môi dự định gọi tài xế đến đón mình, thì một chiếc BYD màu trắng sản xuất trong nước dừng trước mắt nàng. Tống Dư Hằng quay xuống kính cửa xe, tích tự như kim, lên xe. Lâm Yếm trợn mắt, mặc kệ cô. Tống Dư Hằng thấy nàng không phản ứng cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, chuẩn bị xoay vô lăng xuất phát, Lâm Yếm lướt nhìn dòng xe ở ngã tư đường lượn tới lượn lui, cắn chặt răng. Được rồi a, mở cửa đi. Vừa vào xe, Tống Dư Hằng liếc nhìn nàng một cái, hồ như có chuyện muốn nói. Lâm Yếm ngồi bên ghế phụ, tự mình thắt chặt đai an toàn, có chuyện thì nói, ngẫm cái gì. Tống Dư Hằng lấy đèn báo của xe cảnh sáng từ trong hộp dụng cụ đặt bên cạnh, ấn nút sau đó dán trên nóc xe, cũng thắt tốt đai an toàn mới dẫm ga chen chúc giữa lòng xe cộ. Xem ra cô cũng biết giác ngộ. Coi ai nói kìa, tiện nghi của Tống đội ngài không chiếm không được. Đường đường người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, cũng sẽ để ý con xe rẻ tiền này. Đương nhiên, rùi bọ dù sao cũng có thịt. Tôi còn tưởng rằng Tống Dư Hằng liếc mắt nhìn nàng, những lời còn lại không nói ra miệng. Tưởng rằng cái gì? Lâm Yếm truy hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu, mở loa Bluetooth trên xe khuếch đại âm thanh, chuyên tâm lắng nghe tình hình vụ án. Cứ như vậy, không có chỗ để nàng xen vào nữa. Lâm Yếm thần trí bị vụ án hấp dẫn, thậm chí có chút nôn nóng muốn đến hiện trường thật nhanh. Mấy ngày nay nàng đã giết thời gian bằng cách giải phẫu mấy con thỏ, tay đã ngứa đến sắp lột da luôn rồi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt gấp không chờ được của nàng, Tống Dư Hằng nhất thời trầm mặt, nhưng bản chất cô từ trước đến nay đều bình đạm, cái gì cũng không nói. Cho xe chạy nhanh hơn, dưới tiếng thét kinh hãi đảo loạn thiên địa của Lâm Yếm, cô quay tay lái xen vào giữa hai chiếc xe tải lách qua. Tống Dư Hằng, cô muốn tìm chết cũng đừng kéo tôi theo chứ a a a. Năm sau, công viên Liên Hoa. Tống Dư Hằng dừng xe bên ngoài, hiện trường bị phong tỏa, người đứng bên ngoài vây chật như nêm cối, đèn cảnh sát chớp nháy, phóng viên đã kéo đến đông đúc, mấy cảnh sát tuần tra đứng ngoài dây phong tỏa bảo đảm an ninh. Cô xuất trình thẻ cảnh sát, xốc dây phong tỏa bước vào bên trong. Nhưng Lâm Yếm theo sau lại bị ngăn lại. A, tôi, Tống Dư Hằng quay đầu, nhẹ nhấc lên dây phong tỏa, là pháp y, vừa chuyển đến thị cục, cho cô ấy vào đi. Mấy cảnh sát tuần tra liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cho nàng vào trong. Không trách bọn họ được. Lâm Yếm toàn thân váy áo rực rỡ giống như người mẫu trên bìa tạp chí hơn,
so với chức danh pháp y đúng là khác xa một trời một vực. Cảnh sát trực thuộc khu vực đang bận việc, một cảnh sát lấy khẩu cung người phát hiện xác nạn nhân, người còn lại lấy bút ghi chép. Pháp y cùng pháp chứng cũng đã có mặt. Tống Dư Hàn liếc mắt nhìn tràn cảnh xung quanh, một nam nhân trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, mỏ nhọn tai khỉ đi đến, chủ động chào mời cô bằng một điếu thuốc. Tống đội, cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy? Cảm ơn, tôi không hút thuốc, nói về vụ án đi. Nam nhân ngượng ngùng cười hai tiếng, thu điếu thuốc trở về. Là thế này, vào khoảng 7 giờ tối hôm nay, đội trục vớt của phòng quản lý đường thủy đang tác nghiệp. Một lão nhân hơn 50 đầu đội mũ, cả người ướt sũng, đứng ở đằng xa run rẩy kể lại quá trình tìm thấy xác nạn nhân, giờ nhớ lại vẫn không khỏi sợ hãi. Gần đây trời nắng nóng, rất nhiều người đến công viên hóng mát, cho nên rác bị ném xuống lòng hồ cũng nhiều lên không ít. Tôi nghĩ trước khi hết giờ làm việc xuống hồ vớt thêm một lần số rác thải là có thể về nhà kết thúc công việc. Lúc ngồi thuyền đến đoạn gần chân cầu, cảm giác như va phải vật gì đó. Tống Dư Hàn theo hướng ngón tay ông nhìn đến, công viên liên hoa cảnh vật hữu tình, tên như cảnh có trồng một ao sen lớn, trời giữa hè hoa sen nở rộ, vị trí thi thể được tìm thấy là ở ngay phía dưới cây cầu đá nhân tạo bắc ngang hồ sen. Lúc đó trên cầu hẳn tập trung không ít quần chúng vây quanh, tin tức tìm được thi thể dưới hồ giống như có cánh bay ra ngoài, kèm theo đó là một vài hình ảnh mà người xem tranh thủ chụp được, mọi người bắt đầu ồn ào huyên náo. Chỉ với thời gian một bữa cơm, hầu hết mọi người đều biết. Cũng không thể trách Phùng Cục lại sinh khí, cố ý bảo cô đến đây một chuyến. Tôi nghĩ ai đó vứt rác thải xây dựng, có hơi tức giận, liền lấy rào vạch ra mấy lá sen, nhưng không quá mạnh tay, bởi vì làm không khéo thuyền sẽ lật, đành phải bước xuống hồ kéo cái vật ấy ra, cũng gọi vài người đến hỗ trợ. Không nghĩ tới vừa tiến lại gần đã ngửi thấy một cổ mùi hôi quái lại, mùi này thật ra lúc ở trên thuyền tôi đã ngửi được nhưng không quá để ý, dù sao trời cũng đang vào hè. Rác bị ngâm dưới nước, đặc biệt là sình bùn trong ao sen thường tỏa ra mấy mùi khó ngửi như vậy, nhưng còn cái mùi này càng ngửi càng cảm thấy kinh tởm. Lâm Yến trợn mắt, nghĩ ngợi, mùi xác chết giống mùi rác hả ta? Vừa chạm vào túi ni lông kia tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái, nó vừa lạnh vừa trơn mềm, nhưng tôi vẫn dùng hết sức kéo nó vào bờ, kéo được một nửa thì cái túi bị hở, lộ ra một bàn chân người, tôi hoảng sợ chết trân tại chỗ. Ông vừa nói vừa run, đêm hè 30 độ, khí trời cực nóng mà mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, nếu không phải tôi biết bơi, thiếu chút nữa đã nằm dưới lòng hồ luôn rồi. Thời điểm phát hiện thi thể, ông có nhớ rõ không? Lão nhân suy nghĩ một lúc rồi mờ mịt lắc đầu, không nhớ rõ, chỉ nhớ tầm khoảng 7 giờ tối, nhưng là sau khi lên bờ tôi lập tức báo cảnh sát, sau đó có lướt nhìn điện thoại, lúc đó là 8 giờ 30 phút. Được rồi, ông hãy để lại tên họ cùng số điện thoại, nếu có việc cần, mời ông vui lòng đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Một cảnh sát đưa cho ông giấy bút, lão nhân run run viết tên mình cùng một dãy số lên trên đó. Bác sĩ pháp y của phân bộ cảnh sát khu vực đang tiến hành kiểm tra sơ bộ, Lâm Yếm đến gần cẩn thận quan sát. Đoạn Thành mang theo dụng cụ, nhưng không chụp ảnh, bên cạnh thi thể vây quanh mấy cảnh sát mặc chế phục. Lâm Yếm tiện tay vỗ vai một người, này, đã phát hiện được gì rồi? Cảnh sát bị vỗ vai đeo khẩu trang, không kiên nhẫn quay đầu, người không liên quan tránh sang một bên, đây không phải nơi mà các cô có thể tùy ý tiến vào. Lâm Yếm vui vẻ, không phải, chỉ là quan sát lâu vậy, có nhìn ra được tuổi tác hay thời gian tử vong gì chưa? Tôi. Nam pháp y đỏ mặt, nâng cao giọng nói, nguyên chân chết là do ngạt nước, trên thi thể không có vết thương, rất có khả năng nạn nhân tự sát. Tống Dư Hàn bị một phen lời nói kinh thế hải tục của hắn kích động xoay người, cô mím chặt môi, ánh mắt như dao cắt. Cậu nói xem, một người tự sát thì làm sao tự nhét mình vào túi ni lông rồi nhảy xuống nước? Lâm Yếm nhịn không được phì cười, ha ha. Tống đội, ngài thật hài hước, vừa cười được một nửa, đã nhìn thấy sắc mặt quyết tuyệt của Tống Dư Hàn, lập tức thức thời ngậm miệng. Người vừa nãy đưa thuốc cho cô là đội trưởng đội cảnh sát phân bộ, hắn suýt xoa bước tới gần, ai da, Tống đội đừng nóng giận, chỉ là bước đầu phán đoán sơ bộ, vụ án này chúng tôi nhất định sẽ hảo hảo điều tra. Tác phong làm việc cơ bản của cảnh sát không phải cô không biết, thì cục mỗi năm đều có tần suất phá án tiêu chuẩn, nếu không đạt chuẩn thì thế nào? Hoặc là làm việc chăm chỉ trong công cuộc điều tra an ninh, chặn đứng các nguy hiểm có thể xảy ra, hoặc là đầu cơ trục lợi biến mấy vụ án hình sự thành án trị an bình thường, đặc biệt là mấy vụ án phát hiện thi thể không rõ lai lịch thế này, đồn đẩy lôi kéo, chính là ngọn cùng dẫn đến mấy cái chết oan ức của nạn nhân. Nhưng thực đáng tiếc, người mà hắn hôm nay đụng phải lại là Tống Dư Hàn, không một hạt cát nào có thể thoát khỏi pháp nhãn của cô. Vụ án này, từ giờ trở đi chuyển giao cho Cục Cảnh sát Giang Thành, không đợi hắn khôi phục tinh thần. Tống Dư Hàn kiên định hạ lệnh. Đoạn Thành, còn thất thần làm gì, chụp lại hiện trường, Phương Tân, tìm kiếm dấu vết khả nghi trên người nạn nhân,
những người khác lấy khẩu cung của những người có mặt ở đây, ghi chép lại một lần nữa. Pháp y Lâm, ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh, Lâm Yếm đã cột lên mái tóc dài, từ rương khám ra lấy ra bao tay đeo vào, mang khẩu trang để che đi một nửa dung nhan kiều mị, sườn mặt nghiêm túc của nàng chỉ lộ diện những lúc thế này. Tống Dư Hàn nhẹ nhàng nhấp môi dưới, cũng bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Túi ni lông bị mở ra, thi thể trương phình, quần áo chỉnh tề, bề mặt da có dấu hiệu bong tróc, đặc biệt là lớp da ở cánh tay, từ xa nhìn lại giống như được bao bọc bởi một lớp cao su. Lâm Yếm đưa tay sờ lên lớp dầu tiết ra bên ngoài thi thể, mùi hôi gây mũi xộc thẳng vào khoang mũi, nhưng nàng không hề nhăn nhó khó chịu, cầm đèn pin mở mí mắt của người chết. Có hiện tượng xuất huyết giác mạc. Đoạn Thành nhanh chóng chụp lại. Thi thể xuất hiện những đốm ban đỏ nhạt. Ánh đèn di động đến mũi miệng người chết. Một màn dịch nhầy điểm bọc li ti giống như bông bịt kín mũi miệng, pháp y học gọi đó là nấm bọt. Nấm bọt được hình thành khi nước vào phế nang làm rách phế nang và huyết quản, hồng cầu kết hợp với huyết tương cùng với không khí của nhịp thở xáo trộn tạo thành nhiều bọt nhỏ ở khí quản, phế quản và dần được đẩy ra mũi miệng. Đặc tính của nấm bọt là nhiều bọt nhỏ, dai, dính và không tan trong nước, và chỉ khi có sự sống, hô hấp trong nước mới hình thành nên nấm bọt. Nguồn, ảnh y học, Lâm Yếm nhanh chóng đưa ra kết luận, đúng là dấu hiệu đặc thù do chết đuối. Tống Dư Hàn mang găng tay sờ sờ tìm kiếm trên quần áo người chết, không có bất kỳ thứ gì có thể xác minh thân phận nạn nhân. Phương Tân, lấy mẫu DNA đưa về xét nghiệm rồi đối chiếu dữ liệu xem có phải là một trong những người được báo án mất tích gần đây không? Vâng. Tống đội. Phương Tân đang kiểm tra các dấu vấn tay khả nghi bên ngoài túi ni lông, lên tiếng đáp trả sau đó mang theo rương khám tra chạy tới. Tống Dư Hàn ngước mắt nhìn đám đông nhốn nháo xì xầm, nơi này địa thế trống trải, người đến người đi, nếu thật sự có ai đó cố tình vứt xác ở đây thì nhất định sẽ có người nhìn thấy mới đúng. Pháp y Lâm, thời gian tử vong. Lâm Yếm không trả lời cô, đưa tay về phía Đoạn Thành lấy nhiệt kết kiểm tra thi thể. Một chiếc kim thật dài đâm vào người nạn nhân, Lâm Yếm cúi đầu nhìn thoáng qua, nhiệt độ 25,8 độ C, Đoạn Thành, đo nhiệt độ của nước trong hồ cùng nhiệt độ không khí bình quân 7 ngày gần nhất. Đoạn Thành cầm nhiệt kế đi tung ta tung tăng, Lâm Yếm khuất trong tối thầm thì, tay nàng đầy vết dầu tiết ra trên da người chết, không thể nào lấy di động trong túi ra xem. Tống Dư Hàn, nhiệt độ không khí bình quân 30 độ C. Pháp y sẽ dựa vào tình trạng thối rữa của nạn nhân, nhiệt độ trong không khí cùng quá trình tính toán rườm rà để phỏng đoán thời gian tử vong của thi thể, nhưng Lâm Yếm chưa từng do dự quá lâu, liền mở miệng nói. Nạn nhân đã chết khoảng 3, 5 ngày, còn thời gian cụ thể phải chờ đưa về khám nghiệm, kiểm tra dạ dày, độ ấm của gan. Việc phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân trong trường hợp này liên quan đến ngoại cảnh, bị ngâm trong nước cùng vị trí được tìm thấy hoàn toàn có liên can, đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nàng nói những lời này là thật sự nghiêm túc. Tống Dư Hàn lui về sau một bước bảo người đến bọc thi thể lại, quần chúng xung quanh lại một lần nữa náo động, ngày mai nhất định xuất hiện khắp tiêu đề các mặt báo. Đưa thi thể lên xe chuyển đến nhà tang lễ, tiếp đó là quá trình viếng thăm tra hỏi rườm rà nhạt nhẽo. Lâm Yếm cùng Phương Tân đem vật chứng thu được về thị cục tiến hành xét nghiệm. Trịnh Thành Duệ bắt đầu dụi mắt theo dõi. Tống Dư Hàn một mình dạo quanh công viên, ít nhất hành vi hiện tại của cô lúc này là vậy. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, cái nóng ban ngày đã tản đi, công viên cũng dần già thưa thớt người. Hồ sen trong công viên không lớn, đây là hạng mục mà chính quyền thành phố mấy năm trước vừa cho xây dựng, được tham quan tự do, mở cửa 24/24 cho nên số người qua lại nơi này rất đông đúc, sẽ khó khăn cho việc điều tra cũng đồng nghĩa với việc khả năng hung thủ vứt xác nạn nhân xuống lòng hồ càng rất khó thực thi. Bởi vì hắn rất có thể sẽ bị bại lộ. Nếu đúng như cô suy đoán, hung thủ nhất định không lựa chọn khu vực này để vứt xác. Quá lộ liễu. Chỉ cần cảnh sát cẩn trọng trong quá trình điều tra, phá án chỉ còn là vấn đề thời gian. Tống Dư Hàn tay đặt trên lan can cây cầu đá, nhìn xuống gần chân cầu nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Một mảng cỏ lau tươi tốt đã bị mấy công nhân thu dọn rác cùng nhóm cảnh sát đến phong tỏa hiện trường dẫm qua đổ gục, cô dọc theo bậc thang bước xuống bên dưới. Lúc nhìn thấy thi thể, nghi vấn đầu tiên cô đặt ra chính là quá sạch sẽ. Thời buổi này ai đời nào lại ra đường mà không mang theo thẻ căn cước, bằng lái xe, ví tiền, thẻ ngân hàng, đặc biệt là điện thoại di động. Hơn nữa nạn nhân lại là nữ giới, trừ bỏ công việc đặc thù giống như cô, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy vật dụng tùy thân như trang sức. Xa xỉ như Lâm Yếm, đi làm còn phải đeo đồng hồ Rolex cho phá cách. Đơn giản như Phương Tân ít ra cũng mang khuyên tai hay lắc tay gì đó. Đây là thiên tính yêu thích cái đẹp của nữ giới, rất ít người ngoại lệ. Cô lần mò trong đám cỏ lau, bật đèn pin tìm kiếm manh mối. Hầu hết những tội phạm cướp bóc sẽ dọn hết những thứ có giá trị trên người nạn nhân,
nhưng nếu là cướp của giết người cũng đâu cần phải bỏ xác nạn nhân vào túi ni lông rồi vứt bỏ. Loại tội phạm có xu hướng hành vi tương tự nhất định có tình cảm đặc biệt hoặc khúc mắc gì đó với nạn nhân, không cần biết người chết có chống trả, kêu cứu hay không, nhất định sẽ để lại dấu vết. Hung thủ quen biết nạn nhân. Động cơ thì sao? Cô trong lòng đánh một dấu. Cực lớn. Sương đêm thấm ướt quần áo, Tống Dư Hàn giơ đèn pin soi rọi xung quanh, có dấu vết dẫm đạp, đa số những người lựa chọn ngắm hoa sẽ đứng trên cầu chứ không xuống bên dưới, đám cỏ lau nơi đặt xác chết được vớt lên bị đè ép tạo thành hình dạng đặc thù. Xung quanh không có camera an ninh, cành liễu quanh hồ phủ xuống thật thấp, quả thật chính là điểm mù thiên nhiên tạo ra. Cô không người ngồi xuống, đạp lên lớp bùn nhão ven hồ, mang bao tay, cẩn thận dò xét. Cô tin chắc rằng không có tên tội phạm nào hoàn mỹ, càng không có cái gọi là hiện trường vụ án hoàn hảo. Nếu đây là hiện trường vứt xác đầu tiên, nhất định lưu lại dấu vết. Đúng là trời không phụ lòng người, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Dư Hàn tìm được một chiếc nhẫn trong lớp bùn sâu khoảng nửa ngón tay. Nàng dùng ánh sáng soi rọi, chiếc nhẫn quả thực sáng bóng, hẳn là được chế tác từ bạc nguyên nhất, không có hoa văn, chỉ có một chữ S nhỏ tinh xảo được khắc trong mặt sau của chiếc nhẫn. Tống Dư Hàn bỏ chiếc nhẫn vào túi tang vật, gỡ bao tay tiếp điện thoại, ân. Là giọng nói thanh lãnh của Lâm Yếm, đã tìm được người nhà của nạn nhân. Chương 9, khám nghiệm. Nhà tang lễ Giang Thành. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, hai nhóm người đứng trong đại sảnh mãi miết ngân giọng tranh chấp. Tống Dư Hàn vừa bước vào liền nghe thấy một giọng nữ thê lương chửi rủa, tiếng đế giày hỗn loạn cọ sát sàn nhà cùng âm thanh quần áo bị rách toạc. Cô có chút lo lắng, sợ Lâm Yếm vì chuyện giải phẫu thi thể đã nảy sinh mâu thuẫn với gia đình nhà nạn nhân nên nhanh chóng chạy tới khuyên ngăn. Ai ngờ cái người đang trêu chọc tâm trí cô không chút tổn hại gì, hoàn hảo đứng tựa lưng vào vách tường, thậm chí còn lấy tay bịt kín hai tai. Phương Tân cùng Đoạn Thành đang đứng ra khuyên can, hai làn sóng phụ nữ xâu xé nắm áo rốt cuộc dừng tay. Người phụ nữ lớn tuổi hơn mở miệng trước, tôi là bà nội của con bé, tôi được quyền mang nó đi, cô gái, cô nói đúng không? Phương Tân. À, bà nói sẵn gì vậy? Con gái tôi nằm ở đó thi cốt chưa lạnh, còn chưa biết vì sao nó lại chết tức tưởi như vậy, không chừng là do người nhà của bà hãm hại nó. Nhã Nhã là cháu ngoại của tôi, nhất định phải theo tôi. Bà nói cái gì? Hại nó, từ lúc nó gả vào nhà chúng tôi có từng thiếu ăn thiếu mặc qua chưa? Nó bảo không thích chung sống với người già, hai vị trưởng bối trong nhà lập tức dọn ra ngoài, không muốn sinh đứa thứ hai chúng tôi cũng không ép uổng. Bà nói vậy có chút lương tâm nào không hả? Ai biết được có phải con bà ở bên ngoài chọc ghẹo đám súc sinh lưu manh nào đó nên mới gây họa sát thân, đừng đổ hết tội lên đầu chúng tôi. Đừng nhìn hai vị lão thái thái lớn tuổi này mà khinh thường, sức chiến đấu không hề yếu kém chút nào, liên tục chỉ trỏ vào mặt mũi đối phương mắng chửi. Huống chi phía sau còn có đại đội 7-8 người cô, gì? Đồng loạt xông lên khẩu chiến, người tới ta đi liền náo loạn cả lên, nhất thời không biết ai nắm tóc ai, dẫn đến xung đột đánh nhau, tình thế càng lúc càng thăng cấp. Đến nỗi trên mặt Đoạn Thành bị cào trúng mấy đường mới buộc phải rút lui khỏi chiến trường. Còn người đàn ông đơn độc lẻ loi ngồi trên ghế, hốc mắt đỏ ửng, cúi đầu không nói gì. Trong ngực hắn là một tiểu nữ hài độ 3-4 tuổi, mở to đôi mắt ngây thơ vô tri nhìn cảnh tượng huyên náo trước mắt mình. Lâm Yếm nhếch môi khơi màu điệu cười thách thức, nhìn trò hề không chút thú vị. Cũng không có ý muốn đứng ra khuyên giải. Náo loạn nãy giờ, con rể, con nói một câu đi, con gái ta rốt cuộc làm sao lại bị giết hại? Phụ nữ trung niên thật vất vả lắm mới tránh thoát vòng vây, hốc mắt đỏ bừng, gương mặt toàn là nước mắt, trông cực kỳ bi thống. Đứa con ta đã nuôi dưỡng hơn 20 năm a, không thể chết mà không rõ nguyên do, các người nhất định phải giải thích cho rõ. Giải thích? Muốn giải thích cái gì? Người cũng không phải do chúng tôi giết, có phải không đồng chí cảnh sát? Phương Tân ân ân a a cho có lệ, sợ nói sai gì thì bàn tay kia nhất định phóng lên mặt mình. Không cần biết. Trả con gái lại cho tôi, Đinh gia ta đời này chỉ có nó là con gái duy nhất, coi như tuyệt hậu rồi. Lão Đinh, tôi thật có lỗi với ông trên trời linh thiêng. Con gái ông chết rất oan ức. Phụ nhân lại bắt đầu cao giọng tru tréo, lao tới quán tới tấp nam nhân đang ngồi trên ghế kia. Mẹ của hắn vừa thấy bà đánh con trai mình càng lúc càng bực tức, xoắn xoắn tay áo lai quần. Cũng xông tới nắm tóc bà ta, mọi từ ngữ thô tục cỡ nào đều xả ra không sót chữ nào. Đừng dính dáng gì với gia đình tôi nữa, nhà các người trên dưới ai cũng xui xẻo. Ông thông gia chết sớm, lúc trước nói tới chuyện cưới xin tôi đã không thích. Ai bảo con tôi mắc mù thích con bà. Gả vào mấy năm một đứa con trai cũng sinh không được, đồ gà mái không biết đẻ trứng. Chết vậy là sạch sẽ lắm rồi. Mẹ kiếp. Lại là ngôn từ ô uế tay đấm chân đá. Lâm Yếm cảm thấy mọi chuyện thực nực cười. Tống Dư Hàn lắc đầu,
chuẩn bị bước đến can thiệp. Nam nhân nhúc nhích từ trên ghế đứng dậy, siết chặt tay hét lớn, im lặng hết đi. Căn phòng trong nhất thời yên tĩnh, đến khi thần trí khôi phục đã là chuyện của một lúc sau đó, gia quyến của người chết khóc lóc thê lương, càng thêm tức tối xông đến đánh hắn té tát, ngươi còn dám lớn tiếng nạt nộ. Hỗn xược, trả con gái lại cho ta. Mau đền mạng đi. Bé gái ngồi bên cạnh hắn bị kéo ra, ai cũng không rảnh để tâm đến nó, đứa nhỏ há miệng, mờ mịt nhìn bà nội cùng bà ngoại đang xô đẩy nhau, bà ngoại lại đánh ba nó một cái tát. Đứa nhỏ không biết phải làm gì ngoại việc khóc trống lên. Ba, con muốn mẹ, con muốn về nhà. Nó nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, chạy tới ôm chân ba mình. Nam nhân không biết bị ai xô đẩy, hai chân loạn choạng. Nhìn thấy đứa bé sắp bị giẫm đạp, Tống Dư Hàn nhanh chóng ôm nó ra, bảo vệ nó. Muốn ồn ào thì đến cục cảnh sát tiếp tục. Mỗi người một câu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Mẹ của người chết còn muốn nói gì thì nhìn thấy huy hiệu cảnh sát in trên bộ chế phục, sau đó nhìn đứa nhỏ gào khóc trong ngực cô, cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn. Lúc này mới bắt đầu lặng lẽ rơi lệ. Kế tiếp là vấn đề trình tự chuyên môn. Người nhà của nạn nhân từng người đi vào trong nhìn mặt người chết lần cuối, lúc trở ra, mẹ của nữ nhân xấu số ngã quỵ sụi lơ trên đất, được mấy cảnh sát ba chân bốn cẳng đỡ ra ngoài. Tống Dư Hàn cho người đưa bọn họ về nhà, chỉ giữ lại chồng của nạn nhân ở lại. Căn cứ vào điều thứ 131 luật tố tụng hình sự, chúng tôi được phép giải phẫu thi thể của vợ anh để điều tra nguyên nhân cái chết, mời ký tên. Một tờ giấy cam kết giải phẫu tử thi đặt trên bàn chậm rãi đưa đến trước tầm mắt hắn. Lâm Yếm ngồi ở phía đối diện, thẳng tắp sống lưng nhìn gã đàn ông thấp bé, có chút kiệm lời. Anh muốn tìm ra sự thật. Không muốn vợ mình chết không minh bạch, thì mau chóng ký đi, giải phẫu là cách nhanh nhất tiến gần đến chân tướng vụ việc. Thời gian càng kéo dài, một số dấu vết đặc thù trên thi thể sẽ dần biến mất, đây cũng chính là lý do nàng nóng vội muốn tiến hành giải phẫu. Con gái của hắn khóc không cách nào dỗ, nàng nặc đòi theo ba mình đến cục cảnh sát, Tống Dư Hàn vừa mới hống nó ngủ, bước ra từ căn phòng trực ban cách vách đẩy cửa vào, nghe thấy những lời này liền ném lại ánh mắt không tán đồng. Lâm Yếm hơi hé môi, không tiếng động tạo khẩu hình, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Tống Dư Hàn, cô không thể uyển chuyển hơn chút được à? Đoạn Thành khều khều Trịnh Thành Duệ, này, hai chị đại đang nói gì vậy? Thẳng Nam Ít từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu, hả? Các nàng nói gì? Đoạn Thành, không phải nói, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Tống Dư Hàn ho khẽ một tiếng, là thế này, toàn bộ quá trình giải phẫu thi thể sẽ được ghi lại, theo quy định, anh cũng có thể có mặt. Cái quái gì vậy? Lâm Yếm ánh mắt hình viên đạn phóng xoẹt qua, nàng không quen việc bị người khác nhìn chăm chăm trong quá trình giải phẫu. Nam nhân nghe đến đó, mới giật giật khóe môi, giọng nói khàn đục, vẻ mặt cực kỳ suy sụp, không. Không cần. Vừa mới phun ra hai chữ, hốc mắt lại đỏ lên, đồng chí cảnh sát, cảm ơn hai người. Hắn nhìn tờ giấy, mở nắp bút, từng nét viết xuống tên mình, vừa ký vừa lau nước mắt. Lâm Yếm ưỡn thẳng cái eo lười biếng đứng dậy, cướp tờ giấy thay quần áo chuẩn bị đến phòng giải phẫu. Ánh đèn phòng giải phẫu pháp y rực sáng, quạt gió bắt đầu hoạt động hết công suất. Lâm Yến mặc bộ trang phục phòng hộ màu trắng, bịt kín từ đầu đến chân, mặt không chút biểu cảm cầm lên con dao phẫu thuật trên khay. Đoạn Thành không có nhiều cơ hội trực tiếp tham gia quá trình giải phẫu, có chút nôn nóng háo hức, muốn thử cái cảm giác được sờ lên con dao phẫu thuật, em giúp chị một tay nha, xẻ da cắt xương là việc nhỏ cứ giao cho em đi. Cậu làm cái gì? Ngay lúc cậu chuẩn bị cầm lấy, Lâm Yến kích động túm chặt tay cậu, ngữ khí sắc lạnh. Bàn giải phẫu của tôi không cho phép người khác động tay vào, tránh qua một bên cầm máy quay ghi hình đi. Đoạn Thành không tình nguyện bỏ xuống dao phẫu thuật đứng sang một góc yên lặng cầm máy ảnh. Lâm, cậu vừa lên tiếng lập tức bị nàng dùng dao phẫu thuật hướng một góc 90 độ nhắm thẳng vào ngực mình dọa sợ lập tức cúi đầu, cực kỳ bi thống. Nạn nhân Đinh Tuyết, 0 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5 năm 2008, khám nghiệm bước đầu, bắt đầu. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt thành kính chuyên nghiệp của pháp y Lâm. Không giống với bác sĩ phẫu thuật, trên bàn mổ không quá nhiều máu và thân xác nạn nhân bị rạch toạc. Vết cắt thẳng từ ngực xuyên thẳng xuống bụng, tay Lâm Yếm cực kỳ ổn trọng, dùng băng gạc lau khô chút ít máu xung quanh, không cần nhìn cũng lấy đúng cây kéo trên khay dùng để cắt cơ, hướng song song dọc theo xương sườn, rất lưu loát sạch sẽ. Mấy trợ lý pháp y nhìn thấy được sự chính xác đến tuyệt đối cùng sắc ngạnh trong ánh mắt nàng. Kềm cắt xương. Nàng ngửa lòng bàn tay, yêu cầu dụng cụ. Một pháp y tập sự vội vàng đưa cho nàng. Thời điểm kẹp xương nàng hơi dụng lực, nhóm chân, chỉ nghe hai tiếng răng rắc giòn giả. Sau đó bỏ mấy dụng cụ dính máu vào chậu vô trùng. Đến, hỗ trợ, lấy xương.
từng khúc xương sườn của nạn nhân được rút ra khỏi khoang ngực, đặt lên bàn cân điện tử. Đèn flash chớp nháy không ngừng, Đoạn Thành phụ trách chụp ảnh, Lâm Yếm đọc số liệu, cảnh sát ghi chép số liệu lên bảng trắng. Lồng ngực mở ra, dùng mắt thường có thể nhìn thấy hai lá phổi phình to, đầu ngón tay Lâm Yếm nhẹ nhàng ấn xuống, in vết hằn sâu, nàng thay một cây kéo thật cẩn thận cắt cuốn phổi. Lá phổi sưng phình cuối cùng được lấy ra, trọng lượng ước chừng gấp đôi lá phổi bình thường. Trong trạng thái kín gió, ngay cả khi điều hòa vặn mở rất thấp, trang phục bảo hộ mặc trên người mấy mươi cân cũng bắt đầu tươm nước, hơn nữa lại bị mùi tử thi lan tỏa xung quanh bám vào, càng thêm nồng nặc. Đến cả mùi hôi thối bốc lên từ trứng vữa cùng đậu hũ thúi pha lẫn bị bỏ quên cũng không ghê tởm bằng. Không chỉ kinh tởm, mà còn cay cả mắt. Thi khí xộc thẳng vào mắt, mắt cực kỳ đau đớn, Đoạn Thành dùng vị trí sạch sẽ nhất trên bả vai dụi mắt, ma sát đến đỏ bừng. Hơn nữa chụp ảnh phải đứng gần sát thi thể, kích thích vị giác cùng cảm quan, hắn nhịn không được nôn mẹ vài tiếng. Lâm Yếm lười ngẩng đầu, dùng dao cắt một phần mô lá phổi, ra ngoài nôn, đừng ô nhiễm bàn mổ. Ở vị trí mô phổi vừa bị cắt đi, một lượng lớn chất lỏng sùi bọt cùng máu chảy ra, Đoạn Thành rốt cuộc nhịn không được nữa, đặt xuống máy móc thiết bị bụng miệng chạy ra ngoài. Lâm Yếm không thèm quan tâm cậu ta, tiếp tục báo cáo kết quả giải phẫu, phổi ứ nước. Nàng nhìn cảnh sát ghi chép viết lên bảng, sau đó quay nhìn lại gương mặt người chết, nhíu mày. Phổi ứ nước là một phản ứng sống, hay nói cách khác đó là hiện tượng xảy ra khi một người còn sống ngộp nước dẫn đến tử vong, chứ không phải xảy ra sau khi vứt xác chết xuống nước. Chẳng lẽ giống như lời cảnh sát kia nói, tự tử trong túi ni lông? Suy nghĩ vừa chớm nàng liền lắc đầu phủ định. Bên kia, Tống Dư Hàn cũng ra hỏi được một nửa. Chồng nạn nhân tên gọi Tôn Hướng Minh, 32 tuổi, nhân viên ngân hàng, kết hôn với Đinh Tuyết được 7 năm, có một con chung. Người chết 30 tuổi, một giáo viên trung học bình thường, Tôn Hướng Minh từ điện thoại chọn ra một bức ảnh chụp, ứ nước mắt đưa đến trước mặt cô. Đây là vợ tôi. Nữ nhân trong ảnh vẻ ngoài bình thường, mặc một chiếc áo len đơn giản, ấn tượng đầu tiên là một người ôn hòa có học thức. Chúng tôi kết hôn gần 10 năm, rất ít khi cãi nhau, cũng chưa từng nghe thấy cô ấy lớn tiếng tranh luận với ai, người thân bạn bè cũng không có thù hằn gì, tôi không nghĩ ra ai sẽ sát hại cô ấy. Tống Dư Hàn né tránh vấn đề này, hôm vợ anh mất tích, có chuyện gì khác thường xảy ra không? Không có gì khác thường, buổi sáng cô ấy làm bữa sáng, sau khi ăn xong, tôi đưa Nhã Nhã đến nhà trẻ, nàng cũng chuẩn bị đi làm. Bình thường ai đưa đón đứa nhỏ? Tôi, luôn là tôi, cô ấy là giáo viên dạy cấp 3, công việc tương đối bận rộn. Tống Dư Hàn ra hiệu cảnh sát ghi lại chi tiết này. Bữa sáng hôm đó ăn gì anh còn nhớ không? Tôn Hướng Minh đăm chiêu suy nghĩ trong ít giây, hình như là cháo gà, bánh bao, màn thầu gì đó. Phát hiện vợ anh mất tích khi nào? Buổi tối. Vừa nói đến việc nạn nhân mất tích, hắn rõ ràng có chút kích động. Tống Dư Hàn ánh mắt trông có vẻ ôn hòa bình tĩnh nhưng lại tinh ý không buông tha bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào trên gương mặt hắn ta dù chỉ một chút. Nói sự việc cụ thể đi. Tối đó sau khi ăn cơm xong, tôi đang trong bếp rửa chén thì cô ấy bảo có việc phải ra ngoài. Tống Dư Hàn đánh gãy lời hắn, phỏng mấy giờ? Không nhớ rõ, khoảng tầm 8, 9 giờ. Đã trễ vậy, cô ấy ra ngoài làm gì? Cô ấy nói trường học xảy ra chút chuyện, có mấy học sinh đánh nhau, nàng phải tới đó xử lý. Sau đó thì không trở về. Phải. Tôn Hướng Minh liếm môi, nói tới đây có chút nghẹn ngào, hơi cúi đầu, cảnh sát đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho hắn. Tôi chờ đến 10 giờ hơn cũng không thấy cô ấy về, nên tôi đã gọi điện thoại. Có gọi được không? Không có. Tống Dư Hàn hơi nhướng mày. Bất quá treo máy một lúc, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói tôi đừng lo lắng, bồi Nhã Nhã ngủ trước đi. Tin nhắn đâu, cho chúng tôi xem một chút. Tôn Hướng Minh nhanh chóng lật tìm nhật ký tin nhắn đưa cho cảnh sát. Hướng Minh, có thể em sẽ về trễ một chút, anh ngủ trước đi, không cần chờ em. Một câu dặn dò hết sức bình thường, cũng là di ngôn cuối cùng của nữ lão sư xấu số này. Xin lỗi, chiếu theo quy định, chúng tôi sẽ tạm giữ điện thoại của anh để kiểm tra kỹ càng. Nam nhân cười khổ, liên tiếp đã kích khiến hắn tiều tụy hốc hác, tôi biết, tôi hiện tại cũng trở thành đối tượng bị tình nghi rồi phải không? Tống Dư Hàn không trả lời, xác thật là như vậy, cảnh sát sẽ không bỏ qua bất cứ ai có khả năng gây án, đặc biệt là người thân họ hàng, đây là những đối tượng ưu tiên hàng đầu cho việc điều tra. Sau đó thì sao, anh không gọi cho cô ấy nữa? Một điều tra viên mở miệng hỏi. Nghe tới đây, vẻ mặt hắn trở nên chua xót, không? Là tôi sai. Nếu tôi tiếp tục gọi cho nàng hoặc ra ngoài tìm, nói không chừng cô ấy sẽ không. Lúc đó, anh đang làm gì?
Tôn Hướng Minh vò đầu bứt tóc, gương mặt đầy vẻ tự trách, tôi. Công việc cả ngày rất mệt. Còn phải chăm sóc con gái. Cấp trên lại bất ngờ giao việc. Tôi ở nhà tăng ca. Cảnh sát ngăn hắn sắp sửa tự tổn hại chính mình. Việc đã như vậy, anh nén bi thương, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Tôn Hướng Minh yên lặng trong chốc lát mới tiếp tục nói. Đến sáng hôm sau trường học gọi điện thoại tới, nói hôm đó vợ tôi không đi làm, tôi mới ý thức được nhất định đã xảy ra chuyện, lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó liệt cáo trạng vào án nhân khẩu mất tích, họ thu thập DNA của người nhà, cho đến 3 ngày sau đó thì phát hiện thi thể ở công viên Liên Hoa. Cô ấy đi rồi, để lại tôi cùng hài tử biết sống làm sao đây. Nam nhân tay bưng kính mặt, miễn cưỡng khắc chế bản thân nức nở trước mặt cảnh sát. Tống Dư Hàn lại đưa cho hắn một miếng khăn giấy, nén đau buồn. Cảm ơn. Nam nhân nhận lấy lau khô nước mắt, xin mọi người nhất định phải bắt cho được hung thủ, trả lại công bằng cho vợ tôi. Tống Dư Hàn gật đầu, từ trong túi vật chứng lấy ra một vật, anh nhìn xem, đây có phải của vợ anh không? Đúng là chiếc nhẫn mà cô tìm được dưới lớp bùn. Nam nhân vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên, phải. Là của vợ tôi. Đây là nhẫn cưới của chúng tôi. Nó chưa từng rời khỏi tay cô ấy. Hắn theo bản năng muốn sờ chiếc nhẫn, Tống Dư Hàn vội thu trở về, xin lỗi, bây giờ chưa thể đưa lại cho anh, chờ sau khi vụ án kết thúc, tất cả di vật của vợ anh đều sẽ trả về cho gia đình. Tống Dư Hàn cố ý nhấn mạnh hai chữ di vật, nam nhân lại không có biểu hiện biến hóa gì, ánh mắt mờ mịt trống rỗng gật đầu, thập phần phối hợp với cảnh sát. Cô từng gặp qua rất nhiều người mất người thân chỉ trong một đêm, Tôn Hướng Minh là người có biểu hiện bình thường nhất. Ít nhất thời điểm này là vậy. Rạng sáng hôm sau, cảnh sát điều tra cả đêm thức trắng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi chốc lát. Văn phòng tiếng ngáy vang vọng. Tống Dư Hàn mở nắp hộp mì ăn liền, ngồi trên bàn đối mặt tấm bảng trắng, những manh mối được nàng kết nối chặt chẽ. Lấy người chết Đinh Tuyết làm trung tâm, từng mũi tên đâm ra tứ phía. Giết người vì tình, vì tiền, hay trả thù. Vì tình, cho tới bây giờ, Tôn Hướng Minh không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng không thể bài trừ hiềm nghi, cần phải tiến hành thêm bước điều tra. Vì tiền, khả năng này là lớn nhất, hung thủ giết người vì tiền rất có thể sẽ giao dịch ở chợ đồ cũ, cũng phải điều tra thêm. Báo thù, đại đa số hung thủ giết người trả thù đều tương đối tàn nhẫn, Đinh Tuyết là ngoại lệ, không chỉ không có dấu hiệu ẩu đả, cũng không có dấu vết bị xâm hại. Đây vẫn là nghi vấn, phải điều tra tất cả các mối quan hệ của nạn nhân. A, kết quả nghiệm thi, có lẽ bên phía Lâm Yếm sẽ có manh mối mới. Tống Dư Hàn 2-3 ngụm đã ăn xong hộp mì, chuẩn bị đến tổ điều tra một chuyến. Chương 10, nghi vấn. 4 tiếng qua đi, khám nghiệm tử thi kết thúc. Lâm Yếm bỏ xuống dao phẫu thuật, sau lưng đã ướt đẫm, xong, đã lấy mẫu đủ cả rồi chứ. Một trợ lý pháp y gật đầu, dạ, lát nữa sẽ đưa đến phòng hóa nghiệm. Ghi chép. Nàng nhìn sang Đoạn Thành, cậu vỗ vạch vạch camera, không thành vấn đề, đều ở đây. Nàng hơi nâng cằm tỏ rõ đã biết, xoay người. Ném bỏ bao tay vào sọt rác, lúc cúi đầu trong nháy mắt, có chút hoảng thần. Từ góc độ của cậu ta nhìn qua, sườn mặt của Lâm Yếm dưới ánh đèn trắng sáng quá mức tái nhợt. Đoạn Thành thấy nàng bất động liền hỏi, pháp y Lâm. Lâm Yếm quay đầu nói, mô phổi, tim, gan của nạn nhân, cùng với tủy xương và dịch tủy răng mang đi xét nghiệm tảo cát. Chú thích tảo cát, hay còn gọi tảo silic, được dùng phổ biến để quan trắc các điều kiện môi trường trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt liên quan đến các thành phần chất lượng của nước. Phương Tân hơi chút chần chừ, xét nghiệm tảo cát phải đưa lên tỉnh. Bao lâu thì có kết quả? Chắc khoảng 2 ngày hoặc lâu hơn. Lâm Yếm hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn mắng chửi người. Một việc đơn giản như vậy, năm 2 đại học tôi đã làm qua rồi, các người còn phải chuyển đến tỉnh, sao không chuyển thẳng đến trung ương luôn đi? Không dối gạt chị, tổ điều tra chúng ta kinh phí có hạn, nhân lực cũng không nhiều, đến cả thi thể mấy vụ án giết người trước kia đều phải ủy thác bên thứ ba tiến hành nghiệm thi. Không phải làm không được mà là. Một pháp y khác tiếp lời. Lâm Yếm chán nản nhíu mày, chung quy chính là tiền chứ gì, vậy thì dễ thôi, tôi đi nghỉ ngơi trước, các người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Nàng ngửa đầu ra sau, duỗi thẳng cái eo, vênh váo hất cằm bước ra ngoài. Lưu loát cởi ra bộ quần áo ám đầy mùi xác chết vứt đi, Lâm Yếm bước vào dưới vòi sen phòng tắm, nhiệt độ nước rất lạnh, lúc tia nước xối thẳng xuống người nàng cũng là lúc thân thể nàng rùng mình rét run, một tay chống đỡ vách tường, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. 5 phút sau, Lâm Yếm lau tóc bước ra, từ trong túi lấy chai nước hoa đắt đỏ phun xịt vô tội vạ lên người cứ như nó không phải được mua bằng tiền, thẳng đến khi cảm giác được cái mùi hôi thối còn sót lại chút ít kia dần bị che lấp, nàng rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi, lấy ra hộp kẹo cao su cất trong ngăn tủ. Nàng bật nắp,
đổ hai viên vào lòng bàn tay, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, quay đầu lại, Tống Dư Hàn đang đứng trong góc tối lẳng lặng nhìn nàng. Ánh đèn trong phòng thay quần áo không quá sáng, Lâm Yếm cười cười, có việc. Nàng đóng ngăn tủ, hất tóc bước ra, thuận tay đưa cho Tống Dư Hàn hộp kẹo, kẹo cao su, giúp tinh thần tỉnh táo, muốn hai viên không? Tống Dư Hàn từ chối, không cần, tôi đến hỏi cô về kết quả nghiệm thi. Lâm Yếm dừng bước, ngáp một cái, đại tỷ, phiền chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, cục cảnh sát thì có quyền bắt buộc mọi người phải tăng ca liên tục sao? Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, không có dấu vết son phấn trên mặt nàng, tố nhan thanh lệ, màu da quá mức trắng nõn, cùng quần thâm dưới bọng mắt vì không chợp mắt cả đêm. Tống Dư Hàn nhìn đồng hồ, bây giờ là rạng sáng 5 giờ 30 phút, cho cô một tiếng nghỉ ngơi, 6 giờ rưỡi bắt đầu học. Lâm Yếm trượt chân, nghiến răng nghiến lợi, cô có phải người không vậy? Tống Dư Hàn môi cười nhưng đáy mắt thì không, không phải. Lâm Yếm tỏ vẻ tán đồng gật đầu, cũng đúng, người như cô trách không được hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân, tôi thấy cô cũng đừng hại anh tôi, sống độc thân một mình sẽ tốt cho mọi người. Có độc thân hay không không quan hệ, hai người ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc vui sướng sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giống như không đồng ý quan điểm nàng vừa đặt ra. Lâm Yếm phản bác theo bản năng, đương nhiên. Hai người so với một mình thì tốt hơn, ít nhất. Sẽ có người chịu lắng nghe mình nói chuyện, tuy rằng, đó chỉ là mấy chuyện sâu bọ vặt vãnh. Lâm Yếm chính là người như vậy, nàng sợ cô đơn, sợ đêm khuya tỉnh dậy một mình trong căn phòng trống rỗng, sợ hãi những giấc mơ nhìn thấy sơ nam, càng sợ hãi giấc mơ ấy cứ đeo bám mình dai dẳng. Nàng cần một người ở bên cạnh lắng nghe những chuyện nhảm nhí của chính mình. Cho dù người đó chỉ yêu thân thể nàng, yêu tiền của nàng, không sao cả, vì nói cho cùng nàng ngoài tiền ra thì cái gì cũng không có. Còn vui vẻ hạnh phúc, đó là thứ gì? Kể từ lần sinh nhật thứ 18 năm đó, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười thật tâm. Hai người kết giao kỹ nhất là ngôn từ thiển cận, Lâm Yếm khôi phục tinh thần lại mỉm cười tự dễu, Tống Dư Hàn cổ hủ, lại là đồ ngốc, hà tất nói tới mấy chuyện này. Tống Dư Hàn cất bước rời đi thì nghe thấy người nọ thấp giọng nói một câu, hạnh phúc, tôi không biết, nhưng nếu không phải yêu thương sâu đậm, thì vô pháp kiên trì đến 10 năm, và nếu không xuất phát từ tận tâm, tôn trọng, thì không thể đạt được điểm tuyệt diệu tối thượng. Tôi cái gì cũng không phải, nhưng ít ra là một cảnh sát, phá án, là chức trách của tôi. Lâm Yếm cười nhạt, không nói thêm gì, bóng dáng gầy yếu hoàn toàn mất hút khỏi hành lang. Cuộc đối thoại này, bất cứ ai nghe thấy cũng không hiểu hai người đang nói gì, những người thông minh, khi nói chuyện không cần quá nhiều ngôn từ. Tống Dư Hàn đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật chỉ cách căn phòng này một vách tường, nàng đại khái không biết rằng, cô đã chứng kiến quá trình nàng giải phẫu. Khoảnh khắc nàng cúi đầu, nét bi thương trong ánh mắt ấy thật không giống Lâm Yếm mà cô biết. Lâm Yếm trở lại văn phòng, cầm hai viên kẹo đã bị oxy hóa, lớp vỏ bọc đường mỏng tan dính lên tay cảm giác thập phần khó chịu. Lâm Yếm nhét chúng vào trong miệng, uống một ngụm nước khoáng, sau đó nằm thẳng người trên ghế một lúc rồi cầm lên điện thoại di động. Uy, tôi, Lâm Yếm, tôi muốn đặt 10 mấy ly tâm. Ừm. Lát nữa hết bình minh đưa đến cục cảnh sát Giang Thành. Máy ly tâm là một thiết bị sử dụng lực ly tâm để tách các thành phần khác nhau của chất lỏng. Lâm Tổng, chuyện này, thời gian quá gấp rút. Lâm Yếm lười nhác, quý tiếp theo chắc tôi sẽ không góp vốn. Đừng đừng. Lâm Tổng có gì từ từ nói. Lâm Yếm tắt điện thoại, ánh mắt đặt xuống hộp kẹo cao su trên bàn. Nàng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quyết định bỏ nó vào trong ngăn tủ. Một giờ sau, Lâm Yếm bị tiếng gõ bàn phím lạch cạch đánh thức, nàng ngọ nguậy một chút ngồi bật dậy, áo khoác chế phục đắp lên người theo đó trượt xuống. Nàng xoa tóc, nhanh tay lẹ mắt tóm được, nhưng lại không nhớ lúc nãy mình có đắp nó lên người hay không. Ký ức hồ như bị phân thành từng mảnh nhỏ. Trịnh Thành Duệ thấy nàng tỉnh, nhanh chóng thò đầu qua đưa cho nàng bánh bao nóng hổi, bánh quẩy cùng sữa đậu nành, còn có một quả trứng gà vừa mới luộc chín. Pháp Y Lâm, dậy, ăn nhanh đi, lát nữa Tống đội sẽ mở họp. Bụng đúng lúc kêu lên. Lâm Yếm mất kiên nhẫn vẫy tay, biết rồi, đi chỗ khác đi, nhìn cậu tôi ăn không vô. Được, được, chị từ từ ăn nha. Mập mạp dường như đã quen với việc bị hất hủi, ở trước mặt Lâm Yếm càng bộc lộ rõ bản tính tốt của mình. Nếu không đủ, chỗ của em vẫn còn đó. Lâm Yếm mở túi ni lông, lấy khăn giấy cầm lên cái bánh bao nhỏ, cắn thử một miếng, nàng nhíu mày lập tức phun ra, số thức ăn còn thừa đều bị ném bỏ vào sọt rác. Cái này mà dành cho người ăn sao? Đây là thức ăn cho lợn. Mặt mập mạp đỏ lên, đây. Đây là bữa sáng em ở nhà mang theo. Mọi người có mặt trong văn phòng đều quay đầu nhìn lại, Lâm Yếm tựa vào lưng ghế, khóe môi khơi màu châm chọc.
thứ này mà các người cũng có thể ăn. Có người mặt đầy giận dữ, bị đồng nghiệp lôi đi, những người khác ồn ào đứng dậy. Đi thôi, họp, họp. Đợi mọi người đều đi rồi, Lâm Yếm mới gọi điện thoại đặt cơm, trong lúc đợi thức ăn, nàng tranh thủ rửa mặt đánh răng. Lúc trở về chỗ ngồi, bữa sáng Quảng Đông đã xuất hiện trên bàn làm việc của nàng. Ba món xíu mại, hai món hấp và hai loại cháo, đây đương nhiên không phải cơm hộp bình thường, mà là bữa sáng dinh dưỡng đầu bếp Lâm gia chuẩn bị cho nàng. Một ngày ba bữa ăn của nàng đều được nấu nướng tỉ mỉ, hàm lượng dinh dưỡng cân đối cùng nhiệt lượng không thể quá cao. Bởi thế nên nàng rất ít ăn thực phẩm rác rưởi bên ngoài, đừng nói chi là bánh bao, loại vỉa hè phổ biến này. Chỉ là nhiều như vậy nàng ăn không hết, giống như mèo hửi mỗi loại nếm một ít liền no rồi, dư lại đều ném vào sọt rác, lấy khăn giấy chấm lau khóe miệng, lúc này mới thảnh thơi đi đến phòng học. Pháp y Lâm đâu? Tống Dư Hàng tầm mắt đảo quanh một vòng, chỗ bên kia đội điều tra vẫn còn trống. Đây. Trước bao nhiêu ánh mắt, Lâm đại pháp y dẫm lên đôi dép lê khoan thai tới muộn, còn buông xõa mái tóc xoăn, mặc lại crop top cúp ngực tối qua đã được giặt sạch sau khi thay ra, hoàn mỹ phát họa đường cong cơ thể, bộ vi đầy đặn được miêu tả một cách sinh động, bên dưới là quần thể thao dáng rộng, chân dài eo nhỏ thu hết mọi tầm mắt hướng nhìn. Đẹp thì đẹp đó, nhưng lẫn trong đám người chế phục kín kẻ thì có phần quái gở. Phương Tân nhìn nàng, lại nhìn chính mình, hổ thẹn cúi đầu. Ánh mắt Đoạn Thành đã sớm dính trên người nàng từ lúc nàng bước vào cửa, tưởng cũng không cần tưởng liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Trịnh Thành Duệ, đang cuống quýt chùi khóe miệng chảy nước miếng. Tống Dư Hàng mím môi tạo thành một đường thẳng tắc. Trương Kim Hải đúng lúc mở miệng, phá vỡ yên lặng, tốt, mọi người đều đến đông đủ, nói về vụ án đi. Nạn nhân tên là Đinh Tuyết, 30 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh trung học ở Giang Thành, 8 đến 10 giờ tối ngày 14 tháng 5 năm 2008 sau khi rời nhà đã mất tích, lúc 10 giờ 23 phút, Phúc có nhắn cho chồng mình là Tôn Hướng Minh một tin nhắn, nội dung như sau. Nội dung tin nhắn được phóng to trên màn hình slide. Tống Dư Hàng ngồi đối diện Trương Kim Hải, dùng bút điện tử trong tay ấn chuyển, không tìm được điện thoại của nạn nhân, vô pháp xác định tin nhắn là do nạn nhân nhắn hay là hung thủ muốn qua mặt, rất có khả năng cô ấy đã bị sát hại vào thời điểm đó. Cô vừa nói xong, Lâm Yếm chống đầu tựa vào lưng ghế mơ màng sắp ngủ, miệng liên tục đánh ngáp. Không khả năng, dựa vào hiện trường nơi phát hiện thi thể, từ phản ứng siêu sinh, nhiệt độ của gan, khí hậu sau khi phân tích toàn diện đã đưa ra kết quả, thời gian tử vong vào khoảng 3 ngày trước từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Chú thích phản ứng siêu sinh là phản ứng của các mô trên cơ thể bị kích thích sau khi chết. Trương Kim Hải cân nhắc một chút, điều tra tới đâu rồi? Trịnh Thành Duệ đứng dậy lắp bắp nói, còn đang điều tra. Tạm thời chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào ra vào công viên. Giả thiết hung thủ giết người cướp của, sau khi nạn nhân gửi xong tin nhắn liền tiến hành cướp đoạt tài sản, sau đó vứt xác xuống hồ. Một trinh sát gợi ý nói. Nói như vậy, điện thoại của nạn nhân là mấu chốt phá án. Theo lời chồng của cô ấy, nạn nhân lúc ra cửa có mang theo một điện thoại iPhone, trị giá 4.000 nhân dân tệ, giấy tờ tùy thân, trong túi xách cũng có tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng tang vật. Chúng ta đã theo dõi các tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Một khi số tiền trong thẻ bị rút ra, cảnh sát phụ cận lập tức có mặt truy bắt. Tống Dư Hàng gật đầu, sau đó phái người đến các gian hàng bán đồ cũ, đặc biệt là thị trường điện thoại second hand, phát hiện khả nghi lập tức đưa người về hỏi chuyện. Lâm Yếm duỗi thẳng cái eo, cứ như chuyện dầu sôi lửa bỏng mà mọi người đang bàn luận không chút gì dính dáng đến mình, lại lười nhác ngáp một hơi. Các người có nghĩ tới, Hồ Sen không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Đương nhiên nghĩ đến, bằng không chúng ta không bố trí cảnh sát tuần tra theo dõi. Một điều tra viên nói thêm. Lâm Yếm đứng dậy, từ trong túi lấy ra một chiếc USB, trực tiếp lấy máy tính cắm vào, lướt chuột, trên màn hình lập tức xuất hiện hàng loạt bức ảnh. Đây là phát hiện trong quá trình nghiệm thi, máu lưu chuyển trong tâm thất trái của nạn nhân vô cùng loãng, độ cô đặc, tỷ trọng, sắc tố, lượng hồng cầu đều thấp hơn tâm thất phải. Điều này trong giải phẫu học là một điểm bất thường, bởi vì nạn nhân chết trong môi trường nước ngọt không có những dấu hiệu này. Trương Kim Hải nâng tách trà uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống đã kịp phun ra toàn bộ, cái gì? Vậy là có ý gì? Không lẽ, nạn nhân bị nước biển dìm chết? Giang Thành mặc dù là thành phố thuộc tỉnh ven biển Tân Hải nhưng, vị trí của công viên cách biển tận 200 km lộ trình. Dựa theo thông tin mà Tôn Hướng Minh cung cấp, Đinh Tuyết 8, 9 giờ rời khỏi nhà, đến khoảng 11 giờ đến 1 giờ sáng bị sát hại, thời gian là không đủ. Chỉ việc hung thủ một đường phi tốc đem người chết dìm xuống biển lại gấp rút trở về để vứt xác, vạn nhất trên đường bị cảnh sát kiểm tra đột xuất, há chẳng phải tự chui đầu vào rọ. Bầu không khí yên lặng, mọi người vào đầu bứt tóc, có chút phiền phức, bận rộn cả một đêm không thu hoạch được gì, ngược lại càng gặp phải rắc rối.
cần phải đưa lên tỉnh tiến hành xét nghiệm tảo cát, nếu có thể xác định thủy vực nơi nạn nhân bị sát hại, đối với công tác điều tra sẽ càng dễ thở hơn. Tống Dư Hàn khi nói chuyện bất cứ lúc nào cũng nghiêm nghị, điềm tĩnh. Lâm Yếm tựa vào lưng ghế không an phận xoay tới xoay lui, vị trí của nàng ngồi cạnh Tống Dư Hàn, hơi cúi đầu nhích người tiến sát lại gần, mùi cơ thể thanh ngọc đặc trưng của nữ nhân phiêu bạc xộc vào mũi. Cô theo bản năng né tránh, tránh được động tĩnh nhưng không tránh được đôi mắt sáng rực lấp lánh của nàng, còn mang theo vẻ mặt vài phần hư thực tranh công muốn được người khác khen ngợi. Đưa lên tỉnh làm gì, tôi cũng có thể a. Lâm Yếm nhìn đồng hồ, hửng, thứ tôi cần ắt hẳn cũng được chuyển đến rồi. Ngụ ý chính là, Tống đội, nếu phá được án, cô nhất định phải hảo cảm ơn tôi đó nha. Tống Dư Hàn mặt không cảm xúc coi như chưa nghe thấy gì xoay đi, tạm thời là như vậy, cả đội chia làm 3 tổ, tổ 1 điều tra thị trường bán hàng cũ, tổ 2 tìm manh mối ở nhà nạn nhân, tôi sẽ đến trường trung học nơi nạn nhân dạy học để điều tra. Trường trung học Giang Thành. Nghe thấy cái tên này, Lâm Yếm trong lòng mặc niệm một lần, sau đó giơ tay, tôi cũng đi. Hết phần 1. Bye bye các hữu nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, kênh GL Radio. Xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.